Địch Bình Thanh nói, Hứa Thuần Lương ta mặc dù chưa có tiếp xúc qua, bất quá ta nghe nói qua người này, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là khá là năng lực, hắn lúc trước cùng Kiều lão tôn nữ Mai Như Tuyết là một đôi người yêu, về sau không biết thông qua quan hệ thế nào trở thành Diệp lão cháu nuôi, bối cảnh phi thường cường đại. Hoàng Vọng Lân gật đầu nói, xác thực, Diệp lão tôn nữ Diệp Thanh Nhã là hắn chị nuôi, đã từng tới Lân Chính Đường mấy lần. Vô luận Kiều gia vẫn là Diệp gia, đều không phải chúng ta Bỉ Môn có thể đắc tội. Hắn cùng Hứa Thuần Lương giao tình rất sâu, tự nhiên nghĩ giữ gìn Hứa Thuần Lương, lại không thể tại đồng môn trước mặt biểu hiện được quá mức rõ ràng, cho nên cường điệu Hứa Thuần Lương bối cảnh, để nhóm này người biết khó mà lui. Hạ Hầu Mộc Lan một bên nghe, trong lòng có chút chua chua, người này tình sử thật sự là phong phú, tại mình trước đó không biết có bao nhiêu qua nữ nhân, kỳ thật có thể cảm giác được, người này thuần thục điều khiển thủ pháp xem xét chính là kinh nghiệm thâm hậu tài xế lâu năm, phi. Cặn bã nam. Mười phần cặn bã nam. Hứa Thuần Lương nói, chính là nguyên nhân này, bên ta mới quyết định đem hắn trục xuất Bỉ Môn, để tránh ngày sau, mọi người đều bị hắn liên lụy. Hắn thở dài nói, kỳ thật ta cùng giao tình của hắn các ngươi đều rõ ràng, chúng ta là kết bái huynh đệ, không đành lòng a, nhưng là vì toàn bộ Bỉ Môn lợi ích, ta cũng chỉ có thể chảy nước mắt trả mã tắc, người khác nói ta bạc tình bạc nghĩa cũng được, phụ nghĩa cũng được, ta chỉ có tiếp nhận. Hắn lời nói này nói đến hiên ngang lẫm liệt. Phảng phất hắn vì Bỉ Môn thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn qua Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, người này am hiểu nhất chính là loại này xáo lộ, rõ ràng chiếm đại tiện nghi, còn không phải giả ra bị thiệt lớn, chính mình là bị hắn xáo lộ, tiện nghi gì đều bị hắn chiếm, hắn còn giả bộ là hy sinh rất lớn. Bắt đầu nói là cứu mình, lần thứ hai lại nói lần trước trị liệu công việc chỉ tiến hành một nửa, lần thứ ba thời điểm, hắn ngay cả lý do đều không nói, trực tiếp chân tướng phơi bày. Không biết xấu hổ xáo lộ nam, nhưng quan khóa là mình biết rõ là cái thuyền hải tặc vẫn là đi lên. Địch Bình Thanh nói, môn chủ vì mọi người cam nguyện gánh vác bất nghĩa chi danh, thật sự là cảm động lòng người, môn chủ yên tâm, chúng ta đối ủng hộ của ngài chưa hề thay đổi qua, cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến, ai cùng môn chủ đối nghịch chính là cùng chúng ta đối nghịch. Hoàng Vọng Lân đi theo gật đầu nói, ta cũng ủng hộ môn chủ quyết định, chúng ta Bỉ Môn tuyệt đối không cho phép có loại này con sâu làm dầu nồi canh tồn tại. Loại này xáo lộ mông ngựa nói ai không biết nói. Mạnh Hoài Nghĩa gặp hai người bọn họ đều cờ xí tươi sáng ủng hộ Hạ Hầu Tôn, hắn cũng không tốt nhắc lại ra phản đối, bất quá con hàng này cáo giả, chớp mắt nghĩ đến cha Hữu Lương từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ biểu hiện gì, cho nên ý nói cha trưởng lão thấy thế nào. Tại ba vị trưởng lão trong mắt, cha Hữu Lương là không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, chân chính cùng bọn hắn ngang hàng chính là cha Ân Hiên, nhưng cha Ân Hiên nghe nói đã điên rồi. Mà lại tinh thần cũng không bình thường, cha Hữu Lương có thể coi là hắn người phát ngôn. Cha Hữu Lương vốn là muốn giữ yên lặng đến cuối cùng, bây giờ bị Mạnh Hoài Nghĩa điểm danh, hắn cũng không thể không phát ra tiếng, ho khan một tiếng nói ta ủng hộ môn chủ quyết định. Mạnh Hoài Nghĩa trong lòng thầm than, con hàng này chính là một cái kẻ phụ họa thôi, Vũ Viên Nghĩa bị trục đã trở thành sự thật, Hạ Hầu Tôn làm quyết định này trước đó cũng không cùng bọn hắn thương lược, chuyện làm xong mới ra ngoài giải thả. Hiển nhiên không có đem bọn hắn bốn đại trưởng lão để vào mắt. Mạnh Hoài Nghĩa cùng Vũ Viên Nghĩa có chút giao tình, nhưng là còn xa mới tới vì hắn xông pha khói lửa tình trạng, sở dĩ ngay trước mặt những người khác giữ gìn Vũ Viên Nghĩa, là bởi vì hắn có chút thọ tử hồ bi cảm giác, Bỉ Môn từ cổ đến nay làm được cái gì sinh ý. Nói trắng ra chính là đánh lấy chăm sóc người bị thương cờ hiệu giả danh lừa bịp, muốn làm môn này nghề nghiệp nhất định phải đem lương tâm để ở một bên, chữ lợi bày ở giữa. Làm môn chủ mở miệng ngậm miệng cách nói luật nguyên tắc, còn có hai đại trưởng lão đi theo phụ họa, Mạnh Hoài Nghĩa cũng cảm giác manh mối không đúng, nếu như Bỉ Môn triệt để vứt bỏ đi qua nghề nghiệp, như vậy hắn làm sao bây giờ? Thuốc giả sinh ý tại sao xử lý? Quá thời hạn thuốc thu về sinh ý làm sao bây giờ? Nếu như mình kiên trì làm những này màu xám ngành nghề, kế tiếp bị trục xuất Bỉ Môn có phải hay không là mình? Mạnh Hoài Nghĩa nói, môn chủ làm ra quyết định, chúng ta tự nhiên tuân theo. Nhưng có chuyện ta nhất định phải nói ra, Bỉ Môn truyền thừa đến nay sát lại là cái gì? Ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng, ta muốn hỏi hỏi các vị đang ngồi ai dám cam đoan mình chưa làm qua không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý. Đương nhiên, có người kiếm được tiền, bắt đầu yêu quý lông vũ, cách nói luật giảng quy tắc, có ít người đem mình làm thượng lưu xã hội thời điểm có phải hay không cũng muốn cân nhắc một hạ tại ăn no mặc ấm bên trên giấy giụa đồng môn. Địch Bình Thanh cùng Hoàng Vọng Lân liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng có thể nghe được Mạnh Hoài Nghĩa là có ý riêng. Hứa Thuần Lương thầm than,
Bì môn nội bộ phân liệt quả nhiên nghiêm trọng, kỳ thật Mạnh Hoài nghĩ ý nghĩ đại biểu bì môn bên trong tuyệt đại đa số, không phải mỗi người đều có Địch Bình Thanh cùng Hoàng Vọng Lân đầu não, cũng không phải mỗi người đều có vận khí trở thành ức vạn phú ông. Nếu như bì môn triệt để chuyển hình, không động vào những cái kia hại người ích ta giang hồ hoạt động, để bì môn tử đệ như thế nào mưu sinh? Chẳng lẽ đi cùng bệnh viện cạnh tranh cho người ta xem bệnh sao? Hạ Hầu Mộc Lan nói, Mạnh trưởng lão, xin đừng nên thảo luận không quan hệ sự tình. Mạnh Hoài Nghĩa nói, không quan hệ, Mộc Lan tiểu thư cho là ta sách chuyện xảy ra cùng bản môn vận mệnh không quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, lão Mạnh, người có phải hay không hẳn là các loại ta nói xong rồi cho biết ý kiến. Mạnh Hoài Nghĩa có thể không cho Hạ Hầu Mộc Lan mặt mũi, nhưng là môn chủ mặt mũi hắn không thể không cấp, nếu không sẽ bị coi là bất kính. Hoàng Vọng Lân nói, môn chủ lần này triệu tập chúng ta tới chính là vì Vũ Viên Nghĩa sự tình sao? Hứa Thuần Lương nói, Vũ Viên Nghĩa sự tình quyết định như vậy đi, phía dưới ta nói chuyện thứ hai, ta mấy năm nay chuyên tâm tu luyện, trong môn chuyện lớn chuyện nhỏ trên cơ bản đều giao cho Mộc Lan, hiện tại ta tu luyện hơi có tiểu thành, nhưng nghĩ tiến thêm một bước, những chuyện khác thế tất khó mà chiếu cố, ta suy đi nghĩ lại, môn chủ vị trí này là thời điểm nên giao ra. Bốn đại trưởng lão đồng thời trầm mặc xuống. Đây mới là hôm nay triệu tập bọn họ chạy tới trọng điểm. Kỳ thật Hạ Hầu Tôn mấy năm này tồn tại cảm rất yếu, người môn chủ này cũng không hoàn thành trách nhiệm, tại bốn đại trưởng lão xem ra, lựa chọn gấp Lưu Dũng lui, toàn tâm tu hành chưa chắc không phải một cái lựa chọn sáng suốt, chỉ là không biết trong lòng của hắn hướng vào môn chủ nhân tuyển đến cùng là ai. Bì môn mặc dù ngày ở giữa suy sụp, nhưng là cũng không có nghĩa là môn chủ chi vị không người hỏi thăm. Tương phản cơ hồ mỗi cái bì môn tử đệ đối vị trí này đều tràn đầy lòng mơ ước, bởi vì ngồi lên vị trí này liền mang ý nghĩa có thể trưởng khống bì môn bí tịch, cũng có thể đạt được bên trên đảm nhận môn chủ thân truyền bì môn sáu kỹ. Vị trí không trọng yếu, vị trí có thể mang tới tài nguyên cùng tài phú mới trọng yếu. Mạnh Hoài Nghĩa cùng Hoàng Vọng Lân tuổi tác đã cao, bọn hắn lòng dạ biết rõ, mình hẳn là không có bất kỳ cái gì hy vọng, Hoàng Vọng Lân không tranh quyền thế. Hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đặt ở cất giữ bên trên, hắn cũng không muốn lội cái này đục nước. Cha Hữu Lương liền trưởng lão chi vị đều là tiếp ban, hắn lại có tư cách gì làm môn chủ. Dẫn đầu bài trừ chính là hắn. Bốn vị trưởng lão bên trong có hy vọng nhất hẳn là Địch Bình Thanh, có tiền có thế có địa vị, mà lại hắn năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, tuổi tác bên trên cũng thích hợp nhất. Bọn hắn cũng nghĩ đến Hạ Hầu Mộc Lan, bất quá bỉ môn không có nữ nhân làm môn chủ tiền lệ. Những năm này Hạ Hầu Tôn bế quan, mặc dù để Hạ Hầu Mộc Lan người quản lý bỉ môn, nhưng quyết định trọng đại đều là hắn hạ đạt, Hạ Hầu Mộc Lan chỉ là phụ trách truyền lời. Hoàng Vọng Lân nói, không biết môn chủ hướng vào người nào. Đây cũng là những người khác chuyện quan tâm nhất. Hứa Thuần Lương nói, bỉ môn ngày ở giữa suy sụp, cần một cái tuổi trẻ có triển vọng người ngăn cơn sóng dữ, tướng mọi người một lòng đoàn kết, trọng trấn bỉ môn ngày xưa chi huy hoàng. Bốn đại trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Tuổi trẻ tài cao bốn chữ này trên cơ bản liền đem bọn hắn cho loại bỏ ra ngoài. Trước mắt bì môn ai cũng không có năng lực này, mọi người riêng phần mình vì lợi ích mà chiến, liền nói bốn người bọn họ, ai đối với người nào cũng không phục. Hứa Thuần Lương đưa ánh mắt về phía Hạ Hầu Mộc Lan, ta quyết định tướng môn chủ chi vị truyền cho Mộc Lan, từ nàng tiếp nhận ta xuất lĩnh bì môn dẫn dắt môn đồ. Địch Bình Thanh dẫn đầu đưa ra dị nghị, môn chủ. Chúng ta bì môn từ cổ chí kim chưa hề có nữ tử gánh đảm nhận môn chủ tiền lệ, mà lại nàng là của ngài nữ nhi a. Hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, người phá hư quy củ, đây là đem bì môn xem như chính các ngươi nhà. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi Địch Bình Thanh đều chục tỷ tài sản, còn nhớ thương môn chủ chi vị, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, đều thời đại nào, người còn có loại này nam tôn nữ tỳ ý nghĩ, nói ra không sợ bị nữ quyền cho đập chết. Cổ kim nội ngoại nữ nhân chủ nhà ví dụ không cần ta từng cái liệt cử a. Mộc Lan là nữ nhi của ta thì thế nào? Chẳng lẽ nữ nhi của ta liền đảm đương không nổi môn chủ? Nâng hiền không tránh thân. Ta bế quan những năm này, Mộc Lan xử sự năng lực rõ như ban ngày. Địch Bình Thanh trong lòng thầm nghĩ, lão già này một lòng muốn đem môn chủ chi vị cho nữ nhi của hắn, quả nhiên là phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi là môn chủ ngươi nói tính. Hoàng Vọng Lân nói, ta cảm thấy môn chủ nói cực phải, thời đại tại biến, chúng ta không thể khắc thuyền tìm gương câu nệ không thay đổi, chỉ có thuận theo trào lưu của thời đại, bì môn mới có thể có phát triển lên. Cha Hữu Lương đi theo gật đầu, dù sao môn chủ cũng không tới phiên hắn, cha hắn nói qua, môn chủ làm ra lựa chọn gì đều muốn ủng hộ,
hắn sở dĩ có thể lên làm chấp pháp trưởng lão tất cả đều là môn chủ khai ân, cho nên muốn ủng hộ môn chủ lãnh đạo. Mạnh Hoài Nghĩa chua chua nói ra, môn chủ đã đều làm ra quyết định, cần gì phải triệu tập chúng ta tới mở cái này hội, Mộc Lan tiểu thư gánh đảm nhận môn chủ ta không có ý kiến gì, nhưng tổ sư gia lập xuống quy củ, trở thành môn chủ người nhất định phải nắm giữ bỉ môn sáu kỹ, còn phải thông qua trưởng lão khảo giáo, không biết Mộc Lan tiểu thư là không đã nắm giữ. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, ta sẽ đem bỉ môn sáu kỹ toàn bộ truyền thụ cho Mộc Lan, nửa năm sau chúng ta khác hẹn địa điểm tiến hành khảo hạch, nàng nếu là thành công thông qua khảo hạch, chính là bỉ môn mới môn chủ, ở đây chi trước, ta quyết định để nàng đại diện môn chủ chi vị, đây là ta thân bút viết truyền vị văn kiện, các người tương hỗ truyền đọc một chút, Mộc Lan, quay đầu phát cho bọn hắn một phần sao chép kiện tồn tại. Mấy người tiếp nhận nguyên kiện, tương hỗ truyền đọc, Hoàng Võng Lân nhìn thấy cái này Loan Phiêu Phượng Đỗ thư pháp. Đích thật là môn chủ tự tay viết, đối hạ hầu tôn thư pháp hắn là tương đương tôn sùng. Mạnh Hoài Nghĩa nhìn lướt qua, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, đại diện môn chủ cuối cùng không phải chính thức môn chủ, muốn tướng bỉ môn sáu kỹ tất cả đều nắm giữ nào có dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay bỉ môn môn chủ không có thấp hơn qua 30 tuổi, đây là bởi vì coi như từ tuổi thơ thời điểm bắt đầu học nghệ, muốn tướng sáu kỹ tất cả đều nắm giữ cũng cần 30 tuổi. Hạ hầu Mộc Lan lại là nữ nhân. Nữ nhân nghĩ tại lĩnh vực này có chỗ làm càng khó, dù sao Mạnh Hoài Nghĩa là chưa nghe nói qua. Hứa Thuần Lương nói, bốn vị trưởng lão đã không có dị nghị, việc này quyết định như vậy đi. Địch Bình Thanh trong lòng thầm than, ngươi một lòng muốn đỡ ngươi khuê nữ thượng vị, chúng ta cho dù có dị nghị cũng sẽ không ảnh hưởng quyết định của ngươi, nhưng ngươi khuê nữ có tài đức gì thống lĩnh như thế đại nhất cái bỉ môn. Bỉ môn 89 phần 10 muốn bại rơi vào cha ngươi nữ trong tay. Hoàng Võng Lân nói, môn chủ quyết định chúng ta tự nhiên ủng hộ, chỉ là tổ sư gia quy củ không thể xấu, Mộc Lan tiểu thư nhất định phải thông qua bỉ môn sáu kỹ khảo hạch mới có thể chính thức trở thành môn chủ, nếu không cũng khó có thể phục chúng. Hoàng Võng Lân mặc dù không có minh xác phản đối, nhưng là hắn cũng không coi trọng hạ hầu Mộc Lan thống lĩnh bỉ môn, thân là tứ trưởng lão một trong, thời khắc mấu chốt cũng phải là bỉ môn chưa đến nói chuyện. Mạnh Hoài Nghĩa nhìn ra hai người này cũng là tâm không cam tình không nguyện. Ai cũng không muốn tại một cái tiểu cô nương thống lĩnh dưới, bọn hắn đã đều nói, mình cũng không cần thiết lại đứng ra phản đối. Mạnh Hoài Nghĩa nói, Hoàng trưởng lão nói đúng, môn chủ dự định khi nào khảo giáo Mộc Lan tiểu thư sáu kỹ. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta vừa mới nói đến không đủ rõ ràng. Nửa năm sau, Mạnh Hoài Nghĩa nói, nửa năm có thể hay không quá lâu một chút. Hứa Thuần Lương nói, tốt, đã ngươi ngại quá lâu, vậy liền năm nay 18 tháng chạp. Thời gian ta định địa điểm các ngươi đến định, Mộc Lan khẳng định tiến về phó ước. Mạnh Hoài Nghĩa bấm ngón tay tính toán, 18 tháng chạp. 18 tháng chạp muốn tới sang năm tháng 1, hiện tại mới là cuối tháng 6, hắn đại gia, hạ hầu tôn thật sự là cáo già, chẳng những không có rút ngắn, ngược lại tranh thủ thêm hơn nửa tháng, bất quá cái này cũng chứng minh hắn đối hạ hầu Mộc Lan trong vòng nửa năm nắm giữ sáu kỹ cũng không đủ lòng tin, bằng không thì cũng không cần chơi dạng này mánh khóe. Lúc này chuông cửa vang lên, hạ hầu Mộc Lan nhíu mày, lần này triệu tập bốn đại trưởng lão ở kinh thành họp cũng không thông chi những người khác, dựa theo bỉ môn quy củ, bọn hắn cũng nên giữ nghiêm bí mật, chẳng lẽ có người tiết lộ ra ngoài. Nhìn lướt qua điện thoại mạng lưới liên lạc giám sát, đứng ở phía ngoài một tên hòa thượng kia chính là Viên Dung. Hạ hầu Mộc Lan âm thầm hút miệng hơi lạnh, hắn sao lại tới đây? Bộ này tòa nhà phi thường bí ẩn, ngoại trừ bốn đại trưởng lão người khác đều không biết. Bất quá Viên Dung cùng Tào Tân Vệ là mạc nghịch chi giao, có lẽ Tào Tân Vệ nói cho hắn. Nhưng là hắn lựa chọn thời gian này điểm tới đây bái phỏng khẳng định không phải trùng hợp, hẳn là tứ trưởng lão một trong để lộ tin tức. Hạ hầu Mộc Lan ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn, đi vào Hứa Thuần Lương bên người thấp giọng thì thầm. Hứa Thuần Lương chấn định tự nhiên nói, để hắn tiến đến chính là. Hạ hầu Mộc Lan điều khiển mở ra đại môn, Viên Dung chọc đầu mang mũ rộng vành, thân xuyên màu xám tăng y. Tay áo bồng bềnh, trực tiếp đi vào nhà bên trong. Hắn cất cao giọng nói, Mộc Lan tiểu thư, lão tăng không mời mà tới mong rằng thứ tội. Trong miệng hắn nói, bước chân chưa ngừng, trực tiếp xâm nhập phòng khách. Địch Bình Thanh cả giận nói, làm càn, người đã không phải bỉ môn bên trong người, vì sao muốn đến quấy rầy Mộc Lan tiểu thư? Quấy nhiễu chúng ta nghị sự. Viên Dung khí thế hùng hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt của hắn rơi vào ngồi ngay ngắn chính giữa Hứa Thuần Lương trên thân. Lập tức trợn mắt hốc mồm, hắn sớm nhận được tin tức, hạ hầu Mộc Lan triệu tập bốn đại trưởng lão ở chỗ này họp, cũng không biết môn chủ hạ hầu tôn cũng tại.
Hứa Thuần Lương biết hắn kẻ đến không thiện, xem ra Bì Môn nội bộ vấn đề thật sự là không nhỏ, liền nói cái này bốn đại trưởng lão cũng đều có các bản tính, Viên Dung xuất hiện vào lúc này nên là cùng trong đó một cái nào đó hoặc là nào đó mấy cái thông đồng một mạch, muốn liên thủ hướng Hạ Hầu Mộc Lan nổi lên, nếu không phải mình nghĩ ra cái này Man Thiên Quá Hải kế sách, hôm nay còn thật không dễ dàng hồ lộng qua. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nhìn qua Viên Dung, khí thế mười phần. Viên Dung chưa từ nhìn thấy Hạ Hầu Tôn ngoài ý muốn bên trong khôi phục lại, lẩm bẩm nói, môn chủ. Hứa Thuần Lương hờ hững nói, Nghiêm tiên sinh, người đã không phải Bì Môn bên trong người, ta cũng không phải ngươi môn chủ, chúng ta ngay tại nghị sự, người một cái phương ngoại chi nhân lưu tại nơi này có nhiều bất tiện. Viên Dung hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, lão nạp không mời mà tới, nhiều có đắc tội, vốn không nên quấy rầy mấy vị nghị sự, nhưng lão nạp có một chuyện không nhả ra không thoải mái. Hoàng Vọng Lân nói, có chuyện gì vẫn là chờ chúng ta mở xong sẽ về sau rồi nói sau. Viên Dung nói, Hoàng tiên sinh, ta hiện tại tuy không phải Bì Môn bên trong người, nhưng là ta từng vì Bì Môn lập xuống công lao hãn mã, chẳng lẽ ta liền nói một câu tư cách đều không có. Địch Bình Thanh nói, nếu không phải niệm tại ngươi đi qua lao khổ công cao phân thượng, sớm đã đem ngươi đánh ra. Mạnh Hoài Nghĩa cười nói, vốn là đồng căn sinh tương thiên hà thái cấp, ta chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi là từ đâu đạt được tin tức, chúng ta lại ở chỗ này nghị sự, sự tình hôm nay Mộc Lan tiểu thư chỉ thông chi chúng ta bốn cái, chẳng lẽ là trong chúng ta nào đó một vị để lộ tin tức. Bất quá ngay cả chúng ta cũng không biết môn chủ sẽ xuất hiện. Cha Hữu Lương không nói chuyện, ba người khác tư cách đều so với hắn già, hắn cái này chấp pháp trưởng lão thấp cổ bé họng, làm gì tự tìm không thoải mái. Viên Dung nói, môn chủ, ta nói mấy câu liền đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nói đi. Viên Dung nói, trước đây ta cho ngài viết một phong tự tay viết thư, Mộc Lan tiểu thư nhưng từng giao cho tay của ngài bên trên. Hứa Thuần Lương nói, nhìn qua. Viên Dung nói, ngài có phải không gặp được cháu của ta Nghiêm Hồng? Hứa Thuần Lương nói, gặp được, người cầu ta sự tình ta lực bất tòng tâm, thế là chỉ có thể để hắn đi. Viên Dung nói, nhưng ta đứa cháu kia từ khi đi qua Mộc Lan căn cứ về sau lại chưa ra, sống không thấy người chết không thấy xác. Xin hỏi môn chủ để hắn đi địa phương nào? Có hay không xác thực địa chỉ? Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, Viên Dung, người thật là không có đạo lý, một người xuất ra luôn mồm cái gì chất nhi, ta chỉ coi ngươi là lục căn không tịnh trần duyên chưa hết, nhưng hắn đi chỗ nào vì sao muốn nói với ta? Ngươi là tại tìm ta đòi người sao? Viên Dung nói, môn chủ, Nghiêm Hồng sống hay chết còn xin người cho ta một cái minh bạch. Hứa Thuần Lương cả giận nói, hỗn trướng. Ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại dám tìm ta đòi người, ngươi có biết hay không ngươi kia hỗn trướng chất nhi đã làm gì? Hắn tự mình thu lấy Vũ Viên Nghĩa Thủ Kim, tiến về Đông Châu ám sát Lan Hoa Môn Hoa Trục Nguyệt, nếu là vẻn vẹn ám sát Hoa Trục Nguyệt coi như bỏ qua, hắn còn tai họa vô tội, trực tiếp chui vào Hứa Thuần Lương trong nhà hành thích, kết quả tài nghệ không bằng người, bị đối thủ chế. Hắn hướng ngươi cầu cứu. Ngươi đã là nhảy ra tam giới bên ngoài người xuất ra liền không nên phản ứng hắn, nhưng ngươi là như thế nào làm? Ngươi không những không thêm ngăn cản, phản mà chỉ dẫn hắn đến đây căn cứ tìm ta, đây rõ ràng là muốn họa thủy đông dẫn, làm cho ta tại trong nước lửa, ngươi có hay không là ta cân nhắc qua, có suy nghĩ hay không qua Bỉ Môn an nguy. Bốn đại trưởng lão nghe rõ, cái này Viên Dung là có chút không tử tế, ngươi thật sự coi chính mình mặt mũi có như thế lớn. Hạ Hầu Tôn bế quan nhiều năm như vậy. Cũng không muốn trêu chọc không phải là, người để Nghiêm Hồng đi, tương đương với cho người ta đưa đi một cái đại phiền toái. Viên Dung nói, ta chỉ có một cái tục gia chất nhi, mong rằng môn chủ chiếu cố. Hứa Thuần Lương chém đinh chặt sắt nói, người nghe kỹ cho ta không biết tung tích của hắn, coi như ta biết cũng không có nghĩa vụ nói cho một ngoại nhân. Viên Dung ha ha cười như điên nói, ngoại nhân, lúc trước ta cứu tính mệnh của ngươi thời điểm ngươi tại sao không nói ta là người ngoài. Ngươi đối ta bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Lúc này cửa sân bị người từ bên ngoài mở ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào, là một nữ tử chính là Vũ Viên Nghĩa nữ nhi Hắc Yến, phía sau nàng còn có 6 người, từng cái khí thế hùng hổ. Hạ Hầu Mộc Lan thầm kêu không ổn, Viên Dung chỉ là một cái đi tiền trạm, vừa sau khi vào cửa đối đại môn động tay chân, cho nên đại môn cũng không khóa lại, 7 người kia không có nhận đến bất kỳ trở ngại liền tiến vào viện tử bên trong, cuối cùng vẫn là chủ quan. Hoàng Vọng Lân cả giận nói, các ngươi đang làm gì? Cục diện trước mắt để hắn cũng vô pháp bình tĩnh. 7 người tiến vào viện lạc về sau,
một người tướng đại môn khóa trái, giữ vững đại môn. Hắc Yến mang theo 5 người khác tiến vào phòng khách, bọn hắn đồng loạt móc ra tên nỏ nhắm ngay trong phòng đám người. Địch Bình Thanh nói, các ngươi làm cái gì vậy? Hắc Yến lạnh lùng nói, mấy vị an tâm chớ vội, chúng ta hôm nay tới cũng vô hại hại ý của các ngươi, chỉ là nghĩ thay cha nuôi ta muốn cái công đạo, bất quá ta vẫn là nhắc nhở trước mọi người, tốt nhất không nên khinh cử vọng động, đao kiếm không có mắt, chúng ta mũi tên tất cả đều uy độc thuốc, vạn nhất đả thương ai nhưng không có giải dược. Lòng của mọi người tình lập tức trở nên nặng nề, Vũ Viên Nghĩa người này làm việc không từ thủ đoạn, xem ra Hạ Hầu Tôn đem hắn trục xuất Bì Môn quyết định xác thực chọc giận hắn, cho nên hắn mới có thể khai thác dạng này cực đoan tay đoạn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là Vũ Viên Nghĩa con gái nuôi. Khó trách như vậy không có quy củ, có biết hay không mang theo hung khí uy hiếp ta các loại là bực nào sai lầm. Hắc Yến nói, ta không phải Bì Môn bên trong người, tự nhiên không cần tuân thủ các ngươi Bì Môn quy củ, nếu như không lấy phương thức như vậy xuất hiện, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tâm bình khí hòa nghe ta nói. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Vũ Viên Nghĩa ở đâu? Hắn nghĩ muốn công đạo vì sao không dám mình tới. Hắc Yến lấy điện thoại di động ra, mở ra video, không bao lâu Vũ Viên Nghĩa khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình, Vũ Viên Nghĩa thông qua ống kính thấy được trong phòng khách hết thảy, cười ha ha nói, Bì Môn rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua, bốn vị trưởng lão tốt, Mộc Lan tiểu thư tốt, môn chủ cũng tới, người rốt cục bỏ được xuất quan. Hứa Thuần Lương thầm than làm việc tốt thường gian nan, lúc đầu cảm thấy đã đem bốn đại trưởng lão trấn trụ. Sự tình hôm nay đã thuận lợi giải quyết, nhưng nửa đường giết ra một cái trình rào kim, từ Viên Dung đến nhà bắt đầu, sự tình liền phát sinh chuyển biến. Hiện tại cơ bản có thể kết luận, bốn vị trưởng lão bên trong người nào đó cùng Viên Dung, Vũ Viên Nghĩa xuyên mưu, kế hoạch tốt vào hôm nay hướng Hạ Hầu Mộc Lan làm khó dễ, chỉ là mình xuất hiện vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, nhưng là cũng chưa chúng dừng kế hoạch của bọn hắn tiến hành. Hứa Thuần Lương nhìn qua Vũ Viên Nghĩa nói, đại ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vũ Viên Nghĩa thở dài, âm dương quái khí mà nói, môn chủ lần sát ta chỉ là một cái bị Bì Môn bỏ qua quân cờ, cái nào xứng làm người đại ca. Viên Dung nói, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, người trong giang hồ nặng nhất chính là một cái nghĩa tự, năm đó nếu không phải ngươi, hắn đã sớm chết, đâu còn có mệnh đương cái gì môn chủ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ hòa thượng này cũng không phải vật gì tốt, cùng Vũ Viên Nghĩa kẻ sướng người họa, rõ ràng đã sớm thông đồng một mạch, hôm nay lão tử nếu là không đến, Hạ Hầu Mộc Lan khẳng định không cách nào ứng đối cái tràng diện này. Hạ Hầu Mộc Lan cũng âm thầm lo lắng, Vũ Viên Nghĩa cùng Hạ Hầu Tôn kết bái sự tình nàng biết, nhưng từ thời gian suy tính, bọn hắn kết bái thời điểm, Tào Tân Vệ đã hại chết phụ thân, chân chính kết bái chính là Vũ Viên Nghĩa cùng Tào Tân Vệ. Trước mắt cũng không rõ ràng Vũ Viên Nghĩa có biết hay không nội tình, nếu như Vũ Viên Nghĩa từ vừa mới bắt đầu liền biết người môn chủ này là giả, như vậy sự tình liền trở nên càng thêm phức tạp. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn hằm hằm Viên Dung nói, một người xuất gia còn xin tự trọng, Bì Môn sự tình khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt cười nói, Mộc Lan, nơi này không có chuyện của ngươi, để hắn nói. Vũ Viên Nghĩa nói, có thể nhìn thấy môn chủ cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, đúng. Ngươi đã đem ta trục xuất Bì Môn, vậy ta tự nhiên cũng không có tư cách lại xưng hô ngươi là môn chủ, không bằng ta còn là gọi tên của ngươi đi, Hạ Hầu Tôn, năm đó ngươi đã đáp ứng ta cái gì còn nhớ rõ sao? Hứa Thuần Lương hiện tại gần như có thể kết luận, Vũ Viên Nghĩa hẳn phải biết Tào Tân Vệ giả mạo Hạ Hầu Tôn một chuyện, sự tình hôm nay bắt đầu trở nên có chút khó giải quyết. Mạnh Hoài Nghĩa nói, Vũ Tiên Sinh, hôm nay mọi người đều ở nơi này, ngươi nếu là muốn nói liền hảo hảo đàm. Làm gì để bọn hắn dùng tên nỏ chỉ vào chúng ta, đôi này môn chủ chính là thật to bất kính. Vũ Viên Nghĩa đột nhiên biến sắc, lạnh hừ một tiếng, Mạnh lão đầu, ngươi cầm miệng cho ta cùng Hạ Hầu Tôn nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi chen miệng vào. 6 bộ cung tên đồng thời chỉ hướng Mạnh Hoài Nghĩa vẻ mặt đưa đám nói, tất cả mọi người là đồng môn, có lời gì khó mà nói. Hứa Thuần Lương nâng chén trà lên, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà nói, Vũ Viên Nghĩa. Lúc đầu ta đưa ngươi trục xuất Bì Môn còn trong lòng còn có áy náy, dù sao ngươi năm đó đã cứu ta, hiện tại xem ra, ta làm sự tình vô cùng chính xác thực. Công là công, tư là tư, ngươi phải hiểu rõ thiếu ngươi là ta, không phải toàn bộ Bì Môn. Vũ Viên Nghĩa cười nói, tốt một cái công là công, tư là tư. Tốt, vậy ta hỏi ngươi một kiện việc tư, ngươi họ Hạ Hầu, vì sao nữ nhi bảo bối của ngươi họ Tào? Hứa Thuần Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan nội tâm đồng thời hơi hồi hộp một chút, Vũ
Vũ Viên Nghĩa đã hỏi như vậy liền chứng minh hắn khẳng định biết nội tình. Hứa Thuần Lương thở dài nói, lão Vũ, ngươi thật sự là bát quái a. Hắn ý thức được có chút không ổn, hôm nay Vũ Viên Nghĩa phái người là chạy vạch mặt mà đến, nếu như tại chỗ vạch trần hắn chính là Tào Tân Vệ, như vậy cục diện sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Hứa Thuần Lương nhìn qua cha Hữu Lương nói, ta bị môn thứ 28 đầu môn quy nói thế nào? Thân là chấp pháp trưởng lão cha Hữu Lương đối môn quy đọc ngược như chảy, không phải sinh tử đại thù không được ám toán đối thủ, như có thù riêng chỉ đối với bản nhân, không được ức hiếp gia thuộc con cái, như có người vi phạm lập tức trục xuất cửa hộ. 31 đầu đâu? 1. Bị môn tử đệ cần tôn kính trưởng bối, không thể phạm thượng. Càng không được cùng tôn trưởng giao thủ bất hòa, người vi phạm giết không tha. Hứa Thuần Lương không nhanh không chậm nói, lão Vũ, cho rằng Hoa Trục Nguyệt hại chết con của ngươi vốn là thù riêng, dựa theo môn quy, ngươi tìm Hoa Trục Nguyệt trả thù chính là, nhưng ngươi còn dính đến rất nhiều vô tội, ta đưa ngươi trục xuất môn hộ có oan uổng hay không? Vũ Viên Nghĩa lạnh hừ một tiếng, ai dám cản ta báo thù chính là cứu nhân của ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi muốn báo thù, ngươi một mực tự mình ra tay, vì sao còn muốn mê hoặc đồng môn, lấy trọng kim lợi dụ đồng môn giúp ngươi giết người? Nghiêm Hồng nhưng thật ra là phá hủy ở trong tay của ngươi. Viên Dung cắn răng, Hạ Hầu Tôn lời này không có nói sai, nếu như không phải Vũ Viên Nghĩa lợi dụng chất tử, hắn cũng sẽ không khiến cho sống chết không rõ, nhưng vô luận như thế nào, ngươi Hạ Hầu Tôn thấy chết không cứu luôn luôn không đúng. Hứa Thuần Lương nói, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi vì sao không đem ngươi thuê Nghiêm Hồng mục đích thực sự nói ra? Ngươi không nói, ta thay ngươi nói. Bởi vì ngươi muốn lợi dụng chuyện này đem chúng ta toàn bộ bì môn kéo vào bùn đầm, thậm chí dẫn phát bì môn cùng Lan Hoa môn đối lập. Vũ Viên Nghĩa ha ha cười lạnh, Hạ Hầu Tôn ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi, Nghiêm Hồng có phải hay không đã chết tại trong tay của ngươi. Hoàng Vọng Lân cùng Địch Bình Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong hai người tâm đều là trầm xuống, Vũ Viên Nghĩa người này coi là thật dụng ý khó dò, Hạ Hầu Tôn đem hắn trục xuất bì môn là chính xác, nếu như tùy ý hắn tiếp tục lưu lại bì môn. Khẳng định sẽ làm ra càng lớn nhiễu loạn, nói không chừng sẽ liên lụy đến ở đây mỗi người. Viên Dung nói, người đến tột cùng đem Nghiêm Hồng ra sao? Hứa Thuần Lương nói, Nghiêm Hồng bị người lợi dụng trước đây, phạm sai lầm về sau không biết hối cải, ngược lại mang theo một bang đối đầu lẫn vào căn cứ, ý đồ gây bất lợi cho ta, cha Hữu Lương, dạng này người có phải hay không vi phạm với môn quy? Cha Hữu Lương gần từng chữ, giết không tha. Viên Dung nội tâm lạnh một nửa. Kỳ thật hắn đã sớm ngờ tới Nghiêm Hồng giữ nhiều lành ít, chỉ là trong lòng vẫn còn tồn tại một tuyến hy vọng xa vời. Lúc đầu hôm nay là muốn liên thủ Vũ Viên Nghĩa đối Hạ Hầu Mộc Lan làm khó dễ, nhưng là không nghĩ tới Hạ Hầu Tôn sẽ xuất hiện. Hứa Thuần Lương tiếp cận Viên Dung nói, ngươi thế mà cùng lão Vũ thông đồng một mạch đến cùng ta đối nghịch, tốt. Tốt, tốt, ngươi không phải muốn biết ngươi bảo bối chất nhi hạ lạc sao? Bất chung như thế người bất nghĩa, ta đã thanh lý môn hộ. Viên Dung sắc mặt trắng bệch. Xác nhận trong lòng suy đoán, trong lúc nhất thời rất buồn, nhìn qua Hứa Thuần Lương, gật đầu nói, Hạ Hầu Tôn, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ta để hắn đi hướng ngươi cầu cứu, ngươi lại giết hắn. Hứa Thuần Lương sở dĩ trước mặt mọi người thừa nhận giết Nghiêm Hồng, một là tướng cửu hận tất cả đều tập trung ở Hạ Hầu Tôn trên thân, hai là muốn xáo trộn đối phương tiết tấu. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, ta thanh lý môn hộ còn cần đạt được ngươi phê chuẩn sao. Viên Dung nắm chặt song quyền. Hai mắt gắt gao tiếp cận Hứa Thuần Lương, trong phòng tất cả mọi người cảm thấy xào sạc hàn ý, đây là sát khí, lão hòa thượng bởi vì chất nhi bị giết bạo tẩu, hắn muốn phạm thượng, muốn vì Nghiêm Hồng báo thù. Viên Dung cũng không biết hắn trúng Hứa Thuần Lương cái bẫy, Vũ Viên Nghĩa cũng mộng bức, ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi thế mà cướp ta hí. Hoàng Vọng Lân ý thức được có chút không ổn, lớn tiếng nhắc nhở Viên Dung nói, lão Nghiêm, không được vô lễ. Viên Dung nhìn qua cha Hữu Lương nói, ta có phải hay không bị môn bên trong người? Cha Hữu Lương lắc đầu thành thật trả lời, người đã thối lui ra khỏi bị môn xuất ra là tăng, người cùng bị môn không có bất cứ quan hệ nào. Viên Dung nói, Hạ Hầu Tôn, người có phải hay không nợ ta một món nợ ân tình? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, thiếu người ân tình không giả, nhưng làm sao trả, đến ta mình nói tính. Trong lòng mọi người cùng nhau phát ra một thanh âm, cáo giả. Viên Dung nói, lúc trước ta thay ngươi thụ hai quyền, ta hiện tại muốn ngươi đem cái này hai quyền trả lại cho ta. Ngươi vẫn là không trả. Hứa Thuần Lương còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện, hắn gật đầu nói tốt, ta trả lại cho ngươi. Nếu như là hai đao, mình còn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, hai quyền, lão tử cho ngươi một cái cơ hội,
thuần, đơn thuần hồ nháo. Hạ Hầu Mộc Lan nghiêm nghị quát lớn, bởi vì khẩn trương Hứa Thuần Lương kém chút không có bật thốt lên đem tên hắn kêu đi ra. Hứa Thuần Lương nói, Mộc Lan, nơi này ngươi không có chuyện. Vũ Viên Nghĩa tại trong video nhìn thấy hiện trường phát sinh biến hóa, mình trong nháy mắt biến thành nhân vật dâu ria, hắn có chút không cam lòng trước nghe ta nói. Viên Dung giận dữ hét, ngậm miệng, đây là giữa chúng ta ân oán cá nhân, ai đều không được nhúng tay. Hắc Yến cũng mộng bức, hiện tại có phải hay không hẳn là dùng tên nỏ nhắm chuẩn hòa thượng này, hắn làm sao liền nghĩa phụ ta đều mắng bên trên. Mọi người nói xong là cùng một bọn a. Hứa Thuần Lương nói, các vị đều không được nhúng tay, các ngươi chỉ cần hỗ trợ làm chứng, lúc trước Viên Dung thay ta thụ hai quyền, hôm nay ta tướng cái này hai quyền trả lại hắn, sống hay chết bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Cái này hai quyền về sau, giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây người lạ. Ánh mắt liếc nhìn phòng khách, không gian mặc dù không nhỏ, nhưng đánh nhau khó tránh khỏi có chỗ va chạm, bên trong đồ dùng trong nhà trang sức đều phi thường danh quý, đáng giá không ít tiền. Hứa Thuần Lương nói, chỗ này nhỏ hẹp, chúng ta đi trong nội viện. Hắn xuất ra cửa trước đi trong sân đứng, hắn đi lần này, Viên Dung lập tức đi theo ra ngoài, bọn hắn vừa đi ra ngoài. Tất cả mọi người cũng đều sau đó đuổi theo xem náo nhiệt, Hắc Yến cùng nàng đám người kia đều có chút tìm không rõ mình vị trí, còn cần hay không dùng tên nỏ chỉ lấy bọn hắn. Hứa Thuần Lương đối diện Viên Dung khẽ cười nói, ngươi là từ chính diện tới vẫn là từ phía sau đến. Viên Dung cả giận nói, Hạ Hầu Tôn, ta khi nào làm qua phía sau đánh lén sự tình. Hứa Thuần Lương chỉ bộ ngực của mình, ta ngược lại muốn xem, ngươi những năm này đến tột cùng có hay không tiến bộ. Viên Dung hét lớn một tiếng, tụ tập nội tức, tay áo dài không gió mà bay, tựa như máy quạt gió bành trướng, mọi người tại đây tâm tình khác nhau. Địch Bình Thanh cùng Hoàng Vọng Lân đều hiểu rõ vô cùng Viên Dung thực lực, người này tại xuất gia trước đó vũ lực gặp chính là Bì Môn Trần nhà cấp tồn tại, từng bởi vì này mới đến Hạ Hầu Tôn tín nhiệm, tại Bì Môn thời điểm còn kiêm chức cho Hạ Hầu Tôn làm bảo tiêu. Bì Môn bên trong chấp pháp trưởng lão khẳng định vũ lực bất phàm. Cha Hữu Lương bởi vì là trở thành trưởng lão thời gian không dài, người khác đối thực lực của hắn khuyết thiếu chính xác ước định, nghe nói Viên Dung kém một chút liền tiếp nhận cha Ân Hiên vị trí, nếu như hắn không xuất ra, chỉ sợ chấp pháp trưởng lão cũng sẽ không rơi vào cha Hữu Lương trên đầu. Môn chủ Hạ Hầu Tôn thực lực đến tột cùng như thế nào ai cũng không rõ ràng, dựa theo nắm giữ tin tức, hẳn là không sánh bằng Viên Dung, nếu là hắn so Viên Dung lợi hại làm gì để Viên Dung bảo hộ hắn. Mạnh Hoài Nghĩa phi thường tò mò. Hạ Hầu Tôn bế quan tu luyện, đến cùng tu luyện cái gì? Hôm nay vừa dễ dàng nhìn xem thành quả, tìm hiểu một chút thực lực chân chính của hắn. Hắc Yến cùng mấy người khác tay cầm tên nỏ, vừa mới bắt đầu cảm giác đến bọn hắn nắm giữ cục diện, nhưng hiện tại tâm tình thay đổi hoàn toàn, thế nào cảm giác bọn hắn biến thành thịt người bố cảnh tấm. Đám người này căn bản không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Lo lắng nhất Hứa Thuần Lương chính là Hạ Hầu Mộc Lan. Viên Dung xuất hiện để tràng diện bắt đầu mất khống chế, xưa nay tỉnh táo nàng cũng không biết cuối cùng ứng đương kết cuộc như thế nào. Hứa Thuần Lương a, Hứa Thuần Lương, người thật thông minh, hôm nay là cái nào gân không đúng, thật đem mình làm Bì Môn môn chủ, hẳn là còn cho Viên Dung hai quyền chính là Tào Tân Vệ không phải ngươi Hứa Thuần Lương. Cái này Viên Dung mặt mũi tràn đầy sát khí, đâu còn có nửa điểm người xuất ra bộ dáng, hắn là muốn tìm cơ hội đem ngươi cho đập chết, ngươi muốn là chết, ta làm sao bây giờ? Ta đều không có gả cho ngươi, không có chưa lập gia đình thủ tiết thuyết pháp a. Viên Dung nói, ngươi đáp ứng ban đầu qua ta, vô luận bất cứ lúc nào chỉ cần ta muốn cầu cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ bất kể đại giới còn ta ân tình, ngươi lại nuốt lời. Hứa Thuần Lương nói, dài dòng văn tự nương môn, nhanh lên, lão Vũ vẫn chờ đâu. Nếu như Hứa Thuần Lương không nói, tất cả mọi người không để ý đến trong video Vũ Viên Nghĩa tồn tại, Vũ Viên Nghĩa đang theo Hắc Yến bĩu môi. Ý là điều chỉnh góc dưới độ, mình cũng muốn nhìn một chút, thật sợ Viên Dung trong cơn giận dữ đem Hạ Hầu Tôn cho chùy chết rồi, nếu là hắn chết rồi, ta nắm giữ bí mật cũng liền không có giá trị, ta còn thế nào uy hiếp hắn. Loạn, toàn mẹ nó lộn xộn, cái này con lừa chọc thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Viên Dung bị Hứa Thuần Lương một kích, lửa giận trong lòng càng rực. Hoàng Vọng Lân nhắc nhở hắn nói, lão Nghiêm, ngươi chẳng lẽ xem kỷ luật như không sao? Cha Hữu Lương nói, không được đối môn chủ vô lễ. Viên Dung nghiến răng nghiến lợi nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, một quyền uyển như bôn lôi thẳng đến Hứa Thuần Lương lồng ngực đánh tới. Ra quyền thời điểm quyền phong phồng lên, người chung quanh không hẹn mà cùng nheo lại hai mắt,
quyền này phong thái cương liệt, đủ thấy một quyền này uy lực to lớn. Người vây xem tâm tình không giống nhau, chân chính quan tâm Hứa Thuần Lương chỉ có Hạ Hầu Mộc Lan, một trái tim đã nâng lên cổ họng, hận không thể xông đi lên thay Hứa Thuần Lương ngăn trở một quyền này, bất quá nàng cũng biết Hứa Thuần Lương không phải một cái làm bừa người, nếu không có đầy đủ tự tin hắn hẳn là sẽ không đáp ứng đứng ở nơi đó để Viên Dung đánh lên hai quyền. Viên Dung một quyền này kể đến Hứa Thuần Lương lồng ngực thời khắc, Hứa Thuần Lương thân thể mặc dù chưa từng di động, nhưng lồng ngực lại rút về phía sau nửa tấc, chớ xem thường cái này nửa tấc, đã đủ để yếu bớt Viên Dung công kích uy lực, đối Viên Dung tới nói tương đương sắp đánh trúng mục tiêu thời điểm, mục tiêu lui về phía sau nửa tấc, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra công kích thất bại cảm giác mất mát. Loại cảm giác này sẽ để cho hắn làm ra khẩn cấp cải biến, nhìn như ăn khớp động tác kỳ thật sinh ra vi diệu điều chỉnh, Viên Dung giấm bát lớn nhỏ nắm đấm tiếp tục tiến dần lên, trong nháy mắt lại lần nữa gần sát Hứa Thuần Lương lồng ngực, nhưng Hứa Thuần Lương tựa như là một cái để dưới đất bóng ra, Viên Dung là từ bên cạnh công kích, hắn một quyền này chỉ có thể tướng bóng ra đẩy đến càng xa, nhưng là không thể nào đối bóng ra tạo thành thương tổn quá lớn, Hứa Thuần Lương theo một quyền này đạp 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 lui về sau mấy bước. Tất cả mọi người tưởng rằng Viên Dung một quyền tướng Hứa Thuần Lương đánh cho lảo đảo lui lại, nhưng Viên Dung phi thường rõ ràng, lực lượng của hắn căn bản không có phát ra tới, chờ lực quyền bộc phát thời điểm, Hứa Thuần Lương lồng ngực cùng nắm đấm của hắn đã trải qua hoàn thành tách rời. Mặt ngoài nhìn Hứa Thuần Lương đứng tại chỗ chịu Viên Dung một quyền, nhưng trên thực tế lại là Viên Dung đuổi theo bộ ngực của hắn đánh, người khác đều coi là Hứa Thuần Lương thành thành thật thật đứng ở nơi đó cho hắn đương bia ngắm, chỉ có Viên Dung rõ ràng mình đánh chính là cái di động cái bia. Tại một đám tiếng kinh hô bên trong Hứa Thuần Lương đặt chân vững vàng bước, Hứa Thuần Lương che ngực giả ra thống khổ không chịu nổi bộ dáng, một quyền. Viên Dung trong lòng cái này phiền muộn, còn không chút đây cái này một quyền. Hoàng Vọng Lân nói, lão Nghiêm, nếu là môn chủ có bất kỳ sơ thất nào, người chính là toàn bộ bị môn địch nhân. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Viên Dung, hôm nay người đi không ra ngôi viện này. Thân là chấp pháp trưởng lão cha Hữu Lương Tổng không thể lấy mắt nhìn môn chủ bị đánh không rên một tiếng, lạnh lùng nói, phạm thượng, giết không tha. Thái độ đã biểu lộ, hiện tại là môn chủ ra lệnh cho bọn họ không được nhúc nhích, bọn họ chỉ có thể tuân theo, nhưng là chờ ngươi Viên Dung đánh xong cái này hai quyền, nên tính được chướng khẳng định phải cùng ngươi hảo hảo tính toán. Địch Bình Thanh nói, môn chủ đã trả lại cho ngươi. Mạnh Hoài Nghĩa nhìn thấy người khác đều nói chuyện, mình nếu là không phát biểu, chẳng phải là ra vẻ mình khả nghi, thở dài nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lão Nghiêm, ngươi nhất định phải đem cục diện lấy tới không thể vãn hồi sao. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi không cần lên tiếng, ta Hạ Hầu Tôn nói là làm, Viên Dung ngươi mấy năm này giống như không có gì tiến bộ, cảm giác ngươi tiêu chuẩn này còn không bằng Nghiêm Hồng. Hứa Thuần Lương cố ý nhắc lên Nghiêm Hồng kích thích Viên Dung bi thương không thôi, cuồng hống một tiếng, ngưng tụ suốt đời công lực, hướng Hứa Thuần Lương lần nữa phát động công kích, lần này là khom bước hướng về phía trước, song quyền đồng xuất, dưới chân đá xanh bởi vì không chịu nổi áp lực cường đại mà phát sinh mạng nhện rạn nứt, lấy Viên Dung chân phải làm trung tâm vết rạn hướng bốn phía phúc bắn đi. Đám người thầm kêu không ổn, cha Hữu Lương ánh mắt khẽ động, Viên Dung một quyền này chính là La Hán quyền, từ ngủ mộng La Hán pháp thân động tác diễn hóa mà đến, song quyền tề xuất tựa như mộng tỉnh duỗi người, giãn ra thân thể điều động toàn thân chi lực, so đơn thuần ra quyền uy lực mạnh mẽ vô số lần. Cha Hữu Lương đối với phương diện võ công tạo nghệ không cạn, hắn bát cực quyền nhất là lợi hại, nhìn thấy Viên Dung một quyền này trong lòng thầm nghĩ, cho dù là mình cũng chưa chắc có thể ngăn cản khởi một quyền này của hắn, không biết môn chủ như thế nào ứng đôi. Hứa Thuần Lương lần này không có lựa chọn lui ra phía sau tránh mũi nhọn, đứng tại chỗ bất động, Viên Dung song quyền rắn chắc chắc đánh ở trên lồng ngực của hắn, đám người từ quyền thế phán đoán, một quyền này ít nhất phải tướng Hứa Thuần Lương xương sườn đánh gãy mấy cây, thậm chí có thể đoạt đi tính mạng của hắn. Nhưng Viên Dung đánh trúng mục tiêu thời điểm, trong lòng kinh hãi khó mà hình dung, Hứa Thuần Lương lồng ngực xương cốt cũng không có hắn tưởng tượng trung kiên cứng rắn, tựa như mùa xuân liễu rủ mềm dẻo, tại Viên Dung trọng quyền lực lượng phát xuống sinh biến hình, người này là nam nhân vẫn là nữ nhân. Viên Dung sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, bất quá ý niệm này hơi tránh tức thì. Viên Dung đời này mặc dù không có đụng qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng là loại này xúc cảm là hoàn toàn khác biệt, song quyền của hắn tựa như đánh vào trong nước. Không đúng. Nên là sền sệt bùn nhão bên trong, lực quyền như đá chìm lớn biển, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Viên Dung sắc mặt đột biến, lực lượng của mình chẳng lẽ bị đối phương hấp thu. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thuần Lương, lại cảm giác đối phương lồng ngực bỗng nhiên trầm xuống,
trở nên trơn nhẵn vô cùng, Viên Dung song quyền như là rơi vào thoa khắp hoàng dầu cá trạch bên trên, sinh ra không bị khống chế hoạt động, chính là loại này hoạt động, nhường hắn hai tay khớp nối trong nháy mắt chật khớp. Viên Dung cổ tay kịch liệt đau nhức, lúc này Hứa Thuần Lương ưỡn ngực, Viên Dung lực quyền bị hắn toàn bộ phản chấn trở về, đây chính là tiên thiên cảnh chỗ cường đại, lấy đạo của người trả lại cho người, Viên Dung dùng ra đi bao lớn lực lượng, liền lớn bấy nhiêu lực lượng trả về đến trên người hắn, Hứa Thuần Lương buồn bực hắn ra tay ngoan độc lại nhiều còn đưa hắn một chút lợi tức. Răng rác, xương cốt bẻ gãy thanh âm truyền đến, Viên Dung thân thể tựa như đoạn mất tuyến con diều bay ngược ra ngoài, đâm vào cá trong ao pho tượng bên trên, một tiếng ầm vang pho tượng sụp đổ, Viên Dung rơi vào hồ cá, dọa đến đầy ao cá chép chạy trốn tứ phía, trong lúc nhất thời ao nước như là sôi trào. Còn tốt hồ cá không sâu, Viên Dung toàn là nước từ hồ cá bên trong leo lên, hai tay của hắn gãy xương, cho dù là như thế động tác đơn giản đều biến đến mức dị thường gian nan. Tất cả mọi người không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra liền gặp được Viên Dung bay ra ngoài, Hứa Thuần Lương toàn bộ hành trình đều không có xuất thủ, lại nhìn Hứa Thuần Lương, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn qua ướt sũng Viên Dung, thở dài. Ta vốn không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ngươi hùng hổ dọa người, nhất định phải đưa vào chỗ chết, ta nếu là lại dung túng ngươi, về sau như thế nào phục chúng. Nghiêm Hồng cái chết là hắn gieo gió gặt bão, người đối Bỉ Môn đã từng có công, nhưng là không thể triệt tiêu lỗi lầm của hắn. Thiếu ngươi ta trả lại cho ngươi, nhưng là ngươi phạm thượng chịu tội không thể như thế coi như xong, Mạnh trưởng lão, đi, phế võ công của hắn. Lần này đến phiên Mạnh Hoài Nghĩa mộng bức, ta mẹ nó là trưởng lão nhưng là ta không phải chấp pháp trưởng lão, cha Hữu Lương ở chỗ này a, ngươi làm sao không phái hắn đi làm a? Hứa Thuần Lương đi vào về sau liền nhìn ra Mạnh Hoài Nghĩa là bốn đại trưởng lão chung võ công một cái lợi hại nhất, kỳ thật hắn tại đã vừa mới phế bỏ Viên Dung võ công, để Mạnh Hoài Nghĩa ra mặt, chỉ là vì đem cái này bô ỉa chụp tại đầu hắn bên trên, để Viên Dung đem võ công bị phế chướng tính tại trên đầu của hắn. Mạnh Hoài Nghĩa nhìn qua cha Hữu Lương, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là để cha Hữu Lương đi. Hứa Thuần Lương lại nói, lão Mạnh, người cũng nghĩ chống lại mệnh lệnh sao? Mạnh Hoài Nghĩa bất đắc dĩ chỉ có thể đi hướng Viên Dung, Viên Dung nhìn qua hắn, Mạnh Hoài Nghĩa lớn tiếng nói, Viên Dung, ngươi phạm thượng, đối chủ nợ bất kính, theo lý nên giết không tha, hôm nay môn chủ ngoài vòng pháp luật khai ân, tha cho ngươi không chết. Tất cả mọi người minh bạch, Mạnh Hoài Nghĩa là tại ngăn môn chủ miệng, để tránh môn chủ thay đổi chủ ý đem Viên Dung giết đi. Mạnh Hoài Nghĩa nói xong một quyền đánh vào Viên Dung trên đan điền, kỳ thật một quyền này của hắn là lưu lại 5 phần lực. Viên Dung bây giờ căn bản không có năng lực phản kháng, bị Mạnh Hoài Nghĩa một quyền đánh trúng, đan điền như là đao quấy đau đau nhức, cổ họng nóng lên, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Hoài Nghĩa cũng không nghĩ tới mình một quyền sẽ đem Viên Dung đánh cho thổ huyết, bản ý của hắn là lừa gạt một chút, hơi chút suy nghĩ liền hiểu, Hạ Hầu Tôn cái này cáo giả ra hỏa đã đem Viên Dung trọng thương, vô luận mình có phải hay không xuất thủ Viên Dung võ công đã bị phế, để cho mình ra chỉ là đem nồi chụp tại đầu hắn bên trên. Mạnh Hoài Nghĩa trong lòng lại là căm hận lại là phiền muộn, tất cả mọi người muốn cho rằng Viên Dung là bị mình phế đi võ công. Hứa Thuần Lương nói, Viên Dung, người đã xuất gia liền nên chặt đứt trần duyên, hôm nay cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, về sau nếu là còn dám làm ra đối Bỉ Môn chuyện bất lợi, giết không tha. Viên Dung buông thõng một đôi tay im lặng không nói, hắn đã rõ ràng Hạ Hầu Tôn thực lực, người ta đều không có xuất thủ, mình liền hai tay gãy xương còn bị nội thương, nếu là xuất thủ. Hắn đâu có mệnh tại. Hứa Thuần Lương hướng cha Hữu Lương nói, cha trưởng lão, giúp ta tiễn khách. Đây là cha Hữu Lương nên làm, kỳ thật thanh lý môn hộ nên hắn động thủ, hôm nay Mạnh Hoài Nghĩa đại lao. Mọi người thấy tình cảnh vừa nãy đối môn chủ kính sợ nhiều hơn mấy phần. Hắc Yến đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang tới 6 người tướng tên nỏ chỉ hướng Hứa Thuần Lương. Trong điện thoại di động truyền đến Vũ Viên Nghĩa khặc khặc tiếng cười, hắn nhưng nhịn gần chết. Lúc đầu thiết kế tốt, từ Viên Dung mở đường, mình lên đài hát hí khúc, mở màn về sau liền thay đổi, Viên Dung tặc ngốc này liều mạng vãng thân thượng thêm hí, võ viện binh nghĩa nguyên bản thiết tưởng hí đều bị hắn đoạt đi, bất quá Viên Dung hát không bao lâu liền ảm đạm hạ tràng. Vũ Viên Nghĩa thông qua video thấy không rõ chi tiết, nhưng là kết quả phi thường sáng tỏ, Viên Dung bị Mạnh Hoài Nghĩa phế đi võ công, cha Hữu Lương đem hắn trục xuất tường viện, hiện tại không ai cùng hắn đoạt hí. Vũ Viên Nghĩa kinh hãi tại Hạ Hầu Tôn vũ lực cường đại, bất quá hắn cũng không sợ Hạ Hầu Tôn, bởi vì tay cầm trọng yếu nhược điểm. Vũ Viên Nghĩa nói, Hạ Hầu Tôn,
mấy năm này bế quan tu hành quả nhiên không có uổng phí. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao, ngươi cũng muốn thử xem. Vũ Viên Nghĩa để Hắc Yến đưa điện thoại di động giao cho Hứa Thuần Lương. Vũ Viên Nghĩa nói, người này lớn nhất mau bệnh chính là thấy không rõ thế cục, đều niên đại gì, võ công lợi hại hơn nữa có cái dám dùng. Triệu tập bốn đại trưởng lão họp, thật đem mình làm nhất hồ bách ứng môn chủ A, bì môn chia năm xẻ bảy, cũng chính là chúng ta hàng cái còn chú trọng nghĩa khí giang hồ đem ngươi cho cung cấp, nhưng ngươi ngược lại tốt, không những không biết cảm ơn, ngược lại lấy oán trả ơn. Hiện tại sinh tử của các ngươi nắm giữ tại tay của ta bên trong, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Hứa Thuần Lương cười nói, Vũ Viên Nghĩa ngươi lá gan thật sự là không nhỏ, phạm thượng, công nhiên làm loạn. Vậy cũng so ra kém ngươi, đem ta trục xuất bì môn, đoạn ta tài lộ, nhưng ngươi được lắm đấy, ngươi thiếu lão nghiêm hai quyền, ngươi thiếu ta lại là một cái mạng, nếu là không có ta, ngươi căn bản ngồi không đến môn chủ vị, không như ngươi giải thích một chút, con gái của ngươi vì sao họ Tào. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, tin tức của ngươi thật sự là quá bế tắc, ta khuê nữ đã khôi phục lúc đầu dòng họ, ta còn đem môn chủ chi vị truyền cho nàng. Lương Tâm phát hiện, chuẩn bị vật quy nguyên chủ. Vũ Viên Nghĩa kêu gào nói. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, thật sự cho rằng ngươi làm mấy cái tiểu lâu la liền có thể trưởng khống cục diện. Ngươi đem mình nghĩ quá lợi hại, đem chúng ta bì môn nghĩ đến quá đơn giản. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Hắc Yến nói, cũng là. Bịch bịch, Hắc Yến cùng sáu tên giúp đỡ đột nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa, một cái tiếp theo một cái té lăn trên đất. Cha Hữu Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan hoảng bước lên phía trước, nhặt lên vũ khí của bọn hắn. Vũ Viên Nghĩa xuyên thấu qua camera nhìn thấy một màn trước mắt, đơn giản không thể tin tưởng con mắt của mình, êm đẹp đến tột cùng là thế nào. Hứa Thuần Lương nói, ta trước thu thập bọn họ, kế tiếp chính là ngươi. Nói xong liền đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương ánh mắt đảo qua bốn đại trưởng lão khiếp sợ hắn uy thế từng cái đem ánh mắt rủ xuống đi không dám cùng hắn đối mặt. Hứa Thuần Lương nói, Vũ Viên Nghĩa ý đổ phá vỡ bỉ môn, giết hại đồng bào, cha trưởng lão. Dựa theo môn quy xử trí. Đúng. Hứa Thuần Lương lại nói, từ hôm nay trở đi, từ Mộc Lan thay ta hành xử môn chủ chức trách, ai dám không theo chính là bất kính với ta, chờ đến 6 kỹ khảo hạch về sau, nàng chính là bì môn đời thứ 66 môn chủ. Hiện tại ai cũng không dám sách ý kiến, Hứa Thuần Lương biểu hiện ra năng lực kinh người, từ hắn đối phó Viên Dung thủ đoạn đến xem, chỉ từ vũ lực mà nói, bì môn không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bảy có người nói, bảy người này cũng không phải là chúng ta bì môn bên trong người, tự nhiên không cần dựa vào môn quy xử trí, địch trưởng lão, người phụ trách báo cảnh. Hiệp trợ Mộc Lan xử lý tốt cái này sự tình. Địch Bình Thanh ngạc nhiên nhìn qua Hứa Thuần Lương, cái này mẹ nó rõ ràng là đem mình cũng kéo vào nước tiết tấu, Hạ Hầu Mộc Lan sẽ không báo cảnh. Ngươi không phải để cho ta báo cảnh, để Vũ Viên Nghĩa ngay cả ta cùng một chỗ đều hận lên. Lão già này thật sự là đủ âm hiểm a. Hứa Thuần Lương đem sự tình an bài xong, để mọi người ai đi đường nấy, chỉ để lại Địch Bình Thanh cùng đi Hạ Hầu Mộc Lan xử lý tàn cuộc. Chính hắn cũng đi, Hạ Hầu Tôn cái thân phận này đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, về sau coi như không xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Viên Dung bị phế sạch võ công, lấy năng lực của hắn không có khả năng lại có cái gì hành động, Nghiêm Hồng là bì môn đệ tử, dựa theo môn quy thanh lý môn hộ ai cũng nói không nên lời một chữ không. Nên còn hai quyền còn qua, nếu như tròn tan còn dám trả thù, đó chính là cùng toàn bộ bì môn đối nghịch. Về phần Vũ Viên Nghĩa càng không có gì có thể nói, con hàng này hôm nay sở tác sở vi đã phản bội bì môn, người người có thể tru diệt. Vũ Viên Nghĩa hẳn phải biết Hạ Hầu Tôn là cái tên giả mạo sự thật, vốn là muốn dùng cái này làm uy hiếp, bức bách Tào Tân Vệ đi vào khuôn khổ, chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ tới liền Tào Tân Vệ đều là cái tên giả mạo. Hứa Thuần Lương lấy thiên cơ biến kỹ xảo tướng Tào Tân Vệ bắt trước đến giống như đúc, thành công hạ độc được Hắc Yến bảy người, về phần bốn đại trưởng lão cùng Hạ Hầu Mộc Lan vì sao không có việc gì, đó là bởi vì Hứa Thuần Lương tại bọn hắn uống trong trà động tay chân. Vũ Viên Nghĩa mặc dù cố ý vạch trần chân tướng, nhưng là hắn rõ ràng hơn tướng chân tướng nói ra chẳng khác nào lộ ra át chủ bài, ý nghĩ như vậy để hắn bỏ qua đối phó Hạ Hầu Tôn thời cơ tốt nhất, Hứa Thuần Lương cũng không cho hắn dạng này cơ hội. Có thể nói hôm nay Vũ Viên Nghĩa âm mưu triệt để bị vỡ nát, coi như hắn nói ra chân tướng, hiện tại bì môn cũng không có người sẽ tin tưởng. Hứa Thuần Lương rời đi về sau, đánh một vòng, vững tin không người theo dõi,
mới tìm yên lặng trốn không người khôi phục lúc đầu hình dạng. Lúc chiều, Hạ Hầu Mộc Lan gọi điện thoại tới, nói cho Hứa Thuần Lương hết thảy đã xử lý hoàn tất, cảnh sát đã đem Hắc Yến mấy người mang đi, bất quá hai ngày này bọn hắn tốt nhất tạm thời không muốn gặp mặt, để tránh bên cạnh sinh chi tiết. Hứa Thuần Lương để Hạ Hầu Mộc Lan cẩn thận một chút, bốn đại trưởng lão bên trong khẳng định còn có Vũ Viên Nghĩa nội ứng, trước mắt xem ra, Mạnh Hoài Nghĩa cùng Địch Bình Thanh hiểm nghi lớn nhất, đây cũng là Hứa Thuần Lương cố ý tướng hai người lôi xuống nước nguyên nhân, tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn tìm ra cái này kẻ nội ứng, tại Hạ Hầu Mộc Lan thông qua 6 kỹ trước khảo hạch nhất định phải thanh trừ cái này tai họa ngầm. Hứa Thuần Lương liên hệ Lưu Hải Dư, đem từ Hắc Yến trong tay đạt được điện thoại đưa cho hắn, để Lưu Hải Dư vận dụng bộ môn kỹ thuật, căn cứ trong điện thoại di động nội dung tướng Vũ Viên Nghĩa cho móc ra. Lưu Hải Dư như nhặt được chí bảo, vui tươi hớn hở nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, rốt cục vẫn là nghĩ thông suốt, người yên tâm, về sau hợp tác với chúng ta, gia nhập chúng ta, tại khả năng dưới điều kiện, chúng ta sẽ cung cấp tối ưu dày đợi gặp cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cho ngươi cung cấp manh mối cũng không có nghĩa là ta hợp tác với ngươi, càng không có nghĩa là ta sẽ gia nhập tổ chức của ngươi. Lưu Hải Dư nói, lão đệ, ta là thật thưởng thức ngươi, lấy năng lực của ngươi nếu như gia nhập chúng ta, khẳng định sẽ như cá gặp nước, không bao lâu liền có thể trổ hết tài năng, nói không chừng về sau sẽ còn vượt qua ta thành liền. Hứa Thuần Lương trong lòng hiện ra một câu gọi ngựa không biết mặt dài. Lưu Hải Dư cảm thấy chính hắn rất lợi hại phải không? Không biết Lưu Hải Dư tổ chức cùng mẹ tổ chức có phải hay không cùng một cái, nếu như là cùng một cái, làm không tốt con hàng này vẫn là mẹ hạ cấp. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Lưu Hải Dư bả vai nói, ta sở dĩ không chịu gia nhập nguyên nhân của các ngươi chủ nếu là bởi vì ngươi khống chế không được ta, con người của ta không tổ chức không tính kỷ luật, thật nếu là chọc ra tới chỗ hở, ngươi căn bản gánh chịu không được. Lưu Hải Dư nói, xem thường người. Hứa Thuần Lương nói, ngươi khẳng định điều tra qua tư liệu của ta, hiện tại ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, cùng ta hợp tác cái nào có kết cục tốt. Triệu Phi Dương, cha chết rồi, lão bà chết rồi, kim chủ Hoa Niên tập đoàn tao ngộ nợ nần nguy cơ, đối lão bà hắn Bùi Lâm cũng là ta trước lãnh đạo, ta đi văn lữ cục trưởng phó quốc dân liền công việc đều mất đi, hiện tại mở quầy đồ nướng đi. Kiều Như Long, kém chút trở thành ta đại cứu ca, hai ta hợp tác làm một chút sự tình. Không bao lâu hắn liền tao ngộ tai nạn xe cộ, trái tim đều đổi. Lưu Hải Dư kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, ta dựa vào. Giống như thật là như thế này a. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi lúc đầu làm rất tốt, không phải thu ta cái này tiểu đệ, ta đem ngươi công việc cho phương không có cũng chẳng có gì, ngươi xử lý chính là cao phong hiểm ngành nghề, vạn nhất đem mạng ngươi cho phương không có, trong lòng ta khẳng định có chút áy náy a. Đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy mình mệnh đủ cứng, có thể đem ta cho khắc chế, ta không ngại ngươi tiếp tục hướng phương diện này cố gắng. Lưu Hải Dư cái trán đều có chút đổ mồ hôi, con hàng này nói đến cũng không phải là không có đạo lý a, không thể không tin ta, giống như cùng hắn hợp tác lãnh đạo trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt. Kỳ thật Hứa Thuần Lương đem Kiều Như Long cho tính tiến vào, đây là góp đủ số, dù là như thế, Lưu Hải Dư cũng nghe được hãi hùng khiếp vía, con hàng này là cái lớn sao chổi a, đã Hứa Thuần Lương tâm không cam tình không nguyện. Mình vẫn là chớ miễn cưỡng. Lưu Hải Dư ho khan một tiếng nói, đều thời đại nào, còn làm phong kiến mê tín một bộ này. Chúng ta người Đảng Cộng sản mới không muốn tin tưởng cái này. Hứa Thuần Lương nói, lão Lưu, ngươi cùng ta tâm sự, các ngươi đến cùng cái gì tổ chức? Lưu Hải Dư nói, đây là bí mật, ta không thể hướng một ngoại nhân tùy tiện lộ ra quốc gia cơ mật. Hứa Thuần Lương vui vẻ, vậy được, ta không hỏi, lão Lưu, ngươi nhìn dạng này. Hai ta cứ dựa theo hiện tại hình thức ở chung, có hạn hợp tác, bù đắp nhau, ta có tình báo, ta mau chóng liên hệ ngươi, ta cần ngươi giúp thời điểm bận rộn, ngươi tại khả năng điều kiện tiên quyết vận dụng ngươi tài nguyên, có công lao tất cả đều tính ngươi, ta một không muốn tên, hai không vì lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Hải Dư nhẹ gật đầu, đúng rồi, Bạch Lan gần nhất liên hệ ngươi sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, thịt nướng cửa hàng sự tình có mặt mày rồi. Lưu Hải Dư nói, có ý định dẫn bạo có thể xác định, chẳng qua trước mắt xem ra nhằm vào ngươi khả năng không lớn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chính là châm đối ta, không biết Lưu Hải Dư là cố ý nói như vậy năng lực vẫn còn có hạn, điều tra phương hướng xuất hiện sai lầm. Lưu Hải Dư nói tiếp, về phần phía ngoài chiếc xe hơi kia, căn cứ chúng ta điều tra, ô tô người sử dụng là Bạch Lan, về phần nàng đi địa phương nào, người trong xe là chết như thế nào còn đang điều tra.
Hứa Thuần Lương nói, Bạch Lan khi còn sống làm thuê cho Nhạc Tinh tập đoàn Lý Bình Tinh, là gia tộc của hắn viết một bản tiểu sử tiểu thuyết, có phải hay không chỗ đó có vấn đề, đắc tội Nhạc Tinh tập đoàn, cho nên bọn hắn liền mưu hại Bạch Lan. Lưu Hải Dư nói, chúng ta đang cùng bán đảo phương diện liên hệ, tranh chiếm được nàng càng nhiều tư liệu, trước mắt đến xem, cái này Bạch Lan không phải người bình thường, nàng lúc còn rất nhỏ liền giết cha mẹ nuôi, đã từng bị phán đoán có phương diện tinh thần vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy các người điều tra trọng điểm hẳn là tại Minh Đức tập đoàn, Hoàng Hữu Long cái này vấn đề cá nhân rất lớn, Sa Thế Hùng từ đầu đến cuối trước đó vẫn luôn vì hắn làm việc, ta hoài nghi thịt nướng cửa hàng bạo tạc án cùng Sa Thế Hùng mất tích đều cùng hắn có quan hệ, chưa chừng Bạch Lan mất tích cũng cùng hắn có quan hệ. Lưu Hải Dư gật đầu nói, chúng ta cũng tại gia tăng đối Minh Đức tập đoàn điều tra cường độ, tại thổ địa của chúng ta bên trên tuyệt đối không cho phép cảnh ngoại thế lực ngông cuồng như thế. Phó Quốc Dân tiếp nhận Lý Toàn Quý Đông Châu đồ nướng về sau, chỉ là đơn giản thay đổi cửa đầu, hắn nghe theo nhi tử Phó Học Đông đề nghị, ở phía trước tăng thêm cái lão tự, hiện tại danh xưng gọi lão Đông Châu đồ nướng. Phó Quốc Dân chuyên từ Đông Châu mời hai cái làm giúp, đều là hắn quê quán thân thích, lại mời hai cái tiểu công, tăng thêm chính hắn, hết thảy 5 người, quán đồ nướng liền bắt đầu thử buôn bán, hắn cho rằng thử kinh doanh mấy ngày sẽ không quá bận bịu, hẳn là có thể ứng phó được đến. Thử kinh doanh mời được đều là người một nhà, Hứa Thuần Lương đem Phổ Kiến, Trần Thiên Phàm gọi lên, bọn hắn tới chỗ thời điểm phát hiện đã có người tới. Cũng đều là người quen biết cũ, Phó Quốc Dân ở kinh thành tốt nhất hai vị bằng hữu, một vị là Thủy Mộc Đại học viện nghiên cứu sinh chiêu xử lý chủ nhiệm Khương Tư Miễn, một vị là thủ đô khối U sở nghiên cứu xạ trị khoa chủ nhiệm Hồ Ngọc Xuân. Tất cả mọi người không phải lần đầu tiên gặp mặt, Khương Tư Miễn bài nghiện vô cùng lớn, vừa thấy mặt liền hô, làm sao mới đến a? Tam khuyết một, đánh trước hai vòng quang chứng. Trần Thiên Phàm nói, không vội. Hắn mang xe tới, để lái xe trước tiên đem mang tới 20 dương Trần Lão Đao tương rượu cho chuyển xuống đến, nói cho Phó Quốc Dân trước dùng đến, cái này 20 dương không cần tiền, coi như là mở rộng phí, về sau lại muốn hàng liền đi ra nhà máy giá. Phó Quốc Dân cùng Trần Thiên Phàm cũng không có giao tình sâu đậm, biết người ta sở dĩ làm như vậy tất cả đều là bởi vì Hứa Thuần Lương nguyên nhân. Tiểu huynh đệ thông qua loại phương thức này đến ủng hộ việc buôn bán của mình. Phó Quốc Dân một giọng nói tạ ơn, cũng không có nhún nhường, nếu như quá khách khí phản cũng có vẻ làm kiêu. Phổ Kiến nhìn một chút bên trong hoàn cảnh, trên cơ bản không chút cải biến, hắn sát có kỳ sự giúp Phó Quốc Dân tính toán một cái khai trương ngày tốt. Hồ Ngọc Xuân thì cùng Hứa Thuần Lương trò chuyện lên chuyện hợp tác, lần trước uống rượu nhắc lên hợp tác về sau, hắn trở về tìm lãnh đạo. Khối U sở nghiên cứu mấy vị lãnh đạo chủ yếu đối với chuyện này đều phi thường tích cực, bọn hắn biểu thị tốt nhất tại gần đây bên trong tiến về Đông Châu tiến hành một lần thực địa khảo sát. Hứa Thuần Lương cùng Hồ Ngọc Xuân trước khi ăn cơm liền quyết định khảo sát thời gian cụ thể. Khương Tư Miễn lúc đầu suy nghĩ còn muốn đánh một ván bài, nhưng về thời gian đã không còn kịp rồi, mấy người còn chưa bắt đầu, bên ngoài có người đưa hai khỏa cây phát tài đến đây. Phó Quốc Dân có chút kỳ quái. Dù sao hôm nay không phải chính thức khai trương, hắn cũng chuyên môn đã thông báo mọi người đừng tặng đồ, liền là đơn thuần tới dùng cơm, nhìn một chút cây phát tài bên trên lạc khoản, viết là Đông Châu chú kinh bản, nguyên lai là đi qua lão đồng sự nghe nói hắn mở tiệm, đặc địa trước đưa hai khỏa cây phát tài tới. Phó Quốc Dân chính suy nghĩ có phải hay không gọi điện thoại cho Tiễn Ái Quân, mời một bang lão đồng sự tới dùng cơm, biểu đạt một chút lòng biết ơn thời điểm, Tiễn Ái Quân đã dẫn lĩnh chú kinh bản một đám lão đồng sự đến đây. Chú Kinh xử lý cách nơi này gần như vậy, là không thể nào không biết Phó Quốc Dân tướng Đông Châu đổ nướng cuộn xuống tin tức. Phó Quốc Dân tại Đông Châu văn lữ cục cắm té ngã, trở lại kinh thành quả quyết từ chức, lấy tuổi của hắn vứt bỏ chính tử thương, không nói những cái khác, vẻn vẹn là phần này dũng khí đã để người bội phục. Mặc dù Phó Quốc Dân sau khi trở về cơ hồ không cùng chú Kinh bạn lão đồng sự lui tới qua, nhưng là hắn đi qua tại chú Kinh bạn nhân duyên không tệ, mọi người suy nghĩ chờ hắn quán đổ nướng khai trương. Thỉnh thoảng tới giúp đỡ giúp đỡ. Hôm nay từ chú kinh bạn chủ nhiệm Tiễn Ái Quân tự mình dẫn đội, phó chủ nhiệm Tần Tân Lập, Đông Châu tiệm cơm quản lý Lý Tú Mai đều tới, còn có một vị mới tới phó chủ nhiệm gọi Dương Văn Minh, hắn từ Đông Châu đến chú kinh bạn không lâu, vẫn chưa tới 40 tuổi. Theo tin tức đáng tin, Tiễn Ái Quân đã nhận được điều lệnh, sắp trở về Đông Châu đảm nhiệm khu công nghệ cao đảng công quan lớn. Kỳ thật sớm nhất hoạt động chính là Tần Tân Lập. Tần Tân Lập từ lúc từ Đông Châu Cục Du lịch người đứng đầu vị trí bên trên được điều chỉnh đến chú kinh bạn đương phó chủ nhiệm, liền bắt đầu bốn phía tìm quan hệ, hắn người này có rất mạnh cố thổ tình kết,
nguyên nhân chủ yếu là tại Đông Châu công tác hơn nửa đời người, hắn không quen loại này tạm trú dị địa sinh hoạt, vô luận kinh thành như thế nào phồn hoa, hắn đều không có lòng cảm mến. Tần Tân Lập lúc đầu đều coi là không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng rời đi cái kia là Tiễn Ái Quân, bất quá Tiễn Ái Quân cũng không công khai tuyên bố chuyện này, chỉ là uyển chuyển ám chỉ Tần Tân Lập về sau muốn đem chú kinh bản công việc cho gánh vác lên tới. Tần Tân Lập mặc dù không có đạt được ước muốn, nhưng cuối cùng có cơ hội đem chủ nhiệm trước mặt chữ phó cho xóa đi, lúc đầu hắn chính là chức cao thấp phối, từ tư lịch mà nói, Tiễn Ái Quân cũng chỉ là hàng tiểu bối. Lý Tú Mai trước đây không lâu cũng quấn vào Tiễn Ái Quân phong ba, thượng cấp lệnh cưỡng chế nàng tạm thời cách chức kiểm tra, bất quá theo chuyện này lực ảnh hưởng yếu bớt, cũng không có tra ra Lý Tú Mai tật xấu quá lớn, cho nàng một trong đó bộ chỗ phân, liền để nàng quay về đi qua công việc cương vị, dù sao Đông Châu tiệm cơm cái này một khối, rời đi nữ nhân này thật đúng là không được, mấy vị lão lãnh đạo đối nàng phục vụ vẫn là tương đối hài lòng. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là Phó Quốc Dân từ chức, Tiễn Ái Quân triệu hồi Đông Châu. Đông Châu chú kinh bản chủ yếu nhất hai cái lãnh đạo đều rời đi, Tần Tân Lập cũng là vừa tới chú kinh bản không lâu, chỉ bằng lấy hắn đem tất cả công việc đều gánh vác lên đến rất khó, mới tới phó chủ nhiệm Dương Văn Minh liền càng không cần phải nói, nhất định phải có một cái hiểu nội tình biết xáo lộ lão nhân, cho nên Lý Tú Mai một lần nữa bắt đầu dùng là bắt buộc phải làm sự tình. Tiễn Ái Quân tự mình còn vì Phó Quốc Dân đáng tiếc qua, người sáng suốt đều biết Phó Quốc Dân là đấu tranh vật hy sinh, nếu như hắn nhiều đi vòng một chút. Một lần nữa trở lại chú kinh bạn đương phó chủ nhiệm cũng không phải là không thể được. Chú kinh bạn ai cũng không nghĩ tới Phó Quốc Dân sẽ dùng từ chức loại này kịch liệt phương thức đến kết thúc hắn thể chế kiếp sống, nghĩ không ra mặt ngoài ôn hòa Phó Quốc Dân nội tâm cũng có như thế cương liệt một mặt. Phó Quốc Dân nhìn thấy nhiều như vậy lão đồng sự tới, trong lòng vẫn còn có chút kích động, cầm Tiễn Ái Quân tay, tiền chủ nhiệm, người quá khách khí. Tiễn Ái Quân nắm chặt Phó Quốc Dân tay cua cua nói, lão phó. Ngươi nhưng không có suy nghĩ à, khai trương đều không cho chúng ta biết một tiếng. Không phải khai trương, là thử kinh doanh, ta suy nghĩ khai trương đi qua xin các ngươi đâu. Phó Quốc Dân cũng không nói lời nói thật. Tiễn Ái Quân cười nói, chờ ngươi khai trương ta liền về Đông Châu, trước hết ăn ngươi dừng lại. Tất cả mọi người nở nụ cười, Phó Quốc Dân cùng mấy vị khác đồng sự từng cái nắm tay, đến Lý Tú Mai thời điểm, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút cảm xúc. Dĩ nhiên không phải có tư tình loại kia, là trong âm thầm cùng người phương tiện mình thuận tiện loại kia. Trước mắt quán đồ nướng liền một cái gian phòng, Hứa Thuần Lương bọn hắn chủ động đem phòng tặng cho chú kinh bạn những người này, mọi người trên cơ bản đều biết. Tiễn Ái Quân đặc địa tới cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng chào hỏi, mặc dù người ở kinh thành, nhưng là hắn không giờ khác nào không tại chú ý Đông Châu tình huống bên kia, cũng nghe nói Hứa Thuần Lương gần nhất một chút động tác. Hứa Thuần Lương mấy người liền ở đại sảnh ngồi xuống. Vừa mới bắt đầu thử kinh doanh, hết thảy đều không để ý tới thuật, Phó Quốc Dân đều phải tự thân lên đồ ăn, hắn cái kia giúp việc bếp núc thân thích cũng không phải chuyên nghiệp xuất thân, Trần Thiên Phàm nhìn thấy hắn đần tay đần chân dáng vẻ, thật sự là không vừa mắt, dứt khoát quấn lên tạp dề đi phòng bếp, tự mình hầu làm ra rau trộn. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến để Phó Quốc Dân đi tiếp khách, hai người bọn họ hỗ trợ rửa chén đĩa, kỳ thật chân chính khai trương về sau chủ yếu chính là đồ nướng, phối hợp một số việc trước điều chế thức nhắm. Nhưng là hôm nay Phó Quốc Dân là chiêu đãi bằng hữu, cho nên mua đồ ăn không ít, mỗi bàn cho làm 8 đạo rau trộn. Vốn cho rằng đêm nay liền chú kinh bạn một bàn, thật không nghĩ đến khách nhân một bàn tiếp lấy một bàn tới, trên cơ bản đều là đã đi qua khách hàng quen, bọn hắn đều thích ăn đồ nướng, từ khi Lý Toàn Quý không tiếp tục kinh doanh về sau, nặc lớn kinh thành liền tìm không ra mấy nhà chính tông Đông Châu đồ nướng. Đoán chừng là gió đem cây thì là mùi vị đương tin tức truyền ra ngoài. Chỉ riêng khách quen liền đến 5-6 bàn. Phó Quốc Dân lúc đầu không muốn tiếp đãi, nhưng Hứa Thuần Lương cho rằng thử kinh doanh cùng kinh doanh không có gì phân biệt, người ta khách nhân đã tới liền không thể đuổi ra ngoài. Phổ Kiến cũng cho rằng như vậy, thần tài cho ngươi đưa tiền tới, ngươi không phải đến không muốn, đây chính là không cho thần tài mặt mũi, lại khổ lại mệt mỏi cũng phải ôm lấy. Thế là Khương Tư Miễn cùng Hồ Ngọc Xuân cũng qua đến giúp đỡ Mạc Xuyên, mấy vị nguyên bản định uống rượu bằng hữu. Đều khách mời lâm thời tiểu công. Hứa Thuần Lương hướng trong phòng đưa đồ ăn thời điểm, Tiễn Ái Quân gọi lại hắn, tiểu Hứa, ngươi không vội sống, tọa hạ đi theo chúng ta uống hai chén đi. Hứa Thuần Lương cười nói, tiền chủ nhiệm, đợi lát nữa nhất định tới, các ngươi uống trước. Đi ra ngoài nhìn thấy Phổ Kiến hướng một bên bĩu môi, Hứa Thuần Lương lần theo hắn ám chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Cao Hiểu Bạch cùng mấy cái đồng học chính ngồi ở trong góc hướng hắn nhìn đâu.
Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, kinh thành như thế lớn, làm sao hôm nay người quen đều hướng chỗ này tụ tập rồi. Hẳn không phải là phó quốc dân thông báo à. Cao Hiểu Bạch đứng người lên, Thuần Lương, người còn chưa đi à. Nàng coi là Hứa Thuần Lương lần này tới chính là tiếp gia gia hắn. Hứa Thuần Lương nói, không có đâu, người của thủ đô dân quá nhiệt tình, ta không nỡ đi. Cao Hiểu Bạch cười nói, ta cùng các bạn học cùng nhau ăn cơm đâu, mọi người bỗng nhiên muốn ăn Đông Châu đồ nướng, ta cho bọn hắn đề cử chỗ này. Hứa Thuần Lương nói, được, về sau cứ tới ăn, đều coi như ta chương mục. Cao Hiểu Bạch nói, cảm ơn a. Hứa Thuần Lương để mấy người bọn hắn chậm dùng, một chốc lát này quán đồ nướng bên trong đã ngồi đầy là người, phó quốc dân đều không để ý tới chào hỏi bọn hắn, trong phòng ngoài phòng chạy, Hứa Thuần Lương đi vào phòng bếp, nhìn thấy Trần Thiên Phàm cũng vội vàng đến quên cả trời đất. Phổ Kiến xông tới nhắc nhở lấy, lão Trần, đừng đem đồ ăn cho bán xong, chúng ta còn mình không ăn đâu. Trần Thiên Phàm nói, ta đoán chừng không có chúng ta thức ăn, hôm nay rõ ràng chuẩn bị không đủ a, cùng phó ca nói một tiếng, không thể đón thêm khách. Phổ Kiến nói, ta nhìn tiệm này muốn lửa. 8 giờ rưỡi đêm, thịt dê đã bán xong, phó quốc dân cũng không nghĩ tới cái này thử kinh doanh ngày đầu tiên sinh ý liền bốc lửa như vậy, xem như cho hắn kinh thương hành trình mở một cái tốt đầu, ngượng ngùng là, mình mời tới mấy vị này bằng hữu đến bây giờ liền lông dê cũng chưa ăn bên trên. Lý Tú Mai tới tính tiền, hôm nay là mọi người chúc mừng phó quốc dân khai trương đại cát, tiền này nhất định phải hắn nhận lấy. Hứa Thuần Lương giúp Cao Hiểu Bạch đem chướng cho kết. Phó quốc dân nhún nhường bất quá chỉ có thể đem tiền cho nhận lấy, mặc dù đồ ăn bán xong, nhưng là khách nhân không đi hắn cũng không tiện rời đi, lại không có ý tứ để Hứa Thuần Lương đám bằng hữu này đói bụng, lặng lẽ đem Hứa Thuần Lương gọi vào một bên, đưa cho hắn 2.000 khối tiền để hắn đi phụ cận tìm một chỗ mời Trần Thiên Phàm bọn hắn ăn cơm. Hứa Thuần Lương cười nói, khách sáo không phải, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ uống chút, đêm nay một trận này ngươi trước thiếu. Phó quốc dân nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cảm khái, mình không có phí công tại thể chế bên trong hỗn nhiều năm như vậy, tốt xấu giao mấy người bằng hữu. Hứa Thuần Lương đang định rời đi thời điểm, nhận được Lưu Hải Dư điện thoại, hắn ngữ khí có chút nghiêm túc, nói cho Hứa Thuần Lương, căn cứ trước mắt bộ môn kỹ thuật đối Hắc Yến điện thoại di động phá giải, phát hiện nàng cùng nhiều khởi buôn lậu trộm vụ trộm kiện có quan hệ, bọn hắn cái này phạm tội tổ chức gây án nhiều lên, cùng nàng cùng một chỗ bị bắt 6 người tất cả đều có án cũ. Hứa Thuần Lương cho rằng Lưu Hải Dư cho mình gọi cú điện thoại này có chút dư thừa, mình chỉ phụ trách cho hắn cung cấp tình báo, cũng không phải là hắn cộng tác, Hứa Thuần Lương chỉ quan tâm lúc nào có thể đem Vũ Viên Nghĩa trói lại, đến tại Hắc Yến đám người này đều là tiểu lâu la, đem bọn hắn bắt lại chỉ là vì tìm ra Vũ Viên Nghĩa. Lưu Hải Dư nói, còn nhớ rõ Thái Bạch trợ quỷ sao? Hứa Thuần Lương đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy Lưu Hải Dư bắt hắn cho xáo lộ đến chiếc thuyền kia bên trên. Cũng là tại chiếc thuyền kia bên trên gặp Hắc Yến, lão Lưu, người có chuyện nói rõ, đừng vòng vo. Lưu Hải Dư nói, bọn hắn nhóm người này khả năng tại trộm mộ dưới nước chìm thành văn vật. Hứa Thuần Lương nao nao, dưới nước chìm thành, không phải liền là Nguy Sơn Hồ phía dưới tòa thành cổ kia di chỉ. Lưu Hải Dư đơn giản giải thích một chút, gần nhất ở trên thị trường phát hiện một chút Tây Hán văn vật, những này văn vật phi thường chân quý, hắn lúc ấy tại Thái Bạch Hoa nội ứng. Mấy lần xuất nhập Thái Bạch trợ quỷ chính là vì chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền hào hào thẩm hỏi bọn hắn, tìm tới chứng cứ liền đem đám người này bắt chứ sao? Lưu Hải Dư nói, người biết Thiết Nhân Trung sao? Hứa Thuần Lương chưa từng nghe nói qua cái tên này. Lưu Hải Dư nói, vậy ngươi nhất định nhận biết Bạch Mộ Sơn A. Hứa Thuần Lương nói, nhận biết, hắn là Nam Giang Đại học sư phạm hệ lịch sử giáo sư, ta đề cập với ngươi A, người này chuyên môn nghiên cứu xương rồng. Hắn cũng đi qua Tế Châu, tìm thì Thái Bình mua qua xương rồng. Lưu Hải Dư nói, cái này Tiết Nhân Trung là chuyên môn làm đồ cổ buôn bán, bọn hắn kia một nhóm có Nam Tiết Bắc Tạ thuyết pháp, Bắc Tạ chỉ phải là có Tạ Đại Yên đại danh xương Tạ Bá Tường, Nam Tiết chính là Tiết Nhân Trung, bọn hắn hai người lịch sử đều không phải là làm như vậy chỉ toàn, hai người một cái chủ yếu làm hố sinh ý, một cái chủ làm hố nước sinh ý, cái này Tiết Nhân Trung chính là làm hố nước buôn bán, con của hắn Tiết An Lương tiến sĩ đang học. Đạo sư chính là Bạch Mộ Sơn. Hứa Thuần Lương hiện tại đã biết rõ, không nghĩ tới Tiết An Lương còn có bối cảnh như vậy, khó trách hắn cha để hắn đi học lịch sử khảo cổ, xem ra là vì thừa kế nghiệp cha làm chuẩn bị, hiện tại Vớt Thiên Môn cũng giảng cứu chuyên nghiệp tính, đối việc học trình độ yêu cầu càng ngày càng cao. Lưu Hải Dư nói, Bạch Mộ Sơn phía sau kim chủ là Xích Đạo vốn liếng Loan Ngọc Xuyên,
ta nghe nói bệnh viện các ngươi đang cùng Xích Đạo vốn liếng nói chuyện hợp tác, vô luận là làm bằng hữu hay là cộng tác, ta đều phải nhắc nhở ngươi một chút, Loan Ngọc Xuyên gốc gác của người này có chút phức tạp, ngươi cùng bọn hắn liên hệ phải cẩn thận một chút. Hứa Thuần Lương nói, lão Lưu, ngươi cùng ta lộ ra, có phải hay không đã để mắt tới bọn hắn rồi? Lưu Hải Dư nói, cũng không thể nói như vậy, chỉ là người này phát tài quá trình phi thường thần bí, trước mắt còn chưa phát hiện hắn từng có bất luận cái gì phạm pháp hành vi. Đúng, người cùng Xích Đạo vốn liếng Mặc Hàm không phải rất quen thuộc sao? Có cơ hội người có thể tìm nàng tìm hiểu một chút. Hứa Thuần Lương ý thức được Lưu Hải Dư là tại cho mình gài bẫy, trước dùng thoại thuật kích khởi lòng hiếu kỳ của mình, sau đó lại hướng hắn muốn mục tiêu đối tượng mình tiến hành dẫn đạo. Hứa Thuần Lương nói, được, ta có phát hiện lập tức liên hệ ngươi. Hứa Thuần Lương mấy cái liền đi phụ cận tôm hùm quán tùy tiện ăn một chút, rời đi thời điểm đã là 10 giờ rưỡi tối. Trần Thiên Phàm để lái xe tướng Hứa Thuần Lương đưa về khách sạn, ngày mai sẽ là bọn hắn lần này tập bên trong học tập ngày cuối cùng. Trần Thiên Phàm dự định cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ về Đông Châu thực địa khảo sát một chút, để Hứa Thuần Lương không cần đặt trước vé xe, ngồi hắn xe thương vụ cùng đi. Hứa Thuần Lương hướng khách sạn thời điểm ra đi, Từ Dĩnh gọi điện thoại đến đây. Nàng có chút áy náy nói, tiểu Hứa, lúc này quấy rầy ngươi thật sự là không có ý tứ, nhưng ta càng nghĩ vẫn là muốn theo ngươi hảo hảo nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, được, người hẹn thời gian. Từ Dĩnh nói, càng nhanh càng tốt, nếu như không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Hứa Thuần Lương nghe ra nàng ý tứ chính là lập tức gặp mặt, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta tại khách sạn hành chính rượu hành lang đợi ngài. Sau 20 phút, Từ Dĩnh liền đi tới địa phương, sớm điểm rượu ngon chờ đợi Hứa Thuần Lương hướng nàng phất phất tay. Từ Dĩnh cười cười đi vào trước mặt hắn, Hứa Thuần Lương đứng dậy giúp nàng kéo ra cái ghế. Từ Dĩnh một giọng nói tạ ơn ngồi xuống. Hứa Thuần Lương sở dĩ đáp ứng cùng nàng gặp mặt, là bởi vì Từ Dĩnh người này làm việc phi thường lý trí, nếu như không phải cấp tốc sự tình nàng cũng sẽ không tìm chính mình. Đương nhiên Hứa Thuần Lương cũng nghĩ qua. Từ Dĩnh tìm mình nguyên nhân 89 phần 10 là vì Triệu Phi Dương, nếu như là cầu hắn hỗ trợ, Hứa Thuần Lương chắc chắn sẽ không đáp ứng, hắn sẽ không nhúng tay Triệu Phi Dương sự tình. Từ Dĩnh lại điểm một chén chanh nước, nhấp một hớp ướp lạnh chanh nước, nàng lần nữa tạ lỗi, không có ý tứ a, muộn như vậy quấy rầy ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, Từ tỷ, người khách khí với ta cái gì? Muộn như vậy tới tìm ta không phải là vì uống rượu nói chuyện phiếm a? Từ Dĩnh nói, Đường Thiên Nhất chết rồi. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, bất thình lình tin tức để hắn cũng giật nảy cả mình, vừa mới nghe nói Triệu Phi Dương cùng Đường gia đã đạt thành thông cảm, hắn không truy cứu nữa Đường Thiên Nhất trách nhiệm, mấy cái kia đánh hắn chịu sự tình người cũng đẩy ngã trước đó khẩu cung, vốn cho rằng chuyện này như vậy có một kết thúc, lại nghĩ không ra một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Làm sao có thể, hắn không phải bị câu lưu sao? Từ Dĩnh sắc mặt tái nhợt nói, đưa đi cai nghiện, tại cai nghiện chỗ xảy ra sự tình, hắn cắt cổ tay tự sát. Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, hắn phải hào hào tiêu hóa một chút, lấy hắn đối Đường Thiên Nhất hiểu rõ, người này căn bản không có dũng khí tự sát, nói cách khác chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều. Đường Thiên Nhất loại người này còn sống cũng là sống mơ mơ màng màng, cả một cái xã hội cặn bã, nhưng Đường Thiên Nhất chết rồi, chuyện này đối với Đường Kinh Vĩ đả kích tất nhiên là to lớn. Đường Kinh Vĩ mất đi ái tử khả năng sinh ra phản ứng tất nhiên là chưa từng có mãnh liệt, không bài trừ đánh mất lý trí khả năng. Hứa Thuần Lương minh bạch Từ Dĩnh đang sợ cái gì, nàng sợ hãi Đường Kinh Vĩ tướng khoản nợ này tính tại Triệu Phi Dương trên đầu. Đường Kinh Vĩ mặc dù không lớn bằng lúc trước, thế nhưng là hắn đối phó Triệu Phi Dương vẫn là dư xài. Từ Dĩnh mắt trần có thể thấy khẩn trương, nàng uống một hớp rượu, đem chén rượu buông xuống, ta vốn không nên tìm ngươi, nhưng ta lại không biết phải làm gì. Ta hôm nay nhận được một cái uy hiếp điện thoại. Hứa Thuần Lương nói, có hay không báo cảnh? Từ Dĩnh lắc đầu, ta không dám báo cảnh, hắn biết nữ nhi của ta ở nơi nào đi học. Hứa Thuần Lương nói, tại sao muốn uy hiếp ngươi? Từ Dĩnh cắn môi một cái, một lát sau mới nói, nữ nhi của ta kỳ thật. Nhưng thật ra là hẳn là họ Triệu. Hứa Thuần Lương giật mình nhìn qua Từ Dĩnh. Từ Dĩnh không dám nhìn Hứa Thuần Lương. Hai tay 10 ngón có chút thống khổ quấn quýt lấy nhau, hắn không biết, chúng ta. Lúc ấy còn trẻ, hắn đi nghe hồng đi công tác, chúng ta uống nhiều quá. Hứa Thuần Lương cũng không muốn nghe cụ thể chi tiết, mặc dù chuyện này phát sinh có chút kích thích, hẳn là bạn học cũ gặp mặt kích tình bồng phát về sau tình một đêm, bất quá không phải mộng xuân không dấu vết, mà là không cẩn thận châu thai ám kết.
khó trách Từ Dĩnh đối Triệu Phi Dương không rời không bỏ, Triệu Phi Dương con hàng này cũng không phải kẻ tốt lành gì, đều ba đứa hài tử, bất quá từ một phương diện khác cũng chứng minh con hàng này sinh sôi năng lực vẫn là có thể. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, người nói là, uy hiếp người người nhưng có thể biết bí mật này. Từ Dĩnh nhẹ gật đầu lại uống vào mấy ngụm chanh nước dùng để ướp lạnh mình rối loạn thần kinh, tiểu hứa, nữ nhi của ta sự tình Phi Dương không biết, ngoại trừ ngươi ta ai cũng không có nói qua. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta cảm ơn ngươi, ngươi nói với ta cái này làm gì? Cùng ta có quan hệ sao? Từ Dĩnh nói, ta thật không biết phải làm gì, Thuần Lương, ta cảm giác Phi Dương bị người lợi dụng, hắn người này ngươi hẳn là hiểu rõ, mù quáng tự tin, hắn coi là cứu được Kiều Như Long, đã tìm được chỗ dựa, nhưng hắn căn bản không đủ tư cách cùng người ta cùng một chỗ chơi đùa. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi có thể giúp hắn nhận rõ hiện thực. Từ Dĩnh lắc đầu, ta thử qua, vô dụng, ta vốn cho là hắn không truy cứu nữa đánh người sự tình, chuyện này liền có thể đi qua, nhưng ta làm sao đều không nghĩ tới Đường Thiên Nhất sẽ chết, tiểu hứa, chuyện này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ta hoài nghi đám người kia đánh Phi Dương chỉ là một cái kíp nổ, bọn hắn đang cố ý kích thích mâu thuẫn, lợi dụng chuyện này tướng Kiều Như Long dẫn vào trong cục, Đường Thiên Nhất chết cũng không có đơn giản như vậy, Đường Kinh Vĩ cũng đã điên rồi. Hắn sẽ không tiếc đại giới đối phó Phi Dương. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi xem trọng Triệu Phi Dương, Đường Kinh Vĩ hiện tại hận nhất người hẳn là Kiều Như Long, hắn sẽ cho rằng là Kiều Như Long đưa đến đây hết thảy. Về phần Triệu Phi Dương, Đường Kinh Vĩ chỉ sợ đã kìm nén không được ra đao xông động, hiện tại hiện đang mài đao. Hứa Thuần Lương nói, Từ tỷ, ngươi nói đúng, Triệu Phi Dương không có tư cách chơi cái trò chơi này, hắn cũng không chơi nổi. Đúng, người kia uy hiếp ngươi cái gì? Từ Dĩnh nói, người kia để cho ta công khai nữ nhi xuất thân vấn đề, không phải hắn liền sẽ đối với con gái ta bất lợi. Hứa Thuần Lương nói, nếu công khai, Triệu Phi Dương có phải hay không liền muốn tự nhận lỗi từ chức? Từ Dĩnh nói, ta không biết, ta chỉ biết là coi như ta công khai, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Phi Dương, ta càng nghĩ, chuyện này trọng điểm không tại Phi Dương trên thân. Ngươi định làm như thế nào? Từ Dĩnh cắn môi một cái nói, ta dự định lập tức liền về Nam Giang. Mau chóng mang nữ nhi ra ngoại quốc, ta không thể để cho nàng bởi vì việc này chịu ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, ngoại trừ lập tức rời xa đây là không phải vòng, Từ Dĩnh trước mắt còn thừa lựa chọn xác thực không nhiều. Từ Dĩnh nói, ta kỳ thật không có nhiều bằng hữu, càng nghĩ, ta vẫn còn muốn nói với ngươi một tiếng, nếu có thể, ta hy vọng người có thể liên lạc một chút Kiều gia Phương Diệt, cho bọn hắn để tỉnh một câu. Có năng lực bình phục chuyện này chỉ có Kiều gia, ta lo lắng Kiều Như Long sẽ trăm phương ngàn kế giấu giếm xuống tới. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch Từ Dĩnh mục đích, có năng lực bình phục chuyện này không phải Kiều gia mà là Kiều lão, chỉ cần Kiều gia bình phục chuyện này, Triệu Phi Dương có lẽ cũng có thể vượt qua kiếp nạn này, nếu như Kiều Như Long ra tại nguyên nhân nào đó giấu giếm chuyện này, từ đó bỏ lỡ tiên cơ, sợ lo sự tình sẽ càng náo càng lớn, đến lúc đó coi như Kiều lão ra mặt kết thúc cũng không có khả năng. Từ Dĩnh đầu não hiển nhiên muốn so Triệu Phi Dương thanh tỉnh rất nhiều, nàng nhìn ra vấn đề, cũng rõ ràng biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng là nàng không có đường tắt đạt đến Kiều lão, càng nghĩ chỉ có thể tìm tới Hứa Thuần Lương, nàng cũng rõ ràng Hứa Thuần Lương là sẽ không dễ dàng nhúng tay Triệu Phi Dương chuyện, nhưng là Hứa Thuần Lương hướng về phía Mai Như Tuyết hẳn là sẽ không đối Kiều ra nguy cơ ngồi yên không lý đến. Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên, nói khẽ Từ tỷ, vì một người như vậy đáng giá không? Từ Dĩnh nói, tình cảm là không có đạo lý, càng lý trí nữ nhân kỳ thật càng thống khổ, trên một điểm này Mai Như Tuyết cũng hẳn là đồng dạng. Đưa tiễn Từ Dĩnh về sau, Hứa Thuần Lương liên hệ Mai Như Tuyết, lúc đầu số điện thoại di động đánh không thông, đoán chừng là người tại hải ngoại nguyên nhân, lựa chọn WeChat, Hứa Thuần Lương liên hệ một chút, phát hiện Mai Như Tuyết đem mình cho kéo đen. Đối Hứa Thuần Lương tới nói thật đúng là một cái toàn phát hiện mới, đi qua một mực chịu đựng không có chủ động liên lạc qua Mai Như Tuyết. Cũng không có nghĩ qua Mai Như Tuyết như thế quả quyết, bất quá cái này phi thường phù hợp Mai Như Tuyết tính cách. Hứa Thuần Lương còn là có chút buồn bực, mặc dù hắn có Kiều lão phương thức liên lạc, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng không muốn trực tiếp cùng Kiều lão liên hệ, ngoại trừ Mai Như Tuyết bên ngoài, hắn không muốn chủ động tiếp xúc Kiều gia bất luận kẻ nào. Hiện tại liên hệ Mai Như Tuyết tốt nhất đường tắt liền là thông qua Diệp Thanh Nhã, Hứa Thuần Lương biên tập một đoạn văn tự, để Diệp Thanh Nhã hỗ trợ chuyển cho Mai Như Tuyết. Đã là nửa đêm không giờ, Hứa Thuần Lương một người ngồi tại trên ban công ngắm nhìn kinh thành đẹp đến mức có chút không chân thực cảnh đêm, hắn đối Triệu Phi Dương không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm, cũng không muốn tham gia Kiều gia sự tình,
chỉ là Mai Như Tuyết tồn tại để hắn lại không thể lựa chọn sống chết mặc bay. Đường Thiên Nhất chết khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái phụ thân báo thù chi tâm. Tử Dĩnh là cực kỳ thông minh một nữ nhân, nàng nhìn ra sự kiện lần này còn xa mới tới lúc kết thúc, phía sau kia cái tay vô hình thật chính là muốn đối phó là Kiều Gia, mà Triệu Phi Dương lại rất không khéo trở thành trong đó một con cờ. Nếu như Kiều Gia lựa chọn từ bỏ hắn, như vậy Triệu Phi Dương không thể nghi ngờ sẽ trở thành Đường Kinh Vĩ đứng mũi chịu sào bao phục đối tượng, kết cục tất nhiên là bi thảm. Hứa Thuần Lương tin tưởng Diệp Thanh Nhã đã truyền đạt nhắc nhở của mình, hắn không quan tâm Kiều Gia, nhưng là hắn vẫn quan tâm Mai Như Tuyết. Điện thoại di động vang lên, Hứa Thuần Lương cầm điện thoại lên, hy vọng là Mai Như Tuyết đánh tới, biểu hiện chính là Diệp Thanh Nhã. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, Thanh Nhã tỷ. Diệp Thanh Nhã nói, không ngủ à. Hứa Thuần Lương cười nói, ngủ cũng phải đón ngài điện thoại. Có phải hay không đang chờ Tiểu Tuyết tin tức? Hứa Thuần Lương phủ nhận, không có, ta thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị trở về Đông Châu. Diệp Thanh Nhã nói, nhanh như vậy à, ra ra còn muốn ngày mai hô ngươi tới dùng cơm đâu, ngươi chừng nào thì đi. Hứa Thuần Lương nói, hậu thiên đi. Diệp Thanh Nhã nói, vậy ngươi trời tối ngày mai tới nhà ăn cơm, ta đi đón ngươi. Hứa Thuần Lương nói, thành. Diệp Thanh Nhã nói, ta đem tin tức cho Tiểu Tuyết, quay đầu ta đem screenshot phát cho ngươi. Không cần, ta cũng chính là hữu nghị nhắc nhở một chút, cảm thấy trực tiếp tìm nàng có chút đột ngột, sợ nàng suy nghĩ nhiều, cho nên liền cho Thanh Nhã tỉ thêm phiền toái. Diệp Thanh Nhã nở nụ cười, một lát sau ngưng cười âm thanh, ngươi có phải hay không bị nàng kéo đen. Hứa Thuần Lương bị Diệp Thanh Nhã vạch trần chân tướng khó tránh khỏi có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói tỉ. Nữ nhân các ngươi có phải hay không đều như thế sát phạt quả đoán? Diệp Thanh Nhã nói, có lẽ nàng là thông qua loại phương thức này để ước thúc mình, chứng minh nàng đối ngươi vẫn chưa có thể quên. Hứa Thuần Lương nói, ta vẫn là đừng trò chuyện cái này, tâm tình bình phục sao? Diệp Thanh Nhã nói, không có chuyện, ta không có nhát gan như vậy, được rồi, không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Mỗi cái ban đêm đều có người khó mà chìm vào giấc ngủ, Đường Kinh Vĩ nhìn qua nhi tử thi thể lạnh băng không nhúc nhích. Đường Kinh Luân thậm chí coi là đại ca cũng đã mất đi sinh mệnh. Vốn cho rằng cuộc phong ba này tạm thời đi qua, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Đường Kinh Luân ho khan một tiếng thấp giọng nói, đại ca. Đường Kinh Vĩ chỉ bên ngoài, ý là để hắn đi, mình muốn đơn độc cùng nhi tử ở một lúc, hiện tại mới ý thức tới những năm này hai người đơn độc chung đụng cơ hội quá ít. Đường Kinh Luân không có đi, dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Hiện tại đại ca con độc nhất chết rồi, tiếp xuống đại ca sẽ như thế nào? Hoa Niên sẽ như thế nào? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường Kinh Vĩ thanh âm trầm thấp phảng phất từ trong địa ngục truyền đến, ra ngoài. Đường Kinh Luân nhẹ gật đầu, yên lặng lui ra ngoài, đến đi ra bên ngoài đốt lên một điếu thuốc, nhìn qua không trung mông lung mặt trăng, nhắc nhở mình phải tất yếu lý trí. Hắn đã vừa mới liên hệ Hoa Niên tất cả đồng sự, nhắc nhở mọi người càng là ở thời điểm này càng là muốn đoàn kết. Đường Thiên Nhất chết bởi tự sát, Đường Kinh Luân là căn bản không tin tưởng, tên phế vật này chất tử không biết sống được bao nhanh sống, cái này dạng người làm sao bỏ được chết. Bất quá hắn giết vẫn là tự sát cuối cùng còn phải từ cảnh sát để phán đoán, phụ trách án này cảnh sát còn không có đi, bọn hắn hướng cai nghiện chỗ phương diện giải tương quan tình huống, kế tiếp còn yêu cầu Đường Kinh Vĩ tại giải phẫu thi thể thư thông báo ký tên, công an cơ quan sẽ đối với nguyên nhân tử vong tiến hành giám định, tiến hành thi kiểm. Dựa theo quy định tương quan, cho dù là họ hàng gần cự tuyệt ký tên, cũng không ảnh hưởng kiểm tra thi thể. Công an cơ quan hoặc là tư pháp bộ phận hành chính sẽ ở giải phẫu thi thể thư thông báo, bên trên ghi chú rõ, đối thi thể đã giải phẫu trình tiến hành toàn bộ hành trình thu hình lại, cũng mời cùng vụ án vô lợi hại quan hệ nhân viên hoặc là người chết họ hàng gần thuộc thuê luật sư trình diện chứng kiến. Phụ trách bản án vẫn là lão đồng. Trong đám tướng vụ án này giao cho lão đồng nguyên nhân là cho rằng vụ án này cùng trước đây Đường Thiên Nhất bị bắt án là một thể, lão đồng cũng có chút đau đầu, nghi phạm tại cai nghiện chỗ tử vong, liên lụy tới rất nhiều bộ môn, không ít liên quan nhân viên đều lại nhận xử lý, thậm chí bao gồm hắn cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Lão đồng đi vào Đường Kinh Luân trước mặt đem kia phần giải phẫu thi thể thư thông báo đưa cho hắn. Đường Kinh Luân thở dài nói, đồng cảnh sát, cháu ta vừa mới chết, ta đại ca còn không có thong thả lại sức. Người nhìn có phải hay không có thể cho thêm hắn chút thời gian. Lão đồng nói, người đã chết, cha ra chân tướng mới trọng yếu a. Căn cứ điều lệ tương quan, coi như hắn không ký, kiểm tra thi thể vẫn là phải tiến hành.
Đường Kinh Luân nói, cháu ta sẽ không tự sát, hắn sống được so với ai khác đều có tư vị, làm sao có thể chết. Lão Đồng nói, người không là cảnh sát, ta công việc cái này 20 năm gặp muôn hình muôn vẻ bản án, có chút bản án căn bản không thể dùng bình thường logic phán đoán, người cho rằng hắn sống được có tư có vị, người cho rằng hắn hạnh phúc. Người hiểu rõ hắn sao? Người biết nội tâm của hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào sao? Người biết loại người này đặc biệt dễ dàng trống rỗng. Không phải hắn vì sao lại truy cầu những này kích thích. Còn có loại người, đem tự ngược tự sát trở thành một loại hưởng thụ. Đủ rồi, Đường Kinh Luân lớn tiếng đánh gãy Lão Đồng. Lão Đồng nói, ta chỉ là tại trình bày sự thật, cũng không phải là nhằm vào vụ án này. Đường Kinh Luân cũng cảm giác đến phản ứng của mình có chút quá phận, đang chuẩn bị nói tiếng xin lỗi thời điểm, nhìn đến đại ca mặt không thay đổi rời khỏi phòng, Đường Kinh Luân tranh thủ thời gian đi vào bên cạnh hắn, đại ca. Đường Kinh Vĩ nói, nhi tử ta là bị người mưu sát, các người muốn tìm ra hung thủ, trả cho chúng ta một cái chân tướng. Lão Đồng nói, cha ra chân tướng vốn chính là cảnh sát chúng ta chức trách, điểm này ngươi không cần lo lắng, chúng ta hy nhìn các ngươi tận lực phối hợp. Đường Kinh Luân nói, đại ca, bọn hắn nói muốn kiểm tra thi thể. Đường Kinh Vĩ nhắm hai mắt, bóng lưng của hắn tại khẽ run, xoay người nói, thay ta ký. Chữ. Đường Kinh Luân giúp hắn đang thông chi trên sách ký tên, giao cho Lão Đồng thời điểm đặc địa bàn giao, để hắn có kết quả trước tiên thông chi bọn hắn. Lão Đồng để bọn hắn yên tâm. Đường Kinh Luân nghĩ khuyên đại ca đi trong xe nghỉ ngơi một chút, nhưng Đường Kinh Vĩ kiên trì không chịu, một người thất hồn lạc phách đứng tại dưới ánh trăng. Đường Kinh Luân đi vào bên cạnh hắn, đưa cho hắn một điếu khói, giúp hắn đốt. Đường Kinh Vĩ chỉ hút một hơi thuốc liền lớn tiếng ho khan nước mắt đều chảy ra. Đường Kinh Luân nhìn qua đại ca mặt đầy nước mắt dáng vẻ, trong lòng đối với hắn đè ép thật lâu oán niệm đột nhiên liền để xuống, hắn lần thứ nhất phát hiện cường thế đại ca vậy mà như thế đáng thương, cũng có như thế yếu ớt một mặt. Đường Kinh Vĩ ngồi xổm xuống, rút một điếu thuốc, xóa một thanh nước mắt. Đường Kinh Luân tại bên cạnh hắn cũng ngồi xổm xuống, yên lặng cùng hắn hút thuốc, lúc này ngoại trừ làm bạn, không biết còn có thể làm những gì. Đường Kinh Vĩ hút xong chi kia khói, vứt bỏ tàn thuốc. Bỗng nhiên nâng bàn tay lên hung hăng cho mình một cái bạt tai, Đường Kinh Luân hoảng vội vàng nắm được tay của hắn, đại ca. Đường Kinh Vĩ mặt mũi tràn đầy nước mắt nói, là ta hại hắn, là ta hại chết hắn a. Hắn hối hận đi tìm Kiều Viễn Giang, hắn hối hận đau lòng kia 2 tỷ, nếu như lúc trước hắn thống thống khoái khoái đáp ứng đem Trường Hưng chuyển nhượng ra đi, có lẽ nhi tử sẽ không phải chết. Đường Kinh Luân nói, đại ca, thiên nhất sự tình cùng người không quan hệ, người không cần hướng trên người mình ôm trách nhiệm. Nhưng trong lòng nghĩ đến chìm tử như giết con, chất tử chết đại ca xác thực không thoát khỏi trách nhiệm. Đường Kinh Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đây mới là Đường Kinh Luân lo lắng nhất phản ứng, hắn đỡ lấy Đường Kinh Vĩ bả vai thấp giọng nói, đại ca, người nhất định phải tỉnh táo, hiện tại không muốn cân nhắc những chuyện khác, chờ cảnh sát tra ra về sau, trước đem thiên nhất hạ táng, những chuyện khác sau này hãy nói. Đường Kinh Vĩ nhìn qua đệ đệ, người có giúp ta hay không? Đường Kinh Luân nhẹ gật đầu. Đường Kinh Vĩ nói, ta cái gì đều không để ý, ta chỉ có cái này một đứa con trai. Đường Kinh Luân trong lòng tự nhủ ngươi cũng không chỉ cái này một đứa con trai, cái kia tiểu minh tinh Trịnh Đồng không phải vì ngươi sinh một cái. Lúc trước hắn chính là bắt lấy chuyện này bức bách Đường Kinh Vĩ đem CEO vị trí cho hắn. 2. Đường Kinh Luân nói, đại ca, mặc dù có chút nói ta không nên nói. Nhưng là đã bi kịch đã phát sinh, chúng ta cũng chỉ có thể đối diện, về phần về sau phải nên làm như thế nào, chúng ta chỉ có tỉnh táo lại mới có thể làm ra quyết đoán, không thể bị cảm xúc tả hữu, người nói có đúng hay không. Hắn lo lắng nhất chính là Đường Kinh Vĩ vì báo thù đánh cược toàn bộ tập đoàn vận mệnh. Đường Kinh Vĩ biết hắn đang lo lắng cái gì, càng phát ra cảm thấy tâm lạnh, không có người đồng tình mình, bao quát đệ đệ ruột thịt của mình ở bên trong, thiên nhất đối với bọn họ thì cái chết căn bản là dâu ria. Nói không chừng có không ít người còn tại cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn quan tâm chỉ là tự thân lợi ích, bọn hắn sợ hãi mình vì báo thù mà bất kể đại giới, sợ hãi bởi vì ảnh hưởng này đến bọn hắn, đám này lãnh huyết vô tình đồ vật. Đường Kinh Luân coi là đại ca nghe lọt được mình, thấp giọng khuyên lơn, đi về nghỉ trước, nơi này giao cho ta xử lý có được hay không. Đường Kinh Vĩ nhẹ gật đầu, hắn nếm thử đứng dậy, nhiều lần cố gắng đều không thể đứng người lên. Cuối cùng vẫn là dựa vào Đường Kinh Luân trợ giúp mới từ dưới đất đứng lên, Đường Kinh Vĩ thấp giọng nói, miễn giờ triệu phi dương, ta để ngươi lập tức miễn giờ triệu phi dương.
người tại Đông Châu Triệu Phi Dương cũng biết Đường Thiên Nhất tự sát tin tức, vừa nhận được tin tức thời điểm, hắn có chút bối rối, đầu tiên sinh ra suy nghĩ chính là, Đường Kinh Vĩ có thể hay không đem khoản nợ này tính tại đầu của mình bên trên, đáp án là khẳng định. Triệu Phi Dương nghĩ đến con trai mình, nếu như chuyện giống vậy phát sinh trên người mình chỉ sợ muốn đánh mất lý trí, hắn lập tức bất an, đứng dậy đi vào sát vách nhi tử cửa phòng bên ngoài, do dự một hạ không có đi vào, hiện tại cũng là bảo mẫu bồi tiếp nhi tử, hiện tại thời gian này nhi tử sớm đã ngủ. Triệu Phi Dương một lần nữa chuyển về đến phòng bên trong, mở ra điện thoại, nhìn thấy trong chiếc nôi nhi tử, hắn thoáng an tâm một chút, bắt đầu tính toán Đường Kinh Vĩ có khả năng triển khai trả thù. Kiều Như Long đêm qua cũng ngủ không ngon, Đường Thiên Nhất chuyện tự sát hắn trước tiên liền nhận được tin tức, mặc dù Kiều Như Long cũng không tướng Đường ra để vào mắt, nhưng là chuyện này phát sinh để hắn không thể không cân nhắc phía sau nguyên nhân thực sự. Kiều Như Long liên hệ Phan Thiên Hóa cam đoan chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, thu mua Trường Hưng bệnh viện chuyện cổ phần đã hết thảy đều kết thúc, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến ngay tại lúc này phức tạp, đã sắp xếp ngoại trừ phe mình khả năng. Như vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng, chính là bọ ngựa bắt phe hoàng thước tại hậu, có người tại âm thầm ra tay, hy vọng chuyện này ảnh hưởng tiếp tục khuếch đại. Kiều Như Long trước kia liền đi đơn vị, đi vào trong sân thời điểm, nhìn thấy Gia Gia ngay tại luyện công buổi sáng, mau chóng tới lên tiếng chào hỏi. Kiều lão không nhanh không chậm đánh lấy thái cực, nói khẽ ăn cơm rồi đi. Kiều Như Long cười cười, hôm nay có chút việc gấp, vội vàng qua đi xử lý. Kiều lão nói, cũng không nhất thời vội vã. Kiều Như Long sửng sốt một chút, ý thức được Gia Gia có việc muốn theo chính mình nói, lập tức liền liên tưởng đến tối hôm qua Đường Thiên Nhất chuyện tự sát kiện, chẳng lẽ nhanh như vậy liền truyền đến Gia Gia trong lỗ tai. Đã Gia Gia lên tiếng, Kiều Như Long cũng không dám rời đi, cứ như vậy đứng ở một bên chờ lấy Gia Gia tướng bộ này quyền đánh xong, cung kính tướng khăn mặt đưa cho lão gia tử. Kiều lão cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trán. Ý vị thâm trường nói, đứng ngoài quan sát người khác đánh quyền cảm giác như thế nào. Kiều Như Long bồi cười nói, ta không hiểu thái cực. Kiều lão nói, thái cực ảo diệu ở chỗ tứ lạng bạt thiên cân, chỉ có để đối thủ không biết ngươi khi nào phát lực, mới có thể công lúc bất ngờ. Kiều Như Long liên tục gật đầu, trong lòng suy nghĩ Gia Gia là tại gõ chính mình. Kiều lão nói, người là có cảm tình, giảng cứu ân oán rõ ràng, nhưng quá trọng cảm tình, lại dễ dàng bị tình cảm tả hữu. Thu phóng tự nhiên bốn chữ này nói dễ, làm rất khó khăn. Liền cha ngươi cũng làm không được sự tình, ta đối với ngươi cũng không thể quá mức quá nghiêm khắc. Kiều lão rất ít tại Kiều Như Long trước mặt nhắc tới phụ thân của hắn, Kiều Như Long trong lòng cảm giác nặng nề, Gia Gia là tại biểu đạt đối thất vọng của mình sao. Một viên hòn đá nhỏ sẽ không ảnh hưởng ngươi bước chân tiến tới, nhưng là tha sẽ cấn lấy chân của ngươi, thậm chí sẽ để cho ngươi quẳng bên trên trùng điệp một phát, rõ ràng thấy được cũng không cần đi dẫm. Nhảy tới không được sao? Kiều Như Long hiện tại có thể khẳng định Gia Gia đã biết Đường Thiên Nhất sự tình, hắn thấp giọng nói, Gia Gia, ta hiểu được. Kiều lão thở dài nói, người cả một đời đều sẽ có bằng hữu, có thể đi lấy đi tới, có chút bằng hữu liền biến thành đối thủ, thậm chí biến thành địch nhân của ngươi, thấy được địch nhân cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ địch nhân đều là những cái kia nhìn không thấy, tiềm phục tại bên cạnh ngươi giấu ở sau lưng ngươi, làm ngươi gặp được phiền phức thời điểm. Hắn không những không lại trợ giúp ngươi, ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng, cho ngươi một kích chí mạng. Kiều Như Long mím môi, lời của Gia Gia để hắn bất lực phản bác. Kiều lão nói, có biết hay không ta là kiến nghị gì ngươi tiến vào thể chế? Kiều Như Long nói, Gia Gia, là ta lựa chọn của mình. Kiều lão nhìn qua Kiều Như Long ánh mắt hơi có vẻ thất lạc, ngươi ở trước mặt ta cũng không dám nói lời thật, ta cũng không kỳ vọng ngươi nhưng để trùng trấn gia tộc vinh quang. Ta chỉ hy vọng ngươi có năng lực bảo vệ mình, bảo hộ Kiều gia bình an. Kiều Như Long đối lời của Gia Gia có chút xem thường, đương kim thời đại, lấy Kiều gia địa vị, ai có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Kiều lão nói, chúng ta nhà như vậy gặp phải phong hiểm xa so với người bình thường phải lớn hơn nhiều, có chuyện ta chưa hề nói qua cho ngươi, cha ngươi năm đó là bị người hãm hại. Kiều Như Long hơi kinh ngạc nhìn qua Gia Gia, Gia Gia lời nói này để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Phụ thân là để cho người ta hãm hại. Gia Gia là có ý gì? Chẳng lẽ nói phụ thân sinh hoạt tác phong bên trên không có vấn đề? Hắn cùng nữ nhân kia liền nữ nhi đều sinh ra làm sao lại không có vấn đề? Nếu như phụ thân là bị người oan uổng, như vậy Gia Gia vì sao muốn nhẫn nại nhiều năm như vậy? Kiều lão gần từng chữ cẩn thận uông ra. Hắn nói xong câu đó, cũng không có làm quá giải thích nhiều, quay người đi hướng lầu nhỏ,
chỉ còn lại Kiều Như Long ngơ ngác đứng tại chỗ, Gia Gia nói cho hắn quá nhiều tin hơi thở, nhưng không có giải thích được quá rõ ràng, những tin tức này lại như là nói nhăng nói cuội, làm cho Kiều Như Long lung tung trong lòng như tê dại. Hắn không có đi truy vấn, bởi vì hắn hiểu rõ Gia Gia tính cách, Gia Gia không muốn nói sự tình ai cũng không có khả năng để hắn nói ra miệng. Kiều Như Long vẫn cho là Kiều Uông hai nhà quan hệ rất tốt, lúc trước kém một chút liền thành quan hệ thông gia quan hệ, chẳng lẽ Gia Gia cùng Uông lão cũng chỉ là mặt cùng lòng không cùng. Nếu thật là như thế, Gia Gia vì sao muốn đề cử Uông Kiến Minh? Lúc trước lại vì cái gì muốn thúc đẩy Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành? Kiều Như Long thừa nhận mình có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành thông gia chưa thành, cho nên hai nhà sinh ra ngăn cách? Hẳn là sẽ không, hai vị lão nhân nhiều năm cách mạng hữu nghị không lại bởi vì chuyện nhỏ này vỡ tan. Kiều Như Long nghĩ đến khả năng nhất nguyên nhân, đó chính là phụ thân năm đó đi không từ giã cùng Uông gia có quan hệ, nếu thật là như thế, hai nhà kết liền không cách nào giải khai. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, Gia Gia chưa bao giờ nhắc tới qua đôi câu vài lời, hôm nay đột nhiên nói câu nói này nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì gần nhất một hệ liệt sự kiện thôi động người là Uông gia. Chuông điện thoại di động đánh gãy Kiều Như Long suy tư, là Uông Kiến Thành gọi điện thoại tới. Kiều Như Long trong lòng thầm nghĩ thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến, hắn quay người nhìn thoáng qua lầu nhỏ phương hướng, rời đi cửa sân tiến vào trong xe, lúc này mới nhận nghe điện thoại Kiến Thành, sớm như vậy có việc. Như Long ca, Đường Thiên Nhất tự sát. Kiều Như Long cố ý giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, ta cũng không nhận ra hắn. Uông Kiến Thành nói, mấu chốt là hắn là Đường Kinh Vĩ nhi tử, tế thế ngay tại thu mua Trường Hưng cổ phần. Kiều Như Long khinh thường nở nụ cười, Kiến Thành, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ám chỉ ta cùng chuyện này có quan hệ. Không, ta không có ý tứ này, ta là cảm thấy hiện tại loại này mẫn cảm thời điểm chúng ta có phải hay không hẳn là một lần nữa cân nhắc thu mua Trường Hưng bệnh viện sự tình. Kiều Như Long suy nghĩ một chút nói, Kiến Thành, chuyện này ta sẽ không tham dự, ngươi có thể trực tiếp tìm Tề tiểu thư đàm. Tại thu mua trong chuyện này, hắn làm được sáng suốt nhất cử động chính là triệt để dứt bỏ quan hệ. Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn là Tề Sảng đương gia, hắn cùng Tề Sảng không có bất kỳ cái gì pháp luật bên trên quan hệ. Nhi tử là giữa bọn hắn mối quan hệ, Kiều Như Long từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào từ này nhà công ty kiếm được tiền, chỉ là cho nhi tử trải đường, lưu cho Tề Sảng mẹ con một phần an khang. Nhiều khi, người càng là vô tư, phiền phức ngược lại càng ít. Kiều Như Long ngồi ở trong xe cũng không có lập tức rời đi, Uông Kiến Thành hẳn là sẽ không hại hắn. Cái này từ nhỏ đã coi hắn là thành lão đại ca đồng dạng đối đãi tiểu tử đối với hắn tràn đầy sùng bái. Kiều Như Long cũng một mực rất chiếu cố hắn, tại Uông Kiến Thành tiến vào thương trường về sau, dẫn hắn quen biết không ít người, kiếm không ít tiền, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Uông Kiến Thành ghi nhớ Diệp Thanh Nhã, cái này khiến Kiều Như Long phi thường khó chịu. Nhớ tới Diệp Thanh Nhã, Kiều Như Long nhiều ít vẫn là có chút áy náy, hai người ly hôn thời điểm, Diệp Thanh Nhã cũng không làm bất kỳ yêu cầu. Là chính hắn lương tâm băn khoăn, lại thêm Gia Gia yêu cầu, mới cho Diệp Thanh Nhã một chút đền bù, nếu như dựa theo pháp luật đến chính thức chia cắt, Diệp Thanh Nhã có thể lấy đi hắn một nửa tài sản. Ly hôn về sau, Diệp Thanh Nhã còn bởi vì hắn liên lụy nhận lấy đe dọa. Kiều Như Long cũng từng nghĩ tới cho Diệp Thanh Nhã gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một tiếng, càng nghĩ vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Uông Kiến Thành tâm tình rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, tế thế một thành cổ phần hiện tại đã thành khoai lang bỏng tay. Hắn có loại dự cảm xấu, lúc trước phụ thân đối nhắc nhở của mình là chính xác. Tín nhiệm người khác chẳng khác nào đem phía sau lưng của ngươi giao cho hắn, ngươi căn bản không biết hắn lúc nào sẽ đâm lưng ngươi. Uông Kiến Thành từ nhỏ đã đem Kiều Như Long xem làm thần tượng, đối với hắn tràn đầy hâm mộ và sùng bái, nhưng lần này Kiều Như Long lại đem hắn mang vào một cái phiền toái bên trong. Uông Chính Đạo nhìn ra nhi tử có chút tâm thần hoảng hốt, nhắc nhở hắn nói, chuyên tâm ăn điểm tâm. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, biết. Có tâm sự. Uông Kiến Thành sửng sốt một chút, không có. Uông Chính Đạo nở nụ cười, bởi vì Đường Thiên Nhất chuyện tự sát. Uông Kiến Thành kinh ngạc nhìn qua phụ thân, người làm sao biết. Uông Chính Đạo bưng lên cà phê uống một ngụm, đừng quên ta cùng Đường Kinh Vĩ cũng coi là bằng hữu, đang định đi bái tế một chút đâu, người có thời gian hay không. Cùng ta cùng đi. Uông Kiến Thành lắc đầu, thôi được rồi, ta cùng hắn không có cái kia giao tình. Nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân muốn tốt. Uông Kiến Thành nói, Đường Thiên Nhất tại cai nghiện chỗ tự sát.
tự sát hay là hắn giết còn khó nói, hết thảy chờ cảnh sát cuối cùng điều tra kết quả. Uông Chính Đạo để cà phê xuống chén, trung niên mất con, Đường Kinh Vĩ thật đáng thương, đối với nhi tử a, không thể quá mức yêu chiều, quen tử như giết con. Uông Kiến Thành nói cha, ta cùng người đề cập qua nhập cổ phần tế thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn sự tình. Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu. Uông Kiến Thành tiếp tục nói, ta lo lắng Đường Thiên Nhất chết sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết, khả năng có người sẽ đem tế thế chữa bệnh thu mua cùng gần nhất phát sinh một loạt sự tình liên hệ với nhau. Uông Chính Đạo nở nụ cười, người bất quá chỉ chiếm chỉ là một thành cổ phần, vẫn là hữu nghị tham gia cổ phần, có cái gì tốt lo lắng. Nhưng Kiến Minh ca tại Đông Châu, ta lo lắng có ít người sẽ đối với chuyện này làm văn chương. Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, chân chính cao thâm kỳ thủ luôn luôn trước người khác một bước, người cho rằng chiếm tiện nghi, kỳ thật hắn là cho ngươi thiết hạ một cái bẫy. Uông Kiến Thành nhíu mày, không biết phụ thân câu nói này rốt cuộc là ý gì. Ngươi muốn làm gì? Uông Kiến Thành nói, ta nghĩ khuyên bọn họ hủy bỏ thu mua Trường Hưng bệnh viện kế hoạch, hiện tại loại tình huống này, chỉ có từ bỏ mới có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa người khác chỉ trích. Uông Chính Đạo cười ha ha, cầm một thành cổ phần thao lấy chủ tịch tâm, người a, cũng là lao lực mệnh. Uông Kiến Thành có chút lúng túng nói, ta nếu là biết chuyện này sẽ chọc cho đến phiền toái lớn như vậy, nói cái gì cũng không biết đầu tư tế thế. Đó là bởi vì ngươi đối Kiều Như Long quá tín nhiệm. Cho là ngươi vị này hảo đại ca mang ngươi kiếm tiền, ngươi cũng không nghĩ tới hắn ném đưa cho ngươi thịt mỡ chỉ là con mồi. Uông Kiến Thành biểu lộ càng phát ra lúng túng. Uông Chính Đạo lau miệng, đứng dậy rời đi, đi vào nhi tử sau lưng thời điểm, vỗ vỗ đầu vai của hắn, nhưng chỉ cần cá cũng đủ lớn, câu cá người liền không thể không từ bỏ cần câu, không phải hắn có khả năng bị cùng một chỗ nuốt mất. Uông Kiến Thành nháy nháy mắt, Uông Chính Đạo bám vào nhi tử bên tai thấp giọng nói. Diệp Thanh Nhã bởi vì Kiều Như Long nhận uy hiếp sự tình, ngươi không nên giúp nàng giấu giếm, ngươi cho rằng tại bảo vệ nàng, nhưng thật ra là hại nàng. Uông Kiến Thành nói, thế nhưng là ta đáp ứng nàng. Vậy liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Kiều Như Long vừa tới văn phòng, liền nhận được trước nhạc phụ Diệp Sương Nguyên Hưng sư vấn tội điện thoại, mặc dù cùng Diệp Thanh Nhã ly hôn, nhưng là Kiều Như Long vẫn là thói quen kêu một tiếng cha. Diệp Sương Nguyên đã vô cùng phẫn nộ, đừng gọi ta như vậy. Ta không chịu nổi, Kiều Như Long, lúc trước ta đã nói với ngươi cái gì? Ngươi cùng Thanh Nhã ly hôn về sau, ngươi ở bên ngoài bất luận cái gì lạn sự bẩn sự tình không muốn liên lụy đến chúng ta Diệp gia, ngươi lại là thế nào làm? Kiều Như Long nghe xong liền biết Diệp Thanh Nhã bị đe dọa sự tình cho hắn biết, cung kính nói, ngươi khả năng hiểu lầm, Thanh Nhã sự tình ta cũng có nghe nói, bất quá hẳn là không có quan hệ gì với ta. Diệp Sương Nguyên nói, không liên hệ gì tới ngươi đúng hay không? Vậy thì tốt, nếu như tái phạm lần nữa, ta nghe được nữ nhi của ta bởi vì chuyện của ngươi thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, ta ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Kiều Như Long minh bạch hắn nói đến nhưng thật ra là không cho ra ra mặt mũi, tự tôn để hắn không có khả năng hướng Diệp Sương Nguyên cúi đầu, Diệp thúc thúc, người có cái gì hỏa khí một mực hướng về phía ta phát, còn xin người không muốn tác động đến vô tội. Diệp Sương Nguyên ha ha cười lạnh nói, vô tội, ngươi làm sao có ý tứ nói ra hai chữ này. Làm rõ ràng, là các người Kiều gia thiếu chúng ta Diệp gia, vô tội người kia là Thanh Nhã không phải ngươi. Kiều Như Long nói, thiếu các người tự nhiên sẽ trả, nhưng là không liên quan gì tới ta sự tình người cũng không cần chụp tại trên người của ta. 1. Diệp Sương Nguyên nói, được a, cánh cứng cáp rồi, tâm địa cứng hơn, ta thật hy vọng ngươi có thể cứng rắn đến cùng. Kiều Như Long, ngươi cho ta tốt nhớ kỹ, ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại không phải ta đưa cho ngươi, nhưng là ta có thể hủy rơi. Hắn giận dữ đã cúp điện thoại. Kiều Như Long nghe trong điện thoại tút 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 âm thanh bận, cảm thấy có chút đau đầu, hắn vị này trước nhạc phụ vẫn luôn không quá ưa thích mình, hắn cùng Diệp Thanh Nhã thông gia chủ yếu là hai vị lão nhân thôi động. Hiện tại xem ra, hôn nhân của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là một trận sai lầm, Kiều Như Long cũng không cho rằng Kiều gia thiếu Diệp gia cái gì, Diệp Sương Nguyên tại thể chế bên trong xuôi gió xuôi nước cũng có gia gia đề cử. Về phần Diệp Sương Tuyền gần nhất điều động công việc càng là ra mặt giới thiệu, tới một mức độ nào đó cũng là Kiều gia đối Diệp gia đền bù. Nhớ tới ra sáng nay kia lời nói, Kiều Như Long sinh ra sâu nặng cảm giác nguy cơ, nếu như tương lai có một ngày ra không có ở đây, như vậy những người này sẽ như thế nào đối phó mình? Bọn hắn đối bất mãn của mình đối Kiều gia bất mãn sẽ như hồng thủy mãnh liệt mà tới, nếu như mình không thể trở thành trụ cột vững vàng, như vậy chắc chắn bị dìm ngập tại cuồn cuộn dòng lũ bên trong. Kiều Như Long cẩn thận suy nghĩ một chút gần nhất tình trạng, hắn làm ra một cái quyết định,
tạm hoãn thu mua Trường Hưng, ở thời điểm này nếu như nóng lòng thúc đẩy thu mua kế hoạch, khẳng định sẽ khiến Đường Kinh Vĩ một phương kịch liệt bắn ngược, ngoại giới cũng sẽ cho rằng hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ỷ thế hiếp người. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Kiều Như Long hơi không kiên nhẫn một giọng nói, tiến đến. Hắn vốn cho rằng là thư ký của mình, nhưng tiến đến lại là hắn cứu cứu Vương Tư Hiên. Kiều Như Long mặc dù trong lòng đối cứu cứu bất mãn, nhưng là ngoài mặt vẫn là vô cùng cung kính, đứng dậy hô cứu cứu. 1. Vương Tư Hiên mỉm cười chào hỏi hắn ngồi xuống, Kiều Như Long không có ngồi, nhìn thấy cứu cứu đi trên ghế salon ngồi, để thư ký đưa hai ly cà phê tiến đến, thư ký cũng phi thường thấp thỏm, vừa mới nghĩ thông chi Kiều Như Long, tổng giám đốc tới, nhưng Vương Tư Hiên biểu thị không cần. Kiều Như Long có thể lý giải, cũng không có giận lây sang thư ký, dù sao cứu cứu trước mắt vẫn là hoa đầu tổng giám đốc. Vương Tư Hiên ly kia cà phê đen không có bỏ đường, hoa đầu nội bộ trên cơ bản đều biết thói quen của hắn, Vương Tư Hiên nhấp một hớp cà phê, vị trí của hắn vừa vặn gần cửa sổ, ánh nắng sáng sớm từ cửa chớp khe hở bên trong bắn ra tiến đến, ở trên người hắn bỏ ra sáng tối giao nhau quang ảnh. Cứu cứu tìm ta có việc. Vương Tư Hiên cười tủm tỉm lắc đầu nói, không có chuyện gì, vừa vặn trải qua phòng làm việc của ngươi, liền thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, thế nào? Thân thể còn chịu nổi sao? Kiều Như Long nói, thân thể ta rất tốt, mà lại trước mắt công việc cũng không tính được nặng nề. Vương Tư Hiên nói, công việc quan trọng, thân thể càng khẩn yếu hơn, lúc đầu ý của ta là để ngươi nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, nhưng ngươi a, quá kính nghiệp, sớm như vậy liền tới làm. Kiều Như Long lưng tựa bàn làm việc đứng đấy, nhìn như vãn bối đối trưởng bối cung kính, kỳ thực là ở trên cao nhìn xuống. Vương Tư Hiên có chút không quen dạng này ở chung phương thức, chỉ một bên ghế sofa, ngồi a. Kiều Như Long lúc này mới ngồi xuống, cái gì thuận tiện nhìn xem. Căn bản chính là đang kiếm cớ, hai người văn phòng mặc dù tại cùng một tầng lầu, có thể ra thang máy, một cái phía bên trái một cái phía bên phải, trừ phi Vương Tư Hiên có bỏ gần cầu xa vòng vo thói quen. Vương Tư Hiên nói, ta đề danh ngươi đảm nhiệm công ty phó tổng sự tình đã thu được thông qua. Kiều Như Long khóe môi hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, tạ ơn Vương Tổng. Cứu cứu hiện đang hướng về mình lấy lòng đã chậm, lúc trước hắn muốn đem mình ném đến hoa đầu hải ngoại sự nghiệp bộ, bởi vì sự kiện kia chọc giận tới ra ra, căn cứ tin tức đáng tin, Vương Tư Hiên vị trí chỉ sợ nếu không ổn, hắn phi thường sợ hãi, chuyên môn ủy thác đại tỷ Vương Tư Tề đi tìm Kiều Lão. Hy vọng lão gia tử có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bất quá Kiều Lão từ đầu đến cuối không có châm đối với chuyện này tiến hành tỏ thái độ. Vương Tư Hiên cảm thán nói, ở bên ngoài ngươi gọi ta Vương Tổng, đóng cửa lại, ta còn là thích ngươi gọi ta cứu cứu. Kiều Như Long nói, người đang cùng ta đàm công sự a. Vương Tư Hiên nói, Như Long a, ta hôm nay đến một là thông chi ngươi chuyện này, còn có một việc chính là nhận được một phong liên quan tới ngươi cử báo tín. 1. Kiều Như Long cũng không có hiển lộ ra bất kỳ bối rối, đối bọn hắn tới nói báo cáo là chuyện thường ngày, liền nói cứu cứu nhận được báo cáo cũng không ít, Kiều Như Long trước mắt còn phụ trách hoa đầu kiểm tra kỷ luật công việc, cái này phong nâng báo tin hẳn là vòng qua hắn trực tiếp đưa đến Vương Tư Hiên nơi đó. Vương Tư Hiên lấy ra cử báo tín đưa cho Kiều Như Long, người tự mình xử lý đi. Tốt như thế ý vị đã tương đương rõ ràng. Tạ ơn cứu cứu. Vương Tư Hiên nở nụ cười, người khách khí với ta cái gì? Loại này báo cáo cũng là tin đồn thất thiệt hãm hại, nói người lấy quyền mưu tư, ở bên ngoài vụng trộm làm lấy sinh ý. Kiều Như Long cười nói, ta đến hoa đầu trước đó đã kết thúc tất cả sinh ý, ta chuyên môn liệt đi ra cá nhân ta tài sản danh mục giao cho công ty. Hoa đầu mặc dù không có yêu cầu mỗi người muốn làm tài sản công kỳ, nhưng là giống Kiều Như Long loại này cấp bậc là nhất định phải đối tự thân có tài sản ở công ty cao tầng nội bộ có cái nói rõ, cũng chính là thư trên mặt tài sản thân báo. Kiều Như Long tiến vào hoa đầu nhậm chức về sau hoàn toàn chính xác chưa từng có bất kỳ người kinh thương hành vi, hắn được chia ra nặng nhẹ. Vương Tư Hiên nói, ta biết, cho nên ta mới nói cái này phong cử báo tín là không có lửa thì sao có khói. Kiều Như Long lưu ý đến hắn dùng từ, không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân, cứu cứu là ám chỉ chính mình. Kiều Như Long nói, nếu như thượng cấp cho là ta có vấn đề, ta có thể làm ra giải thích. Vương Tư Hiên nói, tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn bên kia người quen thuộc sao? Kiều Như Long nói, nhận biết, ta giúp bọn hắn giới thiệu một cái hạng mục, cứu cứu đã hỏi như vậy, liền chứng minh hắn đối với chuyện này đã có hiểu biết, giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Kiều Như Long cũng không có gì tốt lo lắng, hắn cùng tế thế ở giữa không có bất kỳ cái gì kinh tế vãng lai.
Vương Tư Hiên thấp giọng nhắc nhở hắn nói, có chút mẫn cảm sự tình vẫn là rời xa cho thỏa đáng, coi như với ngươi không quan hệ, nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu xương, hiện tại người tình nguyện tin tưởng lời đồn mà không muốn tin tưởng sự thật. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, minh bạch. Vương Tư Hiên nói, ngươi là người thông minh, chúng ta một nhà đều phi thường coi trọng ngươi, nhưng ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng. Kiều Như Long trong lòng có chút không vui, ngươi có tư cách gì nói với ta lời nói này? Cố nén chống đối hắn xúc động, nói khẽ, người sẽ không thất vọng. Nói bóng gió là ngươi tính là cái gì, coi như thất vọng cũng vòng không đến ngươi, ta nếu là không may, nói không chừng ngươi chính là cười trên nỗi đau của người khác cái kia. Vương Tư Hiên đã nhận ra cháu trai đối với mình tâm tình mâu thuẫn, hắn cũng không có ở lâu, tướng không uống xong cà phê đặt ở trên bàn trà, ta phải đi, buổi sáng còn có buổi họp, đúng, liên quan tới đầu tư Đông Châu sự tình ngươi cái kia phương án còn chưa đủ hoàn thiện. Cần lại xuống chút công phu, ta bên này khẳng định là không có vấn đề, nhưng là hoa đầu dù sao không phải ta độc đoán. Kiều Như Long nói, chỉ là một cái sơ bộ mục đích, quay đầu ta để cho người ta tướng kỹ càng phương án chỉnh lý tốt đưa cho ngài đi qua. Hắn đem Vương Tư Hiên đưa đến ngoài cửa, trở về sau mở ra kia phong cử báo tín, xem hết chi về sau, không khỏi nhíu mày. Hứa Thuần Lương sở dĩ đến bên trên cái này lớp nguyên nhân chủ yếu là cái này lớp lão sư là Mặc Hàm. Nhưng đến phòng học mới phát hiện, Mặc Hàm lâm thời có việc không đến, đổi một vị dạy thay lão sư. 1. Trần Thiên Phàm hôm nay cũng không đến, nghe nói là nói chuyện làm ăn đi, Hứa Thuần Lương nhập ra tùy tục, làm một lần học sinh tốt. Tới gần buổi trưa, Cao Hiểu Bạch gọi điện thoại tới, hỏi hắn có hay không tới trường học, Hứa Thuần Lương thành thật trả lời về sau, Cao Hiểu Bạch hẹn hắn đi nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Hứa Thuần Lương đi vào nhà ăn, Cao Hiểu Bạch đã lấy cơm ở nơi đó chờ hắn. Hướng hắn phất phất tay. Hứa Thuần Lương nói, khách khí như vậy à, có phải hay không có việc cầu ta? Cao Hiểu Bạch nói, để ngươi đã nhìn ra, vừa ăn vừa nói chuyện. Cao Hiểu Bạch tìm Hứa Thuần Lương là hỏi thăm Bạch Lan Hạ Lạc, nàng là Bạch Lan trung thực bánh phở, gần nhất truyền ngôn Bạch Lan mất tích bí ẩn, nàng truy Bạch Lan nữ y, ngay tại cao hứng, nếu là Bạch Lan như vậy mất tung, bản này manga chẳng phải là liên kết cục đều không thấy được, nhớ tới Hứa Thuần Lương cùng Bạch Lan quan hệ không tệ. Hẳn phải biết hướng đi của nàng. Hứa Thuần Lương nói, người đừng hỏi ta à, ta cùng với nàng cũng chính là quen biết hời hợt. Cao Hiểu Bạch nói, quen biết hời hợt, các ngươi không là bạn tốt sao? Hứa Thuần Lương nói, thật không tính là, cũng chính là nàng ký bán không thiếu người, ta thuận tiện giúp nàng nâng chọn người trận, không có quá sâu giao tình. Cao Hiểu Bạch nói, ta nhưng nghe nói nàng vì ngươi chuyên môn đi Trường Hưng bệnh viện giúp ngươi đánh người đâu, không tiếc mạng sống tình cảm đi. 1. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, chuyện này truyền xa như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường, khẳng định là Cao Tân Hoa đem chuyện này xem như cười nói cho nữ nhi nghe. Hứa Thuần Lương thế là đem chuyện này trải qua đơn giản nói cho Cao Hiểu Bạch, Bạch Lan đi Đông Châu nhưng không phải là vì tìm mình, mà là bởi vì Nhạc Tinh tập đoàn ủy thác. Cao Hiểu Bạch nói, gần nhất nàng đột nhiên liền không có tin tức, trong kế hoạch ngày mai có cái thư hữu hội gặp mặt, nhưng bây giờ cũng hủy bỏ, ta nghe nói a. Dừng lại một chút mới hạ giọng nói, nàng nhỏ thời điểm giết qua người. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ nàng hiện tại cũng giết người, cái này Bạch Lan chính là cái hất lên tác giả áo lót sát thủ chuyên nghiệp. Hứa Thuần Lương cười nói, có sao? Cao Hiểu Bạch nói, gần nhất bán đảo có cái thư mê diễn đàn có người phát bài viết, nói Bạch Lan là cái thoát bắc người, khi còn nhỏ vận mệnh phi thường bi thảm, chạy trốn tới Nam Bộ sau được đưa đến cô nhi viện, về sau bị người thu dưỡng, cha mẹ nuôi lại là một đôi bại hoại. Không bao lâu bị Bạch Lan giết đi, vụ án này đã từng chấn động một thời, bất quá khi đó nàng còn không gọi Bạch Lan. Hứa Thuần Lương nói, đều chỗ nào nghe được bát quái. 1. Cao Hiểu Bạch nói, ngươi không cảm thấy nhân sinh của nàng rất truyền kỳ sao? Ta đi qua cảm thấy cung điện vua chúa quyển sách kia không có tự mình kinh lịch là viết không ra được, hiện tại xem ra quả là thế. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta về sau thật đúng là đến cách xa nàng một chút. Làm sao nghe được nàng tinh thần có chút không bình thường. Cao Hiểu Bạch nói, ngươi không phải hẳn là đồng tình nàng sao? Nàng hiện tại đột nhiên mất tích, làm bằng hữu, chẳng lẽ ngươi liền không nên quan tâm một chút nàng sao? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ nam nhân cùng nữ nhân não mạch kín quả nhiên khác nhau, đồng tình Bạch Lan. Nữ nhân này cường thế rất cũng lãnh huyết vô cùng, giống như không cần mình đồng tình, bất quá mình cũng cho nàng giúp không ít bận bịu, an bài tỉ tỉ nàng Kim Tín Huệ đi Tiếu Thành. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn để nàng không có nỗi lo về sau.
Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại cần bận bịu sự tình rất nhiều, làm sao có thời giờ đi đồng tình một người ngoại quốc, có công phu kia ta không bằng quan tâm một chút quốc gia chúng ta nữ đồng bào. Cao Hiểu Bạch nói, thật không nghĩ nàng gặp được nguy hiểm, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, nữ y ta liền không nhìn thấy đại kết cục. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng là cao tài sinh, ngươi liền sẽ không mình viết. Cao Hiểu Bạch nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta không có sáng tác thiên phú. Nói tới sáng tác, Hứa Thuần Lương nhớ tới mẹ nuôi Lâm Tư Cẩn, muốn mượn lấy lần này các nàng hai mẹ con đi Đông Châu cơ hội giúp các nàng hóa giải một chút quan hệ. Cao Hiểu Bạch phát hiện Hứa Thuần Lương không quan tâm, ho khan một tiếng, uy, người nghĩ gì thế? Làm sao không yên lòng? Hứa Thuần Lương nói, không có suy nghĩ gì. Thất tình a. A. Cao Hiểu Bạch nói, đừng giả bộ, ta đều nghe nói, người cùng Mai Như Tuyết chia tay. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta thế nào cảm giác ta cái này vừa mất luyến, làm sao có chút nhân dân cả nước vui lớn phổ chạy ý tứ, có phải hay không các ngươi cũng không coi trọng ta cùng Mai Như Tuyết. Cao Hiểu Bạch biết chuyện này cũng không ngoài ý muốn, dù sao ra ra đến kinh thành chính là vì chuyện này, lấy hắn cùng Cao Hoành Đường quan hệ, khẳng định nói không ít. Cao Hiểu Bạch nói, ta nhưng không có cười trên nỗi đau của người khác, làm bằng hữu, đương nhiên hy nhìn các ngươi ân ân ái ái, cầm sắt hòa minh. Dù sao ta cảm thấy ngươi cùng Mai Như Tuyết vẫn là rất xứng, làm bạn học cũ, ta phải khuyên ngươi một câu, về sau về mặt tình cảm không thể chần chừ. Hứa Thuần Lương thấy được nàng chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ cảm thấy có chút buồn cười, ta làm sao lại chần chừ rồi. Ta lại không thể có phổ thông bạn gái. Cao Hiểu Bạch nói, phổ không phổ thông ngươi tự mình biết, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tình. Hứa Thuần Lương nói, ngươi rõ ràng cái gì ngươi rõ ràng. Cha ngươi lúc trước còn suy nghĩ đem hai ta hướng cùng một chỗ tác hợp đâu. Cao Hiểu Bạch nói, như vậy dừng lại, hai ta không thích hợp. Sao thế, chướng mắt ta. Cao Hiểu Bạch nói, ta có tự mình hiểu lấy, ta không xứng với ngươi, là ngươi quá ưu tú, mà lại ta khí lượng không có lớn như vậy, quyết không thể chịu đựng tương lai của ta một nửa kia trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Hứa Thuần Lương nói, Cao Hiểu Bạch. Ta làm sao nghe được ngươi có chút vũ nhục người ý tứ. Cao Hiểu Bạch cười nói, còn có a, ta có người mình thích. Hứa Thuần Lương vui mừng mà nói, chúc mừng, hôm nào đem ngươi Bạch Mã Vương Tử kêu đi ra để cho ta nhìn một chút, thuận tiện giúp ngươi trưởng trưởng nhãn. Cao Hiểu Bạch nói, tin tưởng ngươi mới nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng cùng cha mẹ ta nói. Một, Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không như ngươi vậy bát quái. Cao Hiểu Bạch nhấp một hớp trà sữa nói, đúng rồi, ta nghe nói ngươi cho ta cha giới thiệu một con gái nuôi, hiện tại đem ta vị trí đều cho thay thế. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, ngươi yên tâm trăm phần, ngươi cái kia em gái nuôi thân gia chục tỷ, người ta không màng nhà các ngươi điểm này gia sản. Cao Hiểu Bạch nói, kia càng đáng sợ, đem ta tình thương của cha tình thương của mẹ đều cho phân đi. Hứa Thuần Lương nói, ai bảo ngươi cả ngày không trở về nhà, tương lai còn dự định ở lại kinh thành phát triển. Sống sờ sờ đem Cao Thúc bọn hắn bức thành không tổ lão nhân, người không cho bọn hắn ấm áp, còn không thể người ta mình tìm ấm áp rồi. Cao Hiểu Bạch nói, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, đùa với ngươi, kỳ thật ta cũng rất hy vọng có cái muội muội. Hứa Thuần Lương nói, xã hội bây giờ tương đối phức tạp, người chỗ bằng hữu nhiều cái tâm nhãn, đừng chỉ nhìn bề ngoài. Cao Hiểu Bạch nói, biết, còn có, người đừng quản ta việc học bên trên sự tình, khúc chuyện phúc cũng không phải là cái người đứng đắn. Ta mới không có thèm trợ giúp của hắn. Hứa Thuần Lương buổi chiều sau khi tan học, ra trường, liền thấy Diệp Thanh Nhã chiếc xe kia đã đang chờ. Hứa Thuần Lương đi vào bên cạnh xe, nhìn thấy Diệp Thanh Nhã chính ngồi ở trong xe dùng di động đọc sách, gõ gõ cửa sổ xe, Diệp Thanh Nhã cái này mới phát hiện ra hắn tới, tranh thủ thời gian mở bên trong khống, đe dọa sự kiện về sau, nàng rõ ràng cảnh giác rất nhiều. Hứa Thuần Lương đi vào phụ xe tọa hạ, Thanh Nhã tỷ, chờ lâu lắm rồi. Diệp Thanh Nhã nói, hơn 10 phút dáng vẻ, sợ hãi không tốt dừng xe, ta kỹ thuật lái xe không được. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cảm thấy rất tốt. Diệp Thanh Nhã lái xe hướng nhà phương hướng chạy tới, trên đường nói cho Hứa Thuần Lương, trong nhà đã biết nàng nhận đe dọa sự tình, ra ra để nàng đem phòng làm việc cho quan, còn để nàng chuyển về trong nhà ở, nàng là cái này sự tình chính phiền đây, đều người lớn như vậy, nàng cũng không muốn về nhà bị nhiều người như vậy quản. Về nhà lần này đơn giản hối hận muốn chết, suốt liên tục lội cửa đều phải xin chỉ thị báo cáo, nàng có loại bị giam lại cảm giác. Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy Diệp Thanh Nhã về nhà ở cũng không phải kế lâu dài,
mỗi người đều cần độc lập không gian, nhất là Diệp Thanh Nhã loại này làm nghệ thuật sáng tác người. Diệp Thanh Nhã nói, quay lại ngươi giúp ta cùng Gia Gia thương lượng một chút, để hắn cho ta điểm tự do, hắn nhất nghe lời ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này truyền đi cũng quá nhanh, Gia Gia kia là lo lắng ngươi, cũng không phải thật muốn hạn chế tự do của ngươi. Diệp Thanh Nhã nói, ta biết hắn là tốt với ta, nhưng ta không là tiểu hài tử, ta có thể chiếu cố chính mình. Hứa Thuần Lương nói, không bằng ngươi thừa cơ ra ngoài giải sầu một chút, qua một thời gian ngắn có lẽ liền tốt. Đến Diệp gia, chỉ có Diệp lão một người tại, Diệp Sương Nguyên ban đêm có xã giao không có cách nào trở về cùng nhau ăn cơm. Diệp lão sớm chuẩn bị một chút đặc sản để Hứa Thuần Lương cho Hứa Trường Thiện mang về, Hứa Thuần Lương trong lòng ấm áp tan, đừng nhìn Diệp lão cấp bậc cao như vậy, nhưng người ta chưa từng tự cao tự đại, cùng Hứa gia ở chung thực tình đối đãi, tôn trọng Hứa Trường Thiện chính là tôn trọng Hứa Thuần Lương. Diệp lão nói, hai ngày trước Thanh Nhã tại làm việc trong phòng bị đe dọa sự tình ngươi làm sao không có nói với ta. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ chuyên môn lời nhắn nhủ, sợ ngài lo lắng. Diệp lão thở dài nói, mặc dù là hảo ý, nhưng gặp được loại sự tình này trước tiên muốn để chúng ta biết, ngươi về sau cũng giống vậy. Ai? Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói người để Thanh Nhã tỷ đem phòng làm việc cho quan. Diệp lão nhìn hắn một cái nói, nàng để ngươi khuyên ta đổi chủ ý. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài quyết định sự tình ta khuyên cũng vô dụng. Diệp lão nói, biết liền tốt, Kiều Như Long không biết đắc tội người nào, thế mà đem đầu mâu chỉ hướng Thanh Nhã, quả thực là hồ nháo, đều đã ly hôn, thật cho là chúng ta Diệp gia dễ khi dễ a. Hứa Thuần Lương cũng không tiện tham gia Diệp Kiều hai gia sự tình, nói tránh đi, ngài dự định phái cái cảnh vệ 24 giờ bảo hộ nàng. Diệp lão nói, tiểu tử ngươi là đang giễu cợt ta sao? Hứa Thuần Lương cười nói, ta làm sao dám, gia gia, ta cảm thấy đi. Loại chuyện này không thể không cảnh giác, nhưng muốn nắm giữ tiêu chuẩn, vạn nhất quá độ sẽ không tốt, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, ta suy nghĩ điểm phòng thân thuật, dự định dạy cho Thanh Nhã tỷ, bình thường thật gặp được nguy hiểm gì cái gì, năm sáu đại hán hẳn là không gần được thân thể của nàng. Diệp lão nói, thật có lợi hại như vậy, hắn mặc dù biết Hứa Thuần Lương người mang tuyệt kỹ, nhưng tôn nữ tay trói gà không chặt, không có chút nào võ thuật cơ sở, muốn luyện đến năm sáu đại hán không gần được thân thể của nàng. Không có 3 năm năm công phu khẳng định không có khả năng. Hứa Thuần Lương từ Diệp lão trên nét mặt liền biết hắn không tin. Hứa Thuần Lương nói, người không tin a? Diệp lão nói, tiểu tử ngươi còn không phải muốn cho ta đổi chủ ý. Dạng này, người dạy nàng thuật phòng thân, lúc nào nàng có thể đánh bại Tiểu Chu, ta liền thay đổi chủ ý. Trong miệng hắn Tiểu Chu là hắn cảnh vệ viên, cách đấu cầm nã tương đương lợi hại. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này còn không đơn giản. Ăn xong cơm tối, Hứa Thuần Lương đem Diệp lão chuyển cáo cho Diệp Thanh Nhã, Diệp Thanh Nhã nghe xong liền thở dài, Tiểu Chu người nào, một người đánh 10 người cũng không có vấn đề gì, để nàng đánh bại Tiểu Chu liền thay đổi chủ ý, vậy tương đương nói là không sẽ thay đổi chủ ý. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, người không thử một chút làm sao biết không được, tìm một chỗ ta dạy cho ngươi điểm cách đấu thủ pháp, không phải ta thổi. Ta hoa 2 giờ dạy ngươi, đợi lát nữa ngươi liền có thể đánh bại Tiểu Chu. Diệp Thanh Nhã nửa tin nửa ngờ nói thật. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta nhưng cùng Gia Gia cũng khoe qua nói khoác, ta hôm nay người vinh dự tất cả đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, chỉ sợ ngươi nhờ vả không phải người, tỷ lần này cần để ngươi thất vọng. Nàng đem Hứa Thuần Lương mang về đến trong nhà đánh bóng bàn địa phương, nơi này không gian đầy đủ huấn luyện. Hứa Thuần Lương đưa bóng án thu hồi, lập tức bắt đầu dạy Diệp Thanh Nhã bộ pháp cùng quyền pháp, bộ này thuật cách đấu là hắn bằng vào kinh nghiệm đơn giản hóa mà đến, bộ pháp từ linh xà bát bộ diễn hóa, cầm nã thủ pháp là cá độ sở trường các nhà, bên trong hỗn hợp nhiều gia môn phái cầm nã thủ pháp, lúc đầu sửa sang lại bộ này cầm nã thủ pháp là dạy cho cơ dai dai, cô nàng này học chút ra lông liền không chịu lại xuống khổ công. Diệp Sương Nguyên hôm nay về nhà chậm một chút. Đến nhà bên trong nhìn thấy cha hôn một cái người chính trong phòng khách nhìn tin tức, cười nói Thuần Lương tới. Diệp lão chỉ bóng bàn thất, dạy Thanh Nhã công phu phòng thân đâu, còn nói 2 giờ liền có thể đánh bại Tiểu Chu. Diệp Sương Nguyên nhìn không được bật cười, cái này người cũng tin tưởng. Biết con gái không ai bằng cha, nữ nhi từ nhỏ đã văn tính, đừng nói chém chém giết giết, cùng người khác mặt đỏ kinh lịch đều không có. Diệp lão đem hắn cùng Hứa Thuần Lương ước định nói. Hiện tại thời gian mới trôi qua một nửa, chờ 2 giờ về sau, liền kiểm nghiệm một chút Hứa Thuần Lương dạy học thành quả.
Diệp Sương Nguyên nói, ta đi tắm trước, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem Thanh Nhã 2 giờ có thể học được công phu gì. Hứa Thuần Lương dùng phải hạ song quyền công kích Diệp Thanh Nhã phần bụng. 1. Diệp Thanh Nhã cánh tay trái phía bên trái phía dưới nghiêng cách, thành công chặn Hứa Thuần Lương một quyền này, đương nhiên cùng Hứa Thuần Lương không có chân chính phát lực có quan hệ. Diệp Thanh Nhã cánh tay trái vây quanh Hứa Thuần Lương phía sau ôm eo về chuyển, tay phải lập tức mãnh đẩy hắn hàm dưới bộ, khiến cho Hứa Thuần Lương thân trên ngửa ra sau, chân trái thuận thế trước giò xét, ngăn trở Hứa Thuần Lương đùi phải, Hứa Thuần Lương thuận thế ngã xuống đất. Diệp Thanh Nhã tay phải cấp tốc bắt lấy Hứa Thuần Lương cổ tay đem cánh tay trái của hắn phản vặn ở sau lưng, tay trái từ hắn dưới cánh tay trái duỗi ra bắt vai đừng khuỷu tay, khiến cho thúc thủ chịu trói, bất lực phản kháng. Hứa Thuần Lương tay phải đập địa, biểu thị chịu thua, Diệp Thanh Nhã mới buông ra. Hứa Thuần Lương khen, Thanh Nhã tỷ, ta phát hiện ngươi là võ học kỳ tài a, lúc này mới bao lâu là có thể đem ta đánh bại. Diệp Thanh Nhã sau khi vận động khuôn mặt đỏ bừng, hiển đến mức dị thường kiều diễm, nàng cười nói, được rồi, ngươi đừng thổi phồng ta, chính ta bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng lắm, đều là ngươi để cho ta. Hứa Thuần Lương nói, động tác của ngươi đã rất tiêu chuẩn, mặc dù đối phó ta khẳng định không đủ, nhưng là cái này mấy chiêu dùng tới đối phó Tiểu Chu đã đầy đủ, đến tiếp tục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn lấy phải xông lên quyền công kích Diệp Thanh Nhã bộ mặt. Diệp Thanh Nhã phản ứng rất nhanh, tay trái cản bắt lấy Hứa Thuần Lương cổ tay phải, hóa giải hắn cái này xông quyền, thuận thế bắt lấy cổ tay phản vặn, tay phải từ dưới cầm chặt Hứa Thuần Lương khuỷu tay phải khớp nối về chuyển, đồng thời, bắt lấy Hứa Thuần Lương cổ tay trái hướng về phía trước đẩy. Động tác như vậy có thể dẫn đến đối thủ khuỷu tay khớp nối kịch liệt đau nhức, từ đó đánh mất lực công kích. Hứa Thuần Lương nhắc nhở Diệp Thanh Nhã, bắt cánh tay muốn chuẩn xác, về vịn phải có lực. Hứa Thuần Lương cầm nã thuật cùng bình thường cầm nã thuật điểm khác biệt lớn nhất là ở chỗ chính xác cầm huyệt, lựa chọn nhân thể mấy cái chủ yếu huyệt đạo, chỉ cần nắm đúng huyệt đạo, cầm nã uy lực sẽ gấp bội. Một cái là tướng tinh hoa không giữ lại chút nào truyền thụ, một cái học được chăm chú, hai người phá giải quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc. Hứa Thuần Lương vai trò lưu manh từ phía sau ôm lấy Diệp Thanh Nhã, phải nói hắn hay là vô cùng chú ý, hai tay cùng Diệp Thanh Nhã thân thể giữ vững khoảng cách nhất định, tận lực không đi đụng vào bộ vị nhạy cảm của nàng. Tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Hứa Thuần Lương nhắc nhở. Diệp Thanh Nhã chân trái tiến về phía trước một bước, đồng thời phía bên phải hậu phương quay người, cánh tay trái hướng về phía trước bắt háng, cái này gọi lưu âm tay, đương nhiên sẽ không thật bắt, vạn nhất bắt lấy chẳng phải là xấu hổ. Diệp Thanh Nhã nhớ tới Hứa Thuần Lương mới vừa nói qua cũng có thể dụng quyền, thế là hóa bắt là quyền, một chốc lát này rõ ràng nhìn thấy con hàng này chi lăng đi lên. Diệp Thanh Nhã khuôn mặt đỏ lên, một quyền này càng đánh không nổi nữa, vốn chính là đi cái hình thức, không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy. Hứa Thuần Lương cũng có chút xấu hổ, mình gần nhất ý chí lực là có chút yếu kém, tranh thủ thời gian buông ra Diệp Thanh Nhã, lấy cớ đi nhà cầu, dạo qua một vòng trở về, rõ ràng suôn sẻ rất nhiều. Trong lòng hai người đều hiểu vừa mới chuyện gì xảy ra, lại ngầm hiểu lẫn nhau, đều giả dạng làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Huấn luyện tiếp tục, Hứa Thuần Lương chính diện đi bắt bộ ngực của nàng, Diệp Thanh Nhã nội tâm cuồng loạn, hắn bắt tới, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Hứa Thuần Lương nhìn ra chị nuôi có chút lực chú ý không tập trung, nhắc nhở, ngươi liền coi ta là thành một cái lưu manh, làm như thế nào phản kích liền làm sao phản kích? Diệp Thanh Nhã nói, ta luôn luôn đầu nhập không đi vào, nhìn thấy người bộ dáng ta luôn cảm thấy ngươi không là người xấu. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, nếu không ta hơi trang phục một chút. Diệp Thanh Nhã nói, được. Có lão đầu mũ không? Diệp Thanh Nhã lắc đầu, trong nhà nào có món đồ kia, lại nói đại hạ trời ai mang cái kia. Tất chân đâu? Diệp Thanh Nhã tất chân ngược lại là có, nhưng mặc trên người đâu, cũng không thể cởi ra cho hắn, bất quá trong phòng có mới. Nàng thế mà thật chạy đến gian phòng bên trong đem tất chân mang tới, dọc đường phòng khách thời điểm, Diệp lão vụng trộm nhìn lấy tôn nữ, nhắc nhở còn lại một giờ, người nói cho Thuần Lương, thực sự không được liền nhận thua đi, đừng đến chết vẫn sĩ diện. 1. Diệp Thanh Nhã nói, ra ra, ai thua còn chưa nhất định đâu. Diệp Thanh Nhã đóng cửa phòng, Hứa Thuần Lương lấy ra tất chân bộ đầu, bây giờ nhìn lại tựa như là một cái lưu manh. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Hứa Thuần Lương bộ dáng bây giờ nhìn không được bật cười. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, ta có thể hay không chút nghiêm túc. Diệp Thanh Nhã nín cười nhẹ gật đầu, đến. Hứa Thuần Lương lại lần nữa hướng nàng vào tới,
chính diện đi tập kích bộ ngực của nàng, nhìn điệu bộ này hắn là đến thật, Diệp Thanh Nhã lần này cũng không có mập mờ, bắt lấy Hứa Thuần Lương tay phải, dùng Hứa Thuần Lương vừa rồi dạy cho hắn phương pháp, nâng lên chân phải chiếu vào Hứa Thuần Lương hạ bộ chính là một cước. Diệp Thanh Nhã tính toán qua khoảng cách, biết lúc nào hẳn là thu chân, nhưng chân chính ra chân về sau lại phát sinh sai lầm, rất lớn sai lầm, lưng đùi bị đỉnh một chút, nàng dọa đến tranh thủ thời gian thu chân. Hứa Thuần Lương đã đem cái mông vỉnh lên đi lên, vẫn là không có tránh thoát đi, có chút vướng bận a. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Hứa Thuần Lương cánh tay phải duỗi thẳng, ngựa bên trên tiến hành bước kế tiếp, thân thể rẽ phải, cánh tay trái nhỏ đứng lên, trọng kích Hứa Thuần Lương khuỷu tay phải, tình huống khẩn cấp hạ có thể đem lưu manh khuỷu tay phải khớp nối trọng kích gãy xương. Diệp Thanh Nhã không có lực lượng lớn như vậy cũng không có lớn như vậy nhẫn tâm, Hứa Thuần Lương khen một câu tốt, tránh ra khỏi về sau, lập tức bắt lấy Diệp Thanh Nhã tóc, dùng liên tiếp không ngừng công kích, khảo nghiệm Diệp Thanh Nhã lâm trận biến hóa. Diệp Thanh Nhã dùng hai tay ngăn chặn Hứa Thuần Lương cổ tay phải gốc rễ, mượn hắn lôi kéo tình thế, hướng hắn tới gần, xách lên gối kích Hứa Thuần Lương hạ bộ, Hứa Thuần Lương thân thể khom người, thành công né qua. Diệp Thanh Nhã một thanh bắt tới, trong lúc nhất thời bên tai gà con chít chít gọi bậy, trong tay thật sự bắt lấy nhược điểm, Diệp Thanh Nhã xấu hổ cực kỳ, mình làm sao lại quên, Hứa Thuần Lương không phải lưu manh, lúc này ý tứ đến Hứa Thuần Lương dạy cho nàng tất cả đều là ân cần thăm hỏi hạ ba đường ám chiêu. Diệp Thanh Nhã tranh thủ thời gian buông tay, dưới chân mất tự do một cái, bị Hứa Thuần Lương quét ngã xuống đất, Hứa Thuần Lương bắt được cánh tay trái của nàng, nhắc nhở nàng nói, đối diện lưu manh không thể có nửa điểm nhân từ cùng do dự, lúc đầu ngươi đã bắt lấy ta nhược điểm, nhưng bây giờ bởi vì ngươi do dự lập tức hóa chủ động là bị động. Diệp Thanh Nhã có chút không phục, lại đến. Hứa Thuần Lương buông nàng ra, Diệp Thanh Nhã đứng dậy về sau đầu tiên nhìn thoáng qua hắn đũng quần, lúc này giống như không có tình huống như thế nào. Chẳng lẽ vừa mới là ảo giác của mình? Đóng vai lưu manh Hứa Thuần Lương từ phía sau xông tới, từ phía sau ôm lấy Diệp Thanh Nhã eo nhỏ nhắn, Diệp Thanh Nhã chân trái hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn như tránh thoát kỳ thực là mê hoặc đối thủ, Hứa Thuần Lương hướng về sau kéo một phát, Diệp Thanh Nhã lợi dụng hắn kéo về quán tính, về sau não va chạm khuôn mặt của hắn, đương nhiên sẽ không dùng quá lớn lực lượng, đụng phải Hứa Thuần Lương chóp mũi lập tức dừng lại. Hứa Thuần Lương giả ra bị trọng kích dáng vẻ, Diệp Thanh Nhã cấp tốc quay người, lấy khuỷu tay đập nện tại Hứa Thuần Lương trên cằm, vừa mới trúng vào một điểm, Hứa Thuần Lương liền tứ ngưỡng bát xoa ngã trên mặt đất, bị đánh diễn kỹ một lưu. Diệp Thanh Nhã hướng Hứa Thuần Lương vươn tay, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Thình lình Hứa Thuần Lương đưa nàng chặn ngang ôm lấy, Diệp Thanh Nhã hai chân huyền không, đầu nàng bộ ngửa ra sau, hữu lực vò tới Hứa Thuần Lương mặt. Hứa Thuần Lương buông ra, che mặt lui lại, Diệp Thanh Nhã tiến lên trước một bước. Một cước đá vào hắn dưới đũng quần. 2 giờ huấn luyện kết thúc, Diệp lão mang theo Tiểu Chu tới kiểm nghiệm tôn nữ huấn luyện thành quả, Diệp Sương Nguyên tắm rửa xong cũng sang đây xem náo nhiệt. Cảnh vệ viên Tiểu Chu một mặt cười, hắn tạm thời cho là cho mọi người sinh động một chút bầu không khí, cùng Diệp Thanh Nhã đánh, 10 cái Diệp Thanh Nhã cũng không đủ hắn đánh. Tiểu Chu nói, Diệp Tiểu Thư, ta nhìn vẫn là thôi đi, ta xuất thủ không nặng không nhẹ vạn nhất làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Diệp Thanh Nhã nói, không sao, chúng ta liền tùy tiện khoa tay 2 lần, ai trước ngã trên mặt đất ai thua. Hứa Thuần Lương nói, đến có cái thời gian hạn chế, nếu như trong vòng 5 phút không thể phân ra thắng bại coi như Thanh Nhã tỷ thắng. Tiểu Chu nghĩ thầm mình là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân, nếu như tại trong vòng 5 phút đồng hồ liền cái nữ lưu hạng người cũng không thể đánh bại, như vậy cùng thất bại cũng không có gì khác nhau, hắn không dám tự tác chủ trương, nhìn qua Diệp Lão. Lá lão đạo, nhìn cái gì vậy? 5 phút đồng hồ không thắng được chính là ngươi thua. Bên trên, thu điểm, đừng đem Thanh Nhã cho bị thương. Phải. Diệp Sương Nguyên nói, Thuần Lương, ta nhìn muốn không phải là ngươi thay Thanh Nhã cùng Tiểu Chu luận bàn đi. 1. Diệp lão trừng mắt liếc hắn một cái, có ngươi chuyện gì à? Tránh qua một bên đi, để Hứa Thuần Lương thay tôn nữ ra sân, kia thắng bại thật đúng là khó mà nói. Diệp Sương Nguyên kỳ thật cũng cảm thấy phụ thân gần nhất cách làm có chút quá mức, nữ nhi đều lớn như vậy, hẳn là cho nàng tự do, mặc dù phát sinh đe dọa sự kiện, nhưng là hắn cũng không tin có người coi là thật dám đối Diệp gia ra tay, hẳn là thông qua loại phương thức này cho Kiều Như Long một cái cảnh cáo, nhưng là phụ thân gần nhất chằm chằm đến như thế nghiêm cũng là vì Thanh Nhã tốt. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, người thu điểm, đừng đem Tiểu Chu bị thương. Tiểu Chu dở khóc dở cười nhìn qua Hứa Thuần Lương. Con hàng này chẳng lẽ tại khôi hài?
coi như mình đứng tại chỗ bất động để Diệp Thanh Nhã đánh, chỉ sợ nàng cũng không gây thương tổn được chính mình. Diệp Thanh Nhã cùng Tiểu Chu Bột đứng đối diện. Tiểu Chu cười nói, mời, không bằng ta trước hết để cho ngươi ba. Nói đều chưa nói xong đâu, Diệp Thanh Nhã từ trước mắt hắn liền biến mất, sau đó hắn sau cái gáy chịu một bàn tay. Cổ tay chặt, mà lại vị trí phi thường chính xác, lần này đập nện đã cách trở động mạch máu chảy, có thể tạo thành não cung cấp máu tạm thời không đủ, chỉ là Diệp Thanh Nhã xuất thủ cường độ còn chưa đủ, chỉ tạo thành Tiểu Chu có chút choáng đầu, cũng không có thể đem hắn đánh ngã xuống đất. Tiểu Chu có chút mộng, Diệp Thanh Nhã thân pháp cũng quá nhanh, làm sao đột nhiên liền vây quanh phía sau mình, không thể đem phía sau lưng tiếp tục bại lộ cho đối thủ, hắn hướng về phía trước một cái bước xa, đào thoát đến khoảng cách an toàn. Sau đó cấp tốc xoay người lại. Hứa Thuần Lương thầm than đáng tiếc, lúc đầu có thể một chiêu liền chế phục đối thủ, phân ra thắng bại, đáng tiếc Diệp Thanh Nhã xuất thủ cường độ không đủ. Diệp Lão cùng Diệp Sương Nguyên liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra điểm môn đạo, mặc dù Tiểu Chu lễ nhượng trước đây, nhưng Diệp Thanh Nhã bộ pháp cũng khá nhanh, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tướng nàng cùng qua đi cái kia văn nhược nữ hải liên hệ tới. Diệp Sương Nguyên trong lòng thầm than, danh sư xuất cao đồ, cái này hai giờ khuê nữ thật đúng là từ Hứa Thuần Lương nơi đó học được một vài thứ. Diệp Lão nói, Tiểu Chu, giữ vững tinh thần, người đừng nhường a. Tiểu Chu phóng tới Diệp Thanh Nhã, hắn cũng không dám đụng vào Diệp Thanh Nhã bộ vị nhạy cảm, mục đích là muốn tóm lấy Diệp Thanh Nhã cánh tay, đưa nàng thả ngã xuống đất liền xong việc. Diệp Thanh Nhã vừa rồi đánh lén đắc thủ về sau cũng không có thừa thắng xông lên. Nhìn xem Tiểu Chu khí thế hùng hổ vọt lên, làm ra phản ứng hơi chậm một chút, tay phải đã bị Tiểu Chu bắt được. Hứa Thuần Lương hô lớn, trầm xuống. Diệp Thanh Nhã dưới thân thể ngồi xổm, đồng thời hướng bên trái đằng trước quay người, lưng quay về phía Tiểu Chu, bị bắt lại tay phải dán tại vai trước, Tiểu Chu thuận thế cánh tay rơi vào trên vai của nàng. Diệp Thanh Nhã tay phải hướng phía dưới co lại, nhẹ nhõm từ Tiểu Chu khống chế bên trong thoát khỏi, lợi dụng khuỷu tay hướng phía dưới co lại quán tính. Lấy khuỷu tay phải cùi trỏ va chạm Tiểu Chu tim. Tiểu Chu ồ lên một tiếng, Diệp Thanh Nhã biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đây là qua đi cái kia yếu đuối nữ họa sĩ sao. Hắn không thể không lựa chọn buông ra Diệp Thanh Nhã, lui về phía sau hai bước, mới tránh thoát Diệp Thanh Nhã phản kích. Hứa Thuần Lương hướng Diệp Thanh Nhã đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Diệp Thanh Nhã lập tức minh bạch, nếu như đánh lén không thành, liền lợi dụng bộ pháp đào thoát, tận lực phòng ngừa cùng Tiểu Chu chính diện chiến đấu. Hứa Thuần Lương coi như lại có năng lực, cũng rất khó tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ liền trợ giúp Diệp Thanh Nhã lấy thực lực tuyệt đối chiến thắng Tiểu Chu, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, nếu như dùng dĩ dương đạo âm phương pháp giúp nàng tăng cường nội lực, ngược lại là có thể tốc thành. Ý nghĩ này tại Hứa Thuần Lương trong đầu hơi tránh thức thì, hắn không dám nhắc tới, lo lắng chị nuôi sẽ coi thường nhân phẩm của hắn. Tiểu Chu ý thức được Diệp Thanh Nhã đang trì hoãn thời gian, lập tức chủ động hướng nàng tới gần, nhưng vừa mới tới gần. Diệp Thanh Nhã liền lấy tinh diệu bộ pháp lách qua. Hứa Thuần Lương tướng linh xà bát bộ đơn giản hóa là 3 bước, nhưng là cái này 3 bước đã trải qua đủ để tránh né đối thủ lợi hại. Trước mắt tạo thành một cái trốn một cái truy cục diện, Diệp Lão có chút nhìn không được, Thanh Nhã, ngươi không thể trốn a, dứt khoát nhận thua được rồi. Diệp Sương Nguyên nói, cha, ta nhưng không tán đồng, đây là chiến thuật không phải trốn, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, địch mệt ta đánh. Biết rõ lực lượng cách xa đương nhiên không thể chính diện tương bác. Diệp Lão hung hăng chừng Diệp Sương Nguyên một chút, hắn đêm nay đến cùng là cái nào một đầu. Diệp Sương Nguyên ngượng ngùng cười cười, nhìn thấy nữ nhi có thể cùng nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh vệ viên quần nhau đến bây giờ, đã cảm thấy phi thường kinh hỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Chu rõ ràng có chút nóng nảy, vô luận hắn cố gắng thế nào, luôn luôn đủ không đến Diệp Thanh Nhã góc áo, Diệp Thanh Nhã bộ pháp rất cổ quái. Rõ ràng thấy được nàng đang ở trước mắt, xông đi qua, lập tức liền chuyển đổi vị trí. Hứa Thuần Lương nói, còn có 1 phút đồng hồ. Tiểu Chu có chút buồn bực nhìn thoáng qua cái này bên ngoài sân chỉ đạo, không nhìn còn khá, ánh mắt cùng Hứa Thuần Lương gặp nhau đột nhiên trong đầu trống rỗng, Tiểu Chu ngốc tại đó, trong lúc nhất thời quên mình đang làm gì. Hứa Thuần Lương hướng Diệp Thanh Nhã làm thủ thế, Diệp Thanh Nhã lập tức hiểu ý, nắm lấy cơ hội, đi vào Tiểu Chu trước mặt, Tiểu Chu vậy mà hoàn toàn không có cảm thấy. Bị Diệp Thanh Nhã liên tiếp 2 lần đánh trúng vào thần phủ huyệt, thần, cùng quỷ tương đối, chỉ thiên bộ chi khí. Phủ trạch, thần phủ tên ý chỉ nhâm mạch thiên bộ chi khí ở đây tụ tập. Thần phủ huyệt vị tại tề bên trên 7 tấc, kiếm đột hạ nửa tấc.
Y học bên trên xoa bóp huyệt này có thể tiêu trừ mệt nhọc, trị liệu say xe, say sóng, cũng có thể hóa giải nôn nóng. Là người nhâm mạch yếu huyệt. Trọng kích huyệt này có thể khiến thân thể lâm vào mềm tê dại trạng thái, tại một đoạn thời gian đánh mất sức chiến đấu, cho nên cái này huyệt đạo cũng bị người trong võ lâm xưng là nhuyễn ma huyệt. Hứa Thuần Lương mặc dù không có tự mình hạ tràng, nhưng là hắn vẫn là vận dụng một chút thủ đoạn, đã nghĩ thắng liền muốn thắng được rõ ràng, lợi dụng nhiếp hồn thuật để Tiểu Chu ngắn ngủi đánh mất ý thức, Diệp Thanh Nhã vừa vặn bắt lấy cơ hội đánh trúng vào hắn thần phủ huyệt, tại sao muốn liên kích hai lần, là lo lắng một chút đánh không cho phép, cái thứ hai tương đương song trọng bảo hiểm. Tiểu Chu mềm nhũn té lăn trên đất, lúc này ý thức thanh tỉnh lại, hắn thật sự là náo không rõ ràng chính mình tại sao lại bị đánh bại. Diệp Thanh Nhã mặc dù điểm trúng hắn thần phủ huyệt, nhưng là còn không có học được giải huyệt, dù sao 2 giờ tốc thành ban không có khả năng học quá nhiều đồ vật. Hứa Thuần Lương qua đi trợ giúp Tiểu Chu giải khai huyệt đạo, Tiểu Chu đỏ bừng cả khuôn mặt từ dưới đất bò dậy, rũ cục lấy đầu, hướng Diệp Lão khom người một cái thật sâu, để thủ trưởng thất vọng. Diệp Lão nói, đều nói qua để ngươi đừng nhường nha. Đây chính là Diệp Lão chỗ cao minh, mặc dù là cảnh vệ viên cũng cần thông cảm người ta cảm thụ. Tiểu Chu trình độ hắn cũng biết, tương đương ưu tú nhân viên cảnh vệ, dưới tình huống bình thường tôn nữ là không thể nào đánh qua người nhà, bất quá Hứa Thuần Lương tiểu tử này quen sáng tạo kỳ tích, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, thế mà để một cái văn văn nhược nhược nữ hài tử thế mà đánh bại một cái nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh vệ viên. Mặc dù Tiểu Chu bại, nhưng Diệp Lão trong lòng là phi thường vui mừng, nói cách khác tôn nữ có năng lực tự vệ nhất định, nữ hài tử hay là muốn nắm giữ một chút phòng thân năng lực, mặc dù là hòa bình niên đại, cũng không đại biểu không có người xấu. Tiểu Chu rời đi về sau, Diệp Thanh Nhã nói, ra ra, người lời của mình đã nói đừng quên. Diệp Lão nói, ta mới lười nhác quản ngươi, mấy người các ngươi thông đồng lừa gạt ta. Diệp Sương Nguyên nói, ta đây nhưng phải nói câu công đạo, ta cảm thấy Thanh Nhã là chiến thuật lựa chọn chính xác, đánh Tiểu Chu một cái xuất kỳ bất ý, cuối cùng một kích kia là điểm huyệt A. Diệp Thanh Nhã có chút hưng phấn gật gật đầu, là điểm huyệt, Thuần Lương dạy cho ta. Diệp Lão nói, 2 giờ có thể dạy thành cái dạng này cũng coi như không dễ dàng. 1. Hứa Thuần Lương nói, chủ yếu là Thanh Nhã tỷ là cái khó gặp võ học kỳ tài. Diệp Lão cười ha ha, ta cũng không tin, học võ nhưng không có đường tắt, ta mặc dù không rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào, nhưng ta luôn cảm thấy tiểu tử ngươi từ đó động tay chân. Hứa Thuần Lương nói, ra ra, người nhưng oan uổng ta. Hắn nhìn đến thời gian không còn sớm, cáo từ rời đi. Diệp Thanh Nhã muốn đưa hắn, Hứa Thuần Lương biết Diệp Lão lo lắng, không để cho nàng dùng đưa, mình đi là được. Diệp Lão về đến phòng, Diệp Sương Nguyên cũng đi theo vào. Diệp Lão nói, ta cũng không phải muốn đem Thanh Nhã giam lại, chỉ là gần nhất phát sinh sự tình để cho ta cảm thấy có chút bất an, các ngươi đều phải cẩn thận một chút. Diệp Sương Nguyên nói, ta đã cảnh cáo Kiều Như Long, để hắn về sau đừng lại cho Thanh Nhã thêm phiền phức. Diệp Lão thở dài, chuyện này đoán chừng cũng trách không được hắn, ta nghĩ nghĩ, khả năng thật không phải nhằm vào Thanh Nhã, có người muốn thông qua loại thủ đoạn này hướng Kiều gia tạo áp lực, cũng không phải là muốn nhằm vào chúng ta Diệp gia. Diệp Sương Nguyên nói, cha, người cũng không cần là loại chuyện này quan tâm, ta có năng lực xử lý tốt. Diệp Lão nói, Lão Kiều người này thật mạnh cả một đời, đáng tiếc vận mệnh đối với hắn có chút tàn nhẫn. Diệp Sương Nguyên nói, ta bây giờ suy nghĩ một chút. Thanh Nhã cùng Kiều Như Long ly hôn cũng là một chuyện tốt. Diệp Lão không nói gì, bởi vì việc này Kiều Diệp hai nhà sinh ra rất sâu ngăn cách, hắn cùng Kiều Lão thâm hậu hữu nghị cũng nhận trước nay chưa từng có khiêu chiến. Diệp Sương Nguyên nói, cha, có câu nói ta không biết nên nói vẫn là không làm nói. 1. Diệp Lão nhẹ gật đầu, ý là ngươi có lời cứ nói. Diệp Sương Nguyên nói, Đông Châu sự tình rõ ràng có người đang cố ý phóng đại ảnh hưởng. Ta nghe nói Uông Kiến Minh sở dĩ có thể nhập chủ Đông Châu phía sau là. Diệp Lão ngắt lời hắn, có một số việc đã nhưng đã từng xảy ra, liền không nhất định phải tra cái tra ra manh mối, khó được hồ đồ mới là cuộc sống cảnh giới tối cao. Diệp Sương Nguyên nói, Đông Châu thay đổi nhân sự là nhằm vào chúng ta. Diệp Lão lạnh nhạt cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, mất bên Đông được bên Tây, chính trị vốn chính là một môn cân bằng nghệ thuật, người cũng không có cái gì trên thực tế tổn thất. Sương Tuyền đi Nghê Hồng, mặc kệ người ta làm thế nào, chúng ta chỉ phải làm cho tốt bản phận, mặc hắn gió táp sóng xô, ta tử vị nhưng bất động. Diệp Sương Nguyên nói, Uông Chính Đạo trước đây không lâu đã từng đi tìm ta. Diệp Lão nói, hắn khỏi bệnh rồi.
Diệp Sương Nguyên gật đầu nói, đột nhiên liền tốt, nghe nói là một vị hàn y chữa khỏi hắn. Diệp lão nói, ngược lại là có Hứa nhiều năm không gặp qua hắn, tiểu tử này quá thông minh. Diệp Sương Nguyên từ phụ thân trong những lời này nghe ra phụ thân đối Uông Chính Đạo cũng không thích, vội vàng nói ta sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách. Diệp lão cảm khái nói, bất chi bất giác chính là hơn nửa đời người, ba người chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều như vậy mưa bom bão đạn, chịu qua nhiều như vậy khảo nghiệm, đến già, tập hợp một chỗ lại khó khăn. Diệp Sương Nguyên mím môi một cái, nhân sinh chính là như thế, có người quen biết cả một đời, nhưng người cũng không hiểu rõ hắn. Diệp lão nhìn nhi tử một chút, chuyện của người khác chúng ta không lẫn vào, nhưng có người muốn là dám cắm một chân đến nhà chúng ta đến, ta chẳng cần biết hắn là ai, như thường đánh gãy chân hắn. Diệp Thanh Nhã tắm rửa xong, nội tâm hưng phấn vẫn không thể triệt để bình phục, nói đến kỳ quái, trong đầu nghĩ đến cũng không phải là cùng cảnh vệ viên vật lộn tràng cảnh, mà là Hứa Thuần Lương thiếp thân dạy học chiếu lại, hiện đang hồi tưởng lại đến vẫn có chút mặt đỏ tim run, tiểu tử này nên không phải đang cố ý chiếm mình tiện nghi đi. Diệp Thanh Nhã đang miên man suy nghĩ thời điểm, nghe được tiếng đập cửa, bên ngoài truyền đến phụ thân thanh âm. Thanh Nhã, đã ngủ chưa? Diệp Thanh Nhã chỉnh lý tốt quần áo, đi mở cửa. Diệp Sương Nguyên bưng một bát nấm tuyết tổ yến cháo cho nàng đưa vào. Diệp Thanh Nhã nói cha, cái này đều mấy giờ rồi, ta trước khi ngủ không ăn cái gì. Diệp Sương Nguyên nói, hôm nay thể lực tiêu hao như thế lớn, bồi bổ, ăn, ta để bảo mẫu cho ngươi chịu, đừng cong lòng ta. Diệp Thanh Nhã đành phải tiếp nhận. Diệp Sương Nguyên không có lập tức rời đi ý tứ, kéo ra bàn trang điểm cái ghế tọa hạ, vừa cùng ra ra ngươi tán gẫu qua, hắn có chơi có chịu. Diệp Thanh Nhã cười nói, biết ra ra lo lắng ta, ta về sau nhất định hảo hảo luyện tập võ công, tranh thủ đương một cái hàng thật giá thật nữ hiệp khách. Diệp Sương Nguyên cười lên ha hả, nhìn qua nữ nhi, chẳng biết tại sao nhớ tới thê tử Lâm Tư Cẩn, nữ nhi trên thân vẫn là tuân theo mấy phần nàng gen. Bất quá Lâm Tư Cẩn cường thế hơn, Diệp Sương Nguyên tự hỏi cũng là cường thế người, khả năng chính là bởi vì bọn họ cường thế mới tạo thành nữ nhi hướng nội. Kỳ thật bọn hắn cha con ở giữa chân chính cùng một chỗ đơn độc giao lưu cơ sẽ rất ít, Diệp Sương Nguyên một lần cho rằng nữ nhi oán hận mình đưa nàng gả vào Kiều gia, không có cho nàng lựa chọn tình cảm cơ hội. Diệp Thanh Nhã đã ăn xong tổ yến cháo, phát hiện phụ thân một mực nhìn lấy mình, hơi kinh ngạc nói, người nhìn ta làm gì? Là. Diệp Sương Nguyên thở dài nói, vừa rồi ngươi bộ dáng để cho ta chợt nhớ tới mẹ ngươi. Diệp Thanh Nhã nói, có thể hay không đừng đề cập nàng. Diệp Sương Nguyên nói, làm sao không thể sách a? Mẹ ngươi người kia tính tình là cổ quái một chút, bất quá nàng giống như ta, đều là yêu ngươi. Diệp Thanh Nhã nói, chúng ta có thể hay không không trò chuyện chuyện này. Diệp Sương Nguyên có chút kỳ quái, không biết nữ nhi đối với mẫu thân bài xích đến tột cùng là bởi vì cái gì. Diệp Thanh Nhã lại rõ ràng là tích lũy tháng ngày, nàng nhận vì mẫu thân không có cố hết trách nhiệm, tại nàng trưởng thành mỗi cái giai đoạn, mẫu thân đều không có cho nàng bất kỳ chỉ dẫn, vô luận là trên sinh lý vẫn là tình cảm bên trên, mỗi lần nàng đi tìm mẫu thân luôn là một bộ không nhịn được bộ dáng, tốt như chính mình căn bản không phải nàng thân sinh đồng dạng. Diệp Sương Nguyên nói, Thanh Nhã, ta phải vì ngươi mẹ nói câu công đạo, kỳ thật nàng là rất thương ngươi, lúc trước ngươi cùng Kiều Như Long kết hôn. Nàng đứng ra phản đối, cũng là từ khi đó bắt đầu, chúng ta quan hệ vợ chồng chuyển tiếp đột ngột, một mực ở riêng đến bây giờ. Diệp Thanh Nhã nói, đánh ta ký sự khởi các ngươi quan hệ của hai người liền không tốt, hai ngày một nhỏ nhao nhao, ba ngày một đại xảo, khiến cho ta từ nhỏ đối hôn nhân liền có bóng ma. Diệp Sương Nguyên nói, ta thừa nhận, người hôn nhân thất bại đều là cha không phải. Diệp Thanh Nhã nói, không tính là thất bại, kỳ thật đa số người hôn nhân đều là đầy đất lông gà. Diệp Sương Nguyên từ nữ nhi tiếng nói bên trong nghe được tiêu cực thái độ, nữ nhi, không thể bởi vì một lần thất bại liền phủ định hết thảy, ngươi còn trẻ. Diệp Thanh Nhã lạnh nhạt nói, ta là sẽ không lại cân nhắc kết hôn, một người rất tốt, độc lai độc vãng, tự do không bị trói buộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Sương Nguyên nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, tương lai già làm sao bây giờ? Bên người không có người bạn nhiều cô độc. Diệp Thanh Nhã nói, người vì cái gì nhất định phải có người bạn. Ta cũng không phải không cách nào chiếu cố mình, cha, người cũng đừng là ta quan tâm, vẫn là nhiều quan tâm người bản thân. Quan tâm ta cái gì? Diệp Thanh Nhã nói, hai người các ngươi ở riêng lâu như vậy, tương lai đến cùng làm sao bây giờ? Dự định một mực như thế rông dài.
Diệp Sương Nguyên nói, chúng ta sự tình không cần đến ngươi quan tâm. Y ngắn. Diệp Thanh Nhã nói, vậy được, chúng ta về sau liền các quét trước cửa tuyết, ta không quản chuyện của các ngươi, người cũng đừng quản ta sự tình. Diệp Sương Nguyên có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía trên tường, bị trên tường một bức tâm kinh hấp dẫn, Diệp Sương Nguyên đứng dậy đi đến bức kia tâm kinh phía trước, trừng lớn hai mắt cẩn thận giám thưởng. Diệp Thanh Nhã biết phụ thân bình thường đối thư pháp hứng thú không lớn. Diệp Sương Nguyên nói, bức chữ này là ngươi viết. Diệp Thanh Nhã nói, không phải, tháng trước đi Độ Vân tự du ngoạn thời điểm, một vị cao tăng đưa cho ta viết tay tâm kinh, ta rất là ưa thích, cho nên phiếu phủ lên. Diệp Sương Nguyên nói, Độ Vân tự, chưa nghe nói qua a. Một, địa phương rất vắng vẻ, hướng dẫn bên trên đều không có cái chỗ kia. Trần Thiên Phàm so thời gian ước định chậm một giờ, nhìn thấy Hứa Thuần Lương có chút ngượng ngùng giải thích, không có ý tứ a, nửa đường kẹt xe. Hứa Thuần Lương nói, lý giải, đi nhanh lên đi. Trần Thiên Phàm để hắn đem hành lý giao cho lái xe, hai người bọn họ lên xe trước. Hứa Thuần Lương tiến vào trong xe nhìn thấy bên trong còn ngồi một cái hình dạng đoan chính nữ nhân, Trần Thiên Phàm tranh thủ thời gian giới thiệu với hắn, ta tài vụ trợ lý Dương Tiểu Phượng, để cho người a, vị này là bạn thân ta, Hứa viện trưởng. Dương Tiểu Phượng tranh thủ thời gian kêu Hứa viện trưởng. Trần Thiên Phàm để nàng đi phụ xe ngồi, Dương Tiểu Phượng miết miệng bất đắc dĩ đi qua, Hứa Thuần Lương xem xét đã cảm thấy hai người bọn hắn giống như có chút mập mờ, Trần Thiên Phàm giấu đầu lòi đuôi mà thấp giọng giải thích nói. Ta thuộc hạ, năng lực còn có thể, nhưng là có chút không hiểu nhân tình thế sự. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi giải thích cho ta cái gì? Có cái kia tất yếu sao? Năng lực còn có thể, phương diện kia năng lực. Ô tô vừa mới khởi động, Phổ Kiến gọi điện thoại tới, hỏi bọn họ có phải hay không đi rồi. Trần Thiên Phàm nói cho hắn biết còn tại cửa tửu điếm đâu, Phổ Kiến để hắn thuận đường đến hắn chỗ ở ngoặt một chuyến, hắn đổi chủ ý dự định cùng lấy cùng một chỗ về Đông Châu. Trần Thiên Phàm nhịn không được phàn nàn, hôm qua chuyên môn gọi điện thoại hỏi hắn muốn hay không cùng một chỗ trở về, Phổ Kiến nói hắn gần nhất có cái cất giữ giao lưu hội, không biết làm sao đột nhiên liền đổi chủ ý. Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi sáng, cái này dày vò đoán chừng đều muốn đến cơm trưa thời gian, nhiều cái bạn cũng tốt, có Phổ Kiến tại, dọc theo con đường này không lo tịch mịch. Trần Thiên Phàm để lái xe dựa theo Phổ Kiến gửi tới địa chỉ lái đi, chờ đến lúc đó, nhìn thấy Phổ Kiến cõng hai vai bao. Một tay mang theo thức nhắm, một tay ôm một kết bia. Phổ Kiến đem bia đưa cho Hứa Thuần Lương, chờ lấy a, ta đi tiểu điếm lại chuyển một dương. Trần Thiên Phàm nói, ta trong xe có rượu. Đại nhiệt thiên ai uống món đồ kia, làm điểm bia ướp lạnh tỉnh thần. Trần Thiên Phàm nói, ta trong xe có tủ lạnh. Một. Phổ Kiến lườm hắn một cái, có tủ lạnh không tầm thường a. Trần Thiên Phàm nhìn qua Phổ Kiến bóng lưng nói, ta thế nào cảm giác con hàng này có chút khí không thuận. Làm sao bắt ai đối với người nào a? Hứa Thuần Lương nói, trời nóng hỏa khí lớn. Giữa trưa bọn hắn liền trên xe uống, Phổ Kiến hỏa khí cực kỳ có nguyên nhân, Độ Vân tự số dư còn chưa thu được, đánh mấy lần điện thoại, Mặc Hàm đều không có phản ứng hắn. Phổ Kiến hướng về phía Hứa Thuần Lương phàn nàn nói, người nói nàng như thế đại nhất lão bản còn kém ta chút tiền ấy. Ta cùng bằng hữu đều nói xong, số dư đến bây giờ đều không đưa. Hứa Thuần Lương nói, cái này không gặp được đột phát tình trạng nha, Thông Huệ đại sư mất tích, khả năng người ta không để ý tới người cái này cha nhi. Thông Huệ hòa thượng chạy có quan hệ gì với ta? Ta tu chính là Độ Vân tự, công trình làm xong. Số dư không đúng thời hạn trao, một điểm khế ước tinh thần đều không có, lại nói, Thông Huệ cũng ký xong chữ. Trần Thiên Phàm nói, chạy hòa thượng chạy không được miếu, người còn sầu tìm không thấy người muốn khoản tiền này. Phổ Kiến nói, hiện tại Độ Vân tự chỉ còn lại một người câm hòa thượng, không quan tâm ta nói cái gì hắn đều nha nha ô ô, dù sao chính là không có tiền, lúc trước cũng là Mặc Hàm tìm ta tu được Độ Vân tự, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ có thể tìm nàng đòi tiền a. Một, hắn hai con mắt nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, nàng thiếu ngươi tiền, cũng không phải ta thiếu ngươi tiền, ngươi nhìn ta làm gì. Ta không là thông qua ngươi mới nhận biết nàng sao. Nàng thiếu ta tiền không cho, không tiếp điện thoại ta, người trung gian này có phải hay không hẳn là gánh chịu một chút liên quan trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, các người nói chuyện làm ăn cũng không có thông qua ta từ đó cũng xuống dốc một phân tiền chỗ tốt, ta gánh chịu cái dám trách nhiệm. Trần Thiên Phàm nói, lời này ngược lại là không có tâm bệnh. Phổ Kiến nói, làm ngươi thí sự a, lão Trần,
người uống người quán ba, thịt lừa đều không trận nổi ngươi miệng. Dương Tiểu Phượng từ phụ xe xoay đầu lại, Phổ tiên sinh, người đối với chúng ta Trần Tổng khách khí một chút. Phổ Kiến nháy nháy mắt nha, còn có một bênh vực kẻ yếu, hợp lấy các người đạt thành mặt trận thống nhất, cùng một chỗ đối phó ta. Hứa Thuần Lương nói, cần thiết hay không, người có lớn như vậy mặt sao? Phổ Kiến nói, được, người mặt lớn, người giúp ta cho Mạc Hàm gọi điện thoại, hỏi một chút số dư sự tình, Độ Vân Tự công trình kia căn bản không ai chịu tiếp, ta giúp nàng xảy ra lớn như vậy lực, không có lý do còn để cho ta đi đến dựng tiền A. Trần Thiên Phàm nói, người gần nhất có phải hay không thiếu tiền A, thiếu tiền ta trước tiên có thể cho người mượn điểm quay vòng. Phổ Kiến liếc mắt, chính ta có tiền. Ngay trước Hứa Thuần Lương bột hắn cho Mạc Hàm lại gọi điện thoại, lần này dứt khoát tắt máy liên lạc không được. Phổ Kiến mở là miễn đề, người nghe một chút, dứt khoát tắt máy, người nói nàng sẽ không phải vì ta kia ba dưa hai táo lựa chọn bốc hơi khỏi nhân gian A. Hứa Thuần Lương cười nói, nàng còn thiếu ngươi nhiều ít số dư. 1.50 vạn. Hứa Thuần Lương nói, cứ như vậy, nàng nếu là không cho, số tiền kia ta cho ngươi, ngươi yên tâm 100%. Phổ Kiến nói, ta bằng cái gì muốn ngươi tiền, các ngươi cũng không phải cặp vợ chồng. Trần Thiên Phàm nói, nhìn xem Thuần Lương ý chí, nhìn nhìn lại ngươi, người so với người phải chết a. Phổ Kiến nói, ngươi chết ta đều không chết. Dương Tiểu Phượng lại nghe không nổi nữa, xoay qua mặt đến, ngươi làm sao nói đâu. Phổ Kiến nói, lão Trần, ta nói ngươi công ty nhân viên là thế nào huấn luyện. Bình thường nàng có phải hay không thích xen vào. 1. Trần Thiên Phàm cười nói, Tiểu Dương, không quan hệ, đều là anh ta nhóm, chúng ta đùa giỡn đâu. Phổ Kiến nói, vị này Tiểu Dương đồng chí đối Trần Tổng rất là giữ gìn nha, đã nhìn ra, nàng là đem lão Trần làm thân nhân. Trần Thiên Phàm nói, công ty của chúng ta là gia tộc thức quản lý, tất cả mọi người coi ta là thành gia trưởng đối đãi. Tiểu Dương, ngươi gọi cái gì? Dương Tiểu Phượng không có phản ứng hắn. Trần Thiên Phàm nói, Dương Tiểu Phượng. 1. Phổ Kiến phốc thử nở nụ cười, cũng không biết làm sao lại đâm chọt hắn cười điểm. Ho khan hai tiếng mới nói, lão Trần, ta liền biết ngươi thích khe nhỏ. Trần Thiên Phàm cùng Hứa Thuần Lương im lặng, con hàng này khẳng định nghĩ lệch. Dương Tiểu Phượng lần thứ ba đem đầu quay lại, đồ lưu manh. Phổ Kiến nói, ai, ta làm sao lại lưu manh, Dương Tiểu Phượng không phải tên ngươi sao? Ta liền không thể hô, chẳng lẽ ngươi cái này khe nhỏ là Trần Tổng chuyên dụng? Hứa Thuần Lương đá Phổ Kiến một cước, con hàng này nói chuyện chính là không nhẹ không nặng. Hưng phấn lên không có giữ cửa. Trần Thiên Phàm nói, Tiểu Phượng, làm sao nói đâu? Đều là anh ta nhóm. Dương Tiểu Phượng lật ra cái rõ ràng mắt, bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, đem tai nghe cho nhét. Phổ Kiến nói, khoan hãy nói, lão Trần phương diện này so với ngươi còn mạnh hơn, tiểu tử ngươi trọng sắc khinh hữu. 1. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy, ngươi bức bức lại nhảy nửa ngày, không phải liền là nghĩ ta giúp ngươi đòi nợ, thành. Ta cái này cho Mạc Hàm gọi điện thoại. Nàng tắt máy. Hứa Thuần Lương là dùng WeChat liên hệ, không bao lâu Mạc Hàm liền nhận nghe điện thoại, lúc nào học được tính toán tỉ mỉ, ngươi liền thiếu điểm này tiền điện thoại a. Hứa Thuần Lương cười nói, cái này không gọi điện thoại cho ngươi tắt máy nha, lo lắng ngươi gặp được phiền toái gì, cho nên ân cần thăm hỏi một chút. Mạc Hàm nói, không có đóng, mở chế độ máy bay, hai ngày này có chút việc, không muốn bị người nhàm chán quấy rầy. Phổ Kiến cái này người nhàm chán ở một bên hướng Hứa Thuần Lương nháy mắt, nhắc nhở hắn đừng quên nói chính mình sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ta hai ngày trước đi Độ Vân Tự gặp qua Thông Huệ Đại Sư, cũng không lâu hắn liền mất tích. Mạc Hàm nói, ta cũng đang tìm hắn, trước mắt còn không có tin tức của hắn, đúng, người gặp hắn thời điểm, hắn nói cái gì hay chưa? Hứa Thuần Lương nói, chính là phổ thông bái phỏng, trao đổi một chút thư pháp. 1. Không có cái khác khác thường sự tình. Hứa Thuần Lương nói, muốn nói khác thường chính là tiền nhiệm phương trưởng Linh Tháp bị lôi kích hủy. 1. Mạc Hàm nói, mọi người cùng nhau tìm một chút đi, Thông Huệ Đại Sư thân phận không rõ, hắn hẳn là đang trốn tránh cái gì, chúng ta tạm thời vẫn là đừng báo cảnh sát, tôn trọng Đại Sư ý kiến đi, ta còn có việc, chờ làm xong lại cùng ngươi liên lạc. Mạc Hàm nói xong liền đã cúp điện thoại. Phổ Kiến không ngừng kêu khổ nói, ngươi nghe được nàng thanh âm liền đem ta sự tình đem quên đi. Còn nói mình không phải trọng sắc khinh hữu. Hứa Thuần Lương nói, người ta có việc, người gấp cái gì, thật chờ lấy dùng tiền trước từ lão Trần nơi đó cầm. Trần Thiên Phàm dở khóc dở cười, vừa không phải ngươi nói muốn thay Mạc Hàm đưa tiền,
tại sao lại dựa dẫm vào ta cầm? Hứa Thuần Lương nói, chướng, ta có thể giúp lấy nhận, tiền, ta không thể giúp lấy còn. Một, Mặc Hàm đi vào phía ngoài viện lạc, cổ mộc che trời, bóng cây che khuất bầu trời, thân xuyên trường sam màu xám thông huệ quay lưng một gốc năm người ôm hết cây trác bá khoanh chân nhập định. Mặc Hàm cũng không quấy nhiễu hắn, đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, thông huệ mới chậm rãi mở ra hai mắt, nói khẽ, đến rất lâu. Mặc Hàm nói, biết rất rõ ràng ta đến thật lâu đều không muốn phản ứng ta. Thông huệ nói, ta đang nhớ lại. Mặc Hàm lạnh nhạt nói, phát sinh qua sự tình hồi ức không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hướng về phía trước nhìn mới là lựa chọn chính xác. Thông huệ nói, ngươi khi nào biết thân phận của ta? Mặc Hàm nói, có ý nghĩa sao? Thông huệ từ dưới đất đứng lên thân đến, quay người đối diện cây kia cây trác bá, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trên cành cây cây lựu, phảng phất cùng cái này khỏa duyệt tận tang thương cây trác bá yên lặng trao đổi cái gì. Mặc Hàm nói, ta đoán được ngươi khôi phục ký ức về sau liệt ra mấy cái ngươi có thể sẽ đi địa phương, quả nhiên tại mộ viên tìm được ngươi. Thông huệ nói, không hổ là Âu Dương Thu Thủy nữ nhi, kế thừa trí tuệ của nàng. Mặc Hàm nói, ta đã đáp ứng nàng nhất định phải tìm tới ngươi, nhà chúng ta thiếu ngươi, hiện tại phần nhân tình này chỉ có thể ta đến hoàn lại. Một, Thông Huệ ha ha cười một tiếng, không cần, ngươi không nợ ta, năm đó ân tình cũng trả hết. Mặc Hàm nói, tiếp xuống ngươi định làm gì? Khôi phục đi qua thân phận, cùng người nhà đoàn viên, nhi nữ nhận nhau, tìm về niềm vui gia đình. Vẫn là có ý định tìm ra năm đó hại ngươi kẻ cầm đầu, để hắn nỗ lực ứng có đại giới. Thông Huệ nhẹ nhàng vỗ vỗ cây kia bách thụ, ngươi quên ta đã là cái người xuất gia. Mặc Hàm nói, chân chính buông xuống liền sẽ không đi trước mộ của mẫu thân tế bái, ngươi không bỏ xuống được. Thông Huệ cúi đầu xuống nhìn qua rắc rối khó gỡ mặt đất, thấp giọng nói, như thế nào lựa chọn đều là chuyện của chính ta. Mặc Hàm lắc đầu nói, ngươi đã mất đi 23 năm, cái này 23 năm là ngươi nhân sinh hoàng kim niên đại, hiện tại coi như tìm về thân phận, ngươi cũng không có khả năng bắt đầu lại từ đầu. Trừ người nhà của ngươi, người khác sẽ không tiếp nhận ngươi. Thông Huệ biết nàng nói đều là tình hình thực tế, hiện thực khả năng so với nàng nói tới còn tàn khốc hơn, người nhà cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận chính mình. Mặc Hàm nói, mẹ ta thường nói, trên thế giới này hiểu rõ nhất nàng người kia chính là ngươi, kỳ thật nàng cũng biết ngươi, không nói báo ân sự tình, chúng ta có thể đổi cái góc độ đến suy tính một chút giữa chúng ta quan hệ, tỉ như nói xây dựng ở đôi bên cùng có lợi trên cơ sở hợp tác. Thông Huệ nói, ta không có cái gì à. Mặc Hàm nói, người có đầu não là đủ rồi, mà lại người biết người kia nhược điểm, điểm trọng yếu nhất là, hắn là chúng ta cộng đồng cửu nhân. Thông Huệ nhìn qua Mặc Hàm. Mặc Hàm biểu hiện ra viễn siêu người đồng lứa tỉnh táo, không muốn nói với ta sớm đã buông xuống chuyện ma quỷ, người hết thảy tất cả đều là bái hắn ban tặng, nếu như hắn biết người còn sống trên thế giới này, hắn sẽ không tiếc đại giới tướng người diệt trừ, người đừng tưởng rằng gia tộc của người có thể cho người đầy đủ che chở. Bọn hắn cuốn vào sẽ chỉ làm sự tình trở nên phức tạp hơn. Thông Huệ nói, xem ra ngươi đã có kế hoạch, không ngại nói nghe một chút. Mặc Hàm nói, ta sẽ an bài một vị quốc tế đỉnh tiêm chỉnh hình bác sĩ, hắn có thể đem ngươi biến thành một người khác, mấy tháng về sau, ngươi sẽ có thân phận hoàn toàn mới, thương nhân, học giả hay là cái khác, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, trong chương mục của ngươi sẽ có món tiền tài lớn tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Ta không cần tiền. Thời đại thay đổi. Ngươi cần dùng một đoạn thời gian đi thích ứng đi học tập, số tiền này ngươi tùy ý sử dụng, không cần cân nhắc những vấn đề khác, bởi vì số tiền này vốn chính là ngươi nên được, dựa theo ta lời của mẹ đến nói, chính là tại ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, chúng ta thay ngươi đảm bảo. Thông Huệ nhìn qua cái này lý trí nữ hài, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, nhưng hắn lập tức lại phủ định. Mặc Hàm nói, hiện tại ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác rồi. Thông Huệ không nói gì. Trong lòng đã ngầm cho phép, trí nhớ của hắn đã phủ bụi hơn 20 năm, hắn cùng thế giới này đã hoàn toàn tách rời, hắn cần cơ hội, mà hắn cơ hội đã không nhiều lắm. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu mấy ngày đều tại tiếp đãi các phương quý khách, đầu tiên là Trần Thiên Phàm tới khảo sát, không lâu lại tới thủ đô khối U sở nghiên cứu lãnh đạo, não khoa bệnh viện lãnh đạo. Hứa Thuần Lương về nhà cũng có đã mấy ngày, nhưng cả ngày ở bên ngoài xã giao, liền đứng đắn cơm đều không có bồi ra ra ăn một bữa. Thứ sáu trước khi tan sở, hắn đặc địa đi mua dầu bỏng vịt, đầu heo thịt, dự định trở về bồi gia gia hảo hảo uống vài chén. Trên đường trở về Tế Châu Thái Bạch khu pháp viện phát tới tin tức, thông chi hắn 10 ngày sau ra tòa.
Hứa Thuần Lương suy nghĩ chuyện này nhất định phải nắm chặt xử lý, Nhân Hòa Đường là đại gia gia lưu cho mình, cũng không thể không minh bạch bị người khác cướp đi. Về đến nhà, phát hiện Cao Tân Hoa hai vợ chồng đều tới, Cơ Dài Dài cũng tại. Bọn hắn là dự định hai ngày nữa đi ra ngoài chơi muốn cùng Cơ Dài Dài cùng đi, chuyên tới cùng Hứa Thuần Lương thương lượng một chút. Hứa Thuần Lương đương nhiên không có ý kiến gì, chào hỏi Cao Tân Hoa hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm. Cao Tân Hoa vốn là muốn gọi bọn họ hai người bên ngoài ăn đi, nhưng Hứa Thuần Lương đã mua thức ăn trở về cũng không cần phải ra cửa, Tiếu Sở Hồng cùng Cơ Dài Dài ăn một điểm liền đứng dậy đi dạo phố. Các nàng hai mẹ con đối đám này các lão già uống rượu tâm sự không có hứng thú gì. Đợi các nàng rời đi về sau, Hứa Thuần Lương hỏi, Cao Thúc, Cơ Dài Dài nghe lời sao? Cao Tân Hoa gật đầu nói, rất khéo léo. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ thật đúng là kỳ quái, cái này Cơ Dài Dài đến đâu mà đều là một cái cưỡng con lừa tính tình, làm sao đến vợ chồng bọn họ hai nơi đó liền thành vuốt lông con lừa, xem ra không có giáo dục không tốt con cái, đi qua đều là giáo dục phương pháp không chính xác. Cao Tân Hoa cùng Hứa Thuần Lương uống một chén nói, ta nghe nói Đường Thiên Nhất chết rồi. Hứa Thuần Lương nói, chuyện lớn như vậy, người còn nghe nói, Đường Kinh Vĩ là các ngươi Trường Hưng đại lão bản, con của hắn chết rồi, người cái này đương bí thư không đi tặng hoa vòng. Cao Tân Hoa nói, ta cùng hắn không có kia phần giao tình, mà lại chuyện này phát sinh ở Kinh Thành, ta đoán chừng Triệu Viện khẳng định đi. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Phi Dương không có về đi làm. Nói là sinh bệnh. Gần nhất đều không có đi làm. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Triệu Phi Dương tin tức này phong tỏa đến đủ nghiêm mật, liền Cao Tân Hoa cũng không biết hắn bị đòn sự tình. Hứa Thuần Lương cũng không phải cái phía sau thích nói người nhàn thoại người, cũng liền không có sách. Hứa Trường Thiện phàn nàn nói, thật vất vả mới cùng một chỗ ăn bữa cơm lại trò chuyện chuyện công tác. Cao Tân Hoa cười nói, đúng vậy, không trò chuyện, không trò chuyện cái này, Thuần Lương, ta nghe nói người cùng Mai Như Tuyết chia tay. Hứa Trường Thiện cố ý nói, hết chuyện để nói. Một, Hứa Thuần Lương cười nói, cũng không phải bí mật gì, thỏa mãn một chút người lòng hiếu kỳ, phân, hoàn toàn chính xác phân, nàng liền WeChat đều đem ta cho kéo đen. Mấy người đều nở nụ cười, Cao Tân Hoa nói, ta làm sao nghe được còn có chút sư tình chưa hết ý tứ, nàng nếu là thật buông xuống, cũng không cần phải làm như vậy đi. Hứa Trường Thiện nói, phân cũng tốt, chúng ta chính là phổ thông lão bách tính người ta. Không xứng với người ta. Lão gia tử trong lòng ít nhiều có chút oán khí. Cao Tân Hoa nói, Thuần Lương ưu tú như vậy, không lo tìm không thấy tốt hơn. Kỳ thật trong lòng của hắn suy nghĩ khuê nữ của mình, cũng chính là suy nghĩ một chút, mắt thấy Hứa Thuần Lương càng ngày càng ưu tú. Cao Tân Hoa muốn cho hắn đương con rể tâm tư phản chẳng bằng đi qua như vậy bức thiết. Chủ yếu là cảm thấy Hứa Thuần Lương tiểu tử này không tốt trưởng khống, đừng nhìn nữ nhi là thủy mộc cao tài sinh, cũng chưa chắc có thể khống chế được hắn. Hết lần này tới lần khác Hứa Trường Thiện tới một câu, ta nhìn Tiểu Bạch cũng không tệ. Đổi thành đi qua lão gia tử là không có lực lượng nói câu nói này, cháu mình chính là cái tốt nghiệp trung học, người ta cao hiểu Bạch là thủy mộc cao tài sinh, chênh lệch này cũng quá lớn điểm. Bất quá bây giờ Hứa Thuần Lương khi tiến vào xã hội về sau như cá gặp nước, tuổi còn trẻ đã là bệnh truyền nhiễm viện chủ nhiệm phòng làm việc, Chu Hoài Kiến lập xử lý chủ nhiệm, đoàn bí thư, lập tức liền muốn trở thành đảng viên. Thông qua hậu thiên nỗ lực đã rõ ràng rút ngắn cùng Cao Hiểu Bạch chênh lệch, thậm chí còn vượt ra khỏi như vậy một chút. Mà lại bọn hắn Hứa gia gia cảnh cũng rất tốt, đại phú đại quý không dám nói, thân gia mấy ngàn vạn là có, kỳ thật Hứa Trường Thiện đi Kinh Thành cùng Cao Hoành Đường hai người trong âm thầm như thế tổng cộng qua. Hứa Thuần Lương cười nói, gia gia, người đây không phải để Cao Thúc xấu hổ sao? Ta một tốt nghiệp trung học, người ta Tiểu Bạch là thủy mộc cao tài sinh, mà lại hai ta quá quen. Đã trở thành ca môn, thực sự không xuống tay được. Hứa Trường Thiện nói, giữa nam nữ còn có thuần khiết hữu nghị a. Ta sống hơn nửa đời người đều chưa thấy qua. Cao Tân Hoa nói, Hứa Thúc, bọn nhỏ tình cảm chúng ta lại sốt ruột cũng vô dụng, khả năng Thuần Lương đã có. Hắn là biết tiểu tử này bên người mỹ nữ vần quanh. Hứa Trường Thiện nói, cái nào, yêu đương là một chuyện, kết hôn sinh hoạt là một chuyện khác. Cao Tân Hoa nhưng không thích nghe cái này. Hợp lấy tôn tử của ngài yêu đương có thể tùy tiện đàm, chờ hắn duyệt tận ngàn buồm lãng đủ về sau lại tìm ta khuê nữ kết hôn sinh hoạt. Ta làm sao nghe được nhà chúng ta như thế thua thiệt chứ? Hứa Thuần Lương nói, ra ra, người tha cho ta đi, ta hiện tại một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên, dự định trước lập nghiệp sau thành gia. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu tán dương, nam nhân mà nên đem sự nghiệp đặt ở vị thứ nhất,
bất quá tình cảm phương diện nhất định phải thận trọng, phía ngoài hoa hoa thảo thảo thật sự là nhiều lắm, ngươi lại tuổi trẻ, dễ dàng nhận dụ hoặc, nhất định phải lập trường kiên định, muốn hướng lâu dài cân nhắc. Sau bữa cơm chiều, Cao Tân Hoa cũng không ở lâu, Hứa Thuần Lương tiễn hắn đi ra ngoài, lại cho hắn gọi chiếc xe. Chờ xe tới công phu, Cao Tân Hoa nói, Trường Hưng có thể muốn chuyển nhượng, hiện tại trong bệnh viện tất cả mọi người tâm thần có chút không tập trung. Hứa Thuần Lương nói, lại thế nào cũng so đi theo Hoa Niên mạnh. Cao Tân Hoa thở dài nói, đa số người đều chỉ muốn cái an ổn, lại bán một lần chúng ta đều nhanh thành ba họ gia nô. Hứa Thuần Lương bị hắn dẫn tới nở nụ cười. Cao Tân Hoa nói, ngươi cười cái giám a, ngươi tại Trường Hưng làm qua, đối Trường Hưng liền không có điểm tình cảm. Hứa Thuần Lương nói, tình cảm ít nhiều có chút, bất quá kia là đối với ngài, không phải đối Trường Hưng. Cao Tân Hoa nói, làm rất tốt đi, bây giờ suy nghĩ một chút ngươi không có về Trường Hưng là chính xác. Xe tới, Hứa Thuần Lương tướng Cao Tân Hoa đưa lên xe, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Trường Hưng tình trạng trước mắt là Triệu Phi Dương một tay tạo thành, tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là hắn dẫn vào vốn liếng, có thể đoán được, nếu như lần này tế thế thu mua thành công, Triệu Phi Dương liền triệt để thoát khỏi Hoa Niên tập đoàn chế ước, bằng vào hắn cùng Kiều Như Long quan hệ, quyền lực trong tay hắn khả năng không giảm ngược lại tăng. Chỉ cần Trường Hưng tại Triệu Phi Dương trong tay, quản lý bên trên liền sẽ không phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Hứa Thuần Lương về đến nhà, Gia Gia ngồi ở trên ghế salon chờ lấy hắn. Hứa Thuần Lương đi vào Gia Gia ngồi xuống bên người. Hứa Trường Thiện nhìn qua hắn nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta à? Hứa Thuần Lương cười nói, nào có a. Hứa Trường Thiện nói, ta nghe nói Chu gia hai huynh đệ tìm người cáo ngươi, có phải hay không có chuyện này? Hứa Thuần Lương có chút buồn bực nhìn qua Gia Gia, mình với ai đều không nói, hắn là làm sao mà biết được. Hứa Trường Thiện nói, trong thiên hạ nào có bức tường không lọt gió a, hai ngày trước có cái luật sư đến tìm, hắn nói với ta về chuyện này, còn nói thực hiện chúng ta không có phần thắng, tốt nhất là đình bên ngoài hòa giải. Hứa Thuần Lương nói, người luật sư kia kêu cái gì? Hứa Trường Thiện tìm ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn. Hứa Thuần Lương nhìn thấy phía trên Trần Nguyên danh tự, không khỏi trong lòng thầm mắng, tên vương bát đản này thế mà cõng mình quấy rối lão gia tử, ta quyết không tha cho hắn. Hứa Trường Thiện nói, Thuần Lương, người nghĩ như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn muốn đánh liền cùng bọn hắn đánh, nhân hòa đường chiêu bài là đại gia ra cho, ta chắc chắn sẽ không chắp tay nhường cho. Hứa Trường Thiện nói, ta tán thành, Thuần Lương, ngươi một mực tráng khởi lá gan cùng bọn hắn làm, Gia Gia ủng hộ ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, Gia Gia, chuyện này cũng không nhọc đến người phí tâm, ta có thể giải quyết, đúng, ta lần này đi kinh thành đem hồi xuân đường trình báo quốc gia trọng điểm bảo hộ danh sách, đã không có vấn đề gì, chờ nhân cùng đường kiện cáo đánh xong, ta đem nhân hòa đường cũng trình báo. Hứa Trường Thiện vui mừng nhìn qua cháu trai, lão gia tử có loại từ đáy lòng tiêu tan cảm giác. Bảo bối cháu trai đang không ngừng trưởng thành, hiện tại đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, mình cũng không cần lại sầu không người kế tục, về sau cái này hai khối chiêu bài liền toàn bộ nhờ hắn đi giữ gìn. Hứa Thuần Lương liên hệ một chút Hạ Hầu Mộc Lan, hỏi thăm nàng Tào Bỉnh Nghĩa bên kia thái độ, Hạ Hầu Mộc Lan nói cho Hứa Thuần Lương Tào Bỉnh Nghĩa đem chuyện này đẩy đến rất sạch sẽ, chỉ nói mình đối với chuyện này cũng không biết rõ tình hình, kỳ thật người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Tào Bỉnh Nghĩa khẳng định là đang nói láo. Hắn không có khả năng liền nhãn hiệu thuộc về quyền đều không có náo minh bạch liền tiếp thủ anh em nhà họ Chu cổ phần, con hàng này tại bì môn thuộc về nguyên lão cấp bậc đối Hạ Hầu Mộc Lan cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Hiện tại cùng Hứa Thuần Lương thực hiện người gọi Triệu Hằng Nghĩa, Hứa Thuần Lương quyết định trước từ nơi này người tới tay, bất quá Triệu Hằng Nghĩa trước mắt cũng không tại Tế Châu, cụ thể đi hướng không rõ, duy nhất có thể xác định chính là Triệu Hằng Nghĩa sẽ tại ra tòa cùng ngày trình diện. Bây giờ muốn liên hệ Triệu Hằng Nghĩa nhất định phải thông qua luật sư Trần Nguyên. Hứa Thuần Lương dựa theo trên danh thiếp điện thoại gọi cho Trần Nguyên, Trần Nguyên tại Đông Châu có cái luật sư sở sự vụ, hắn biểu thị có thể bớt thời gian cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt một lần. Thanh Nguyên luật sư sở sự vụ tại Giang Hải địa khu rất nổi danh, Đông Châu, Tế Châu mấy cái chủ yếu thành thị đều sắp đặt làm việc địa điểm. Đông Châu nhà này sở sự vụ ở vào chính phủ thành phố mặt phía bắc khu làm việc. Hứa Thuần Lương bình thường rất ít đến khu vực mới, đi qua tới đây cũng là bởi vì Tô Tình, hiện tại Tô Tình phòng ở vẫn còn, bất quá người đã đi tỉnh thành. Thật vất vả tại ven đường mới tìm được một cái lâm thời chỗ đậu, Hứa Thuần Lương tướng xe ngừng tốt, đơn vị kia chiếc Audi A6 báo hỏng về sau,
hắn hiện tại lâm thời mở một cỗ Passat, bởi vì gần nhất công trường chạy tương đối cần, hai ngày này lại không soát xe, bùn giống như con khỉ. Khoảng cách luật sư sở sự vụ còn có hơn 200 mét khoảng cách, Hứa Thuần Lương đỉnh lấy ánh nắng đi tới, trên đường trải qua Tô Tình nhà cư xá, nhịn không được ngẩng đầu quan sát. Tô Tình gần nhất bị điều đến Tống Nghệ Bộ, bên ngoài ra phỏng vấn cơ hội không bằng đi qua nhiều như vậy, mà lại vừa mới tiếp nhận công việc cũng tương đối bận rộn, đoạn thời gian gần nhất hai người bọn hắn liên hệ cũng không nhiều. Hứa Thuần Lương đi vào Thanh Nguyên luật sư sở sự vụ, trước mặt đài nói một tiếng, nhân viên lễ tân rất khách khí, nói cho hắn biết Trần Đại luật sư ngay tại tiếp gặp khách hàng, mời hắn đi nghỉ ngơi thất hơi sự tình chờ đợi, chờ trước hộ khách đi lập tức bên trên sẽ thông báo cho hắn đi qua. Hứa Thuần Lương tọa hạ uống vào luật sư sở sự vụ miễn phí cà phê, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khoảng cách Trần Nguyên cùng mình thời gian ước định đã qua 5 phút đồng hồ. Hai loại khả năng, một là Trần Nguyên thật có cái gì trọng yếu hộ khách muốn gặp, hai là con hàng này thừa cơ làm khó dễ một chút chính mình. Bất quá từ Trần Nguyên đối với mình lãnh đạm đến xem, người này khẳng định cho rằng chiếm cứ chủ động. Hứa Thuần Lương tới mục đích là vì dò xét, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Phải hiểu rõ Trần Nguyên trong tay đến cùng có mấy chương bài, có cái gì bài, sau đó mới tốt gặp chiêu phá chiêu. Đợi 15 phút, nhân viên lễ tân mới tới thông chi Hứa Thuần Lương có thể đi qua. Hứa Thuần Lương đi theo vị kia lắc lắc thân hình như thủy xà sân khấu đi vào Trần Nguyên trong văn phòng. Trần Nguyên từ chỗ ngồi đứng lên vươn tay, bất quá cũng không có rời bước nghênh đón, mà là chờ lấy Hứa Thuần Lương đi qua cùng hắn nắm tay, Hứa tiên sinh đợi lâu nha. Hứa Thuần Lương không có cùng hắn nắm tay, không phải mặc tây phục đeo caravat chính là tinh anh nhân sĩ. Trần Nguyên nhìn thấy Hứa Thuần Lương không cùng mình nắm tay ý tứ, cũng chỉ đành ngượng ngùng buông xuống, nói câu, ngồi. Hắn cũng đem mời chữ cho bớt đi, đến mà không trả lễ thì không hay. Hứa Thuần Lương tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, hai người cách bàn làm việc. Trần Nguyên để sân khấu đưa hai ly cà phê tiến đến. Hứa Thuần Lương nói. Vừa rồi ta ở phòng nghỉ uống rồi, không cần, các ngươi luật chỗ cà phê quá chua. Trần Nguyên cười nói, miễn phí cà phê đều như vậy. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi luật sư thu nhập không thấp đi. Không có trở ngại, Trần Nguyên đánh giá Hứa Thuần Lương, hắn thấy Hứa Thuần Lương tại mở phiên tòa trước chủ động đến nhà mang ý nghĩa lực lượng không đủ, Hứa tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Trần Nguyên nở nụ cười, đã sớm nghe nói Hứa tiên sinh là cái người khoái nhân khoái ngữ, hôm nay gặp mặt quả là thế, ngươi là vì nhân hòa đường nhãn hiệu kiện cáo A. Đã thu được pháp viện lệnh truyền rồi. Hứa Thuần Lương nói, là ngươi đem chuyện này nói cho gia gia của ta. Trần Nguyên nói, làm luật sư ta muốn nhiều phương diện tìm hiểu tình huống, cho nên liền cùng Hứa lão tiên sinh trao đổi một chút, cũng hướng hắn thông báo một chút kiện cáo tình huống, làm sao? Ngươi vẫn luôn giấu giếm hắn đâu. Hứa Thuần Lương nói, các người đương luật sư miệng đều như thế nát a. Cáo ta ngươi liền hướng về phía ta tới, tìm ra gia của ta làm gì? Trần Nguyên thiếu dung không thay đổi, ta không phải giải thích qua sao? Hứa tiên sinh, người hôm nay tới đến cùng là vì cái gì? Nếu như là vì hiệp thương, chúng ta liền hảo hảo hiệp thương một chút, còn xin Hứa tiên sinh chú ý một chút thái độ, không ngại trước nghe một chút nguyên cáo tố cầu. Hứa Thuần Lương nói, nguyên cáo đều có yêu cầu gì a? Trần Nguyên nói, Triệu Hằng Nghĩa tiên sinh yêu cầu ngươi trả lại nhân hòa đường nhãn hiệu quyền sở hữu, đình chỉ đối nhân hòa đường nhãn hiệu tổn hại. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, hắn dựa vào cái gì? Trần Nguyên nói, tha thứ ta nói thẳng, trận này kiện cáo ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, Triệu Hằng Nghĩa có thể xuất ra không ít chứng cứ, năm đó thật là Chu Nhân Hòa từ hắn trong tay phụ thân tiếp thủ tiệm thuốc. Gạo cũ nát hạt thóc sự tình hiện tại lấy ra thảo luận còn có ý nghĩa gì? Nhãn hiệu đăng ký người có theo nhưng cha, là Chu lão tiên sinh đăng ký nhãn hiệu, mà lại hắn tướng nhãn hiệu quyền sở hữu tặng cho ta. Trần Nguyên nói, coi như Chu Nhân Hòa tiên sinh có được bộ phận nhãn hiệu quyền sử dụng, cũng không thể cho thấy những này quyền sử dụng liền nhất định thuộc về ngươi. Hứa Thuần Lương nói, trong tay của ta có di chúc A, cũng là hợp pháp lập hạ di chúc. 1. Trần Nguyên nói, lúc ấy hỗ trợ sắp xếp di chúc chính là Phương Văn Chính luật sư đi, hiện tại hắn người ở nơi nào? Nếu như ta có thể chứng minh phần này di chúc bản thân liền là không hợp pháp đây này. Theo ta được biết di chúc bên trong đồng thời còn đưa ngươi một bộ tòa nhà, nhân hòa đường 30% cổ phần, còn có nhân hòa đường nhãn hiệu quyền sử dụng, nếu như phần này di chúc bị lật đổ, vậy liền mang ý nghĩa ngươi làm mất đi hết thảy. Hứa Thuần Lương kỳ thật đã biết di chúc khâu xảy ra vấn đề,
Phương Văn Chính từ đó động tay chân, vì chính là hôm nay đối phương hướng mình làm khó dễ, mà Phương Văn Chính hiện tại hẳn đã nhận được một số tiền lớn, thành công nhuận đến châu Úc. Trần Nguyên nói, ta có cái đề nghị, người đem Nhân Hòa Đường nhãn hiệu nhường lại, trận này kiện cáo như vậy hòa giải, mặt ngoài nhìn, người đã mất đi nhãn hiệu quyền sở hữu, nhưng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, ngươi cũng bảo vệ cái khác tài sản, đối với ngươi mà nói cũng không thiệt thòi. Hứa Thuần Lương cười nói, Trần luật sư, ngươi cái gì logic? Ta đồ vật, lấy không ra cho người khác dùng, ngươi nói ta không thiệt thòi. Như ngươi loại này trí thông minh làm sao lên làm luật sư? Trần Nguyên nói, vậy liền tòa án gặp, một khi bên trên tòa án, đẩy ngã ngươi chỗ ỷ lại kia phần di chúc, tổn thất của ngươi không chỉ có riêng là nhãn hiệu quyền sở hữu. Hứa Thuần Lương nhìn qua Trần Nguyên, các ngươi trước kia liền bắt đầu bố cục có đúng hay không? Phương Văn Chính cùng các ngươi là cùng một bọn. Trần Nguyên nhếch miệng, không có chứng cứ sự tình tuyệt đối đừng nói lung tung, đến tòa án bên trên nhất là như thế. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật sự cho rằng không có chứng cứ liền đánh không thắng trận này kiện cáo rồi. Trần Nguyên cười nói, mặc dù đối ngươi rất tàn nhẫn, nhưng là ta không thể không nói đây chính là hiện thực. Hứa Thuần Lương nói, ngươi biết vì cái gì Chu Nghĩa Văn không dám đứng ra đây đánh với ta kiện cáo sao? Trần Nguyên nói, ngươi uy hiếp hắn, quay đầu ta hỏi một chút hắn muốn hay không cáo ngươi đe dọa, ta có hứng thú đón lấy dạng này tất thắng kiện cáo. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tại Giang Hải địa khu mở không ít luật sư sở sự vụ, chứng minh vẫn rất có chút năng lực, đã có năng lực, vì cái gì không đem loại năng lực này dùng tại chính đạo bên trên, giữ gìn chính nghĩa mới là ngươi bản phận, không muốn ai đưa tiền nhiều liền vì ai phục vụ, thất đức là sẽ gặp báo ứng. Trần Nguyên cười ha ha, ta là tại giữ gìn pháp luật, ta làm hết thảy đều là tại hợp pháp phạm vi bên trong, Hứa tiên sinh, mỗi người đạo đức tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Thế giới này chuẩn thì không phải vậy lấy ngươi là bên trong tâm, không phải mỗi người đều muốn phục vụ cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi để cho ta rất không cao hứng. Trần Nguyên nói, không có cách, nguyên tắc của ta là để cho ta cố chủ hài lòng, mà không phải muốn để bị cáo cao hứng. Hắn đứng người lên rơi ra lệnh đuổi khách, thật đáng tiếc, xem ra chúng ta không cách nào đạt thành hòa giải, chỉ có thể tòa án bên trên gặp. Hứa Thuần Lương nói, ta là khẳng định xảy ra đình, bất quá ngươi liền chưa hẳn. Ngươi về sau tốt nhất đừng phạm trong tay ta. Trần Nguyên đưa mắt nhìn Hứa Thuần Lương rời đi, cười lạnh lắc đầu, muốn đem pháp luật trò chơi chơi tốt, nhất định phải hiểu được quy tắc. Hắn đối Hứa Thuần Lương làm qua một phen điều tra, không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này có chút có thể lực, nhưng tại luật pháp trong lĩnh vực, chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi, còn thiếu rất nhiều tư cách cùng mình khiêu chiến, không có chứng cứ còn muốn đánh thắng trận này kiện cáo, nghĩ gì thế? Trần Nguyên cảm giác trên cổ có chút ngứa, vỗ một cái, một con sâu nhỏ bị hắn cho đập chết rồi, lòng bàn tay nhiễm một chút máu tươi, Trần Nguyên nhìn qua cái này tiểu hắc trùng, nhíu mày, không phải con muỗi, chẳng lẽ là bọ chét. Bị cắn qua địa phương ngứa một chút khó chịu, Trần Nguyên cào hai lần, cảm giác không cách nào dừng ngứa, kéo ra ngăn kéo, từ đó tìm ra một bình nước hoa, nhắm ngay cổ phun ra hai lần. Nhưng trên đùi cũng ngứa lên, Trần Nguyên lại đi bắt chân, kéo ra ống quần, nhìn thấy trên đùi bò lên mấy cái tiểu hắc trùng. Trần Nguyên lần này hơi sợ, một bên đập những cái kia tiểu côn trùng một la lớn, ở đâu ra nhiều như vậy côn trùng? Các ngươi làm cái gì? Không có chứng cứ rất khó đánh thắng kiện cáo, nhưng là nếu như nguyên cáo không ra tòa, luật sư không cách nào ra tòa, bình thường dựa theo tự động rút đơn kiện xử lý, Hứa Thuần Lương tìm không thấy nguyên cáo Triệu Hằng Nghĩa, cho nên mới lựa chọn trước từ Trần Nguyên ra tay. Đã Trần Nguyên đám người kia dùng xuống làm thủ đoạn trước đây, như vậy mình cần gì phải cùng bọn hắn giảng quy tắc? Hứa Thuần Lương cùng thần nông thuốc đông y tập đoàn Tào Bình Nghĩa chưa từng gặp mặt, hai người lúc đầu không có có thâm cừu đại hận gì, nhưng Tào Bình Nghĩa thông qua thu mua Nhân Hòa Đường cổ phần để đạt tới khống chế Nhân Hòa Đường mục đích, đại diện môn chủ Hạ Hầu Mộc Lan ra mặt về sau, thân là thuộc hạ Tào Bình Nghĩa vẫn không có biểu hiện ra chút nào thành ý, ngược lại đem việc này đẩy cái không còn một mảnh. Hứa Thuần Lương quyết định tiên lễ hậu binh, từ Hạ Hầu Mộc Lan nơi đó đạt được Tào Bình Nghĩa phương thức liên lạc về sau, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn đi qua. Tào Bình Nghĩa nghe Hứa Thuần Lương tự giới thiệu về sau, biểu hiện được không phải thường khách khí, Hứa Tổng, ta đối với ngươi thế nhưng là nghe đại danh đã lâu a. Hứa Thuần Lương nói ngay vào điểm chính, Tào Tổng, con người của ta không thích vòng vo, ta còn là nói rõ đi, Nhân Hòa Đường hiện tại nhãn hiệu thuộc sở hữu của ta, ngươi đã từ anh em nhà họ Chu hai bàn tay bên trong thu mua cổ phần, như vậy về sau chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Ta có thể trao quyền ngươi tiếp tục sử dụng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu,
nhưng là hàng năm ngoại trừ cố định chia hoa hồng bên ngoài, còn phải cho ta 500 vạn nhãn hiệu sử dụng phí. Tào Bình Nghĩa ha ha nở nụ cười, đạo lý là đạo lý này, ta cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng theo ta được biết, hiện tại Nhân Hòa Đường nhãn hiệu thuộc về quyền có tranh luận, ta có thể cho sử dụng phí, nhưng là nhất định phải tại chuyện này minh xác về sau. Hứa Thuần Lương nói, nghe rất có đạo lý, bất quá ta có câu nói nhất định phải nói trước, ta chủ động nhượng bộ ngươi không đáp ứng, chờ kiện cáo sau khi đánh xong, ngươi cho bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không trao quyền Thần Nông tập đoàn tiếp tục sử dụng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu. Tào Bình Nghĩa bên trong bắt đầu lo lắng, hắn đương nhiên biết rõ Hứa Thuần Lương lời nói này ý vị như thế nào, nếu như coi là thật phát sinh loại tình huống này, hắn tự anh em nhà họ Chu trong tay mua được cổ phần phải thật lớn bị giảm giá trị. Tào Bình Nghĩa tại đầu bên kia điện thoại nội tâm kịch liệt giao chiến, 500 vạn hoàn toàn chính xác không tính là nhiều, nhưng là tại kiện cáo kết quả không có ra trước khi đến, hắn liền đem tiền cho Hứa Thuần Lương, chẳng phải là một cái oan đại đầu. Tào Bình Nghĩa không hề giống chính hắn nói như vậy đối kiện cáo hoàn toàn không biết gì cả, hắn chẳng những biết mà lại rõ ràng Hứa Thuần Lương cơ hồ không có phần thắng, bởi vì sớm tại ký kết di chúc thời điểm, liền thiết tốt phòng bộ, Hứa Thuần Lương luật sư Phương Văn Chính phối hợp Hứa ra đối thủ làm một cái bẫy. Liền Chu Nhân Hòa di chúc đều không có pháp luật hiệu lực, Hứa Thuần Lương lại có thể xuất ra chứng cứ gì? Tào Bình Nghĩa nói, Hứa Tổng, ta nhìn ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đánh như thế nào thắng trận này kiện cáo. Trao quyền phí sự tình về sau bàn lại. Hứa Thuần Lương nói, xem ra Tào Tổng đối ta không có chút nào xem trọng, cho là ta nhất định phải thua, được, người đã không muốn cùng ta hợp tác, ta cũng không thể miễn cưỡng, về sau nửa tháng, sẽ có liên tiếp không ngừng ngoài ý muốn phát sinh, người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tào Bình Nghĩa rất nhanh liền biết Hứa Thuần Lương chỉ ngoài ý muốn là cái gì, đầu tiên là Thần Nông thuốc Đông y tập đoàn tìm kiếm quốc gia trợ cấp xin bị bác bỏ. Cũng không lâu lắm quốc gia Trung y thuốc cục quản lý phái ra một chi kiểm tra tổ chức hướng Thần Nông Trung y thuốc tập đoàn tiến hành chất lượng kiểm tra, tra ra nhiều hạng không hợp quy địa phương, trước tiên cho Thần Nông tập đoàn mở ra hóa đơn phạt. Cùng lúc đó Tế Châu ban ngành liên quan cũng tiếp vào thượng cấp yêu cầu, cường điệu phải tăng cường Trung y dược lão danh tiếng bảo hộ cùng điều kiện xét duyệt, nhất là nhấn mạnh Nhân Hòa Đường vấn đề, Nhân Hòa Đường cổ phần chuyển nhượng có phải hay không phù hợp quy tắc, đối với loại này danh tiếng lâu năm chuyển nhượng nhất định phải thận trọng. Tào Bình Nghĩa tại tao ngộ một cái tiếp theo một cái phiền phức về sau, bắt đầu ý thức được chuyện này phía sau khẳng định có người tại thôi động, người này hẳn là Hứa Thuần Lương. Sơ bộ cảm nhận được Hứa Thuần Lương năng lượng, Tào Bình Nghĩa bắt đầu có chút bận tâm, vạn nhất thực hiện quá trình bên trong xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Nếu thật là như thế, mình chẳng phải là liền lùi lại đường cũng không có. Tào Bình Nghĩa liên hệ luật sư Trần Nguyên, hy vọng hắn có thể trợ giúp mình bày mưu tính kế. Gọi điện thoại về sau mới biết được, đại luật sư Trần Nguyên đã nhập viện rồi, nghe nói là bị phi trùng cắn bị thương về sau sinh ra bệnh biến chứng. Hiện tại Trần Nguyên một thân đều là đậu tằm lớn nhỏ u cục, nghe nói là dị ứng phản ứng, mấy ngày nay vừa đau lại ngứa, ăn ngủ không yên, đoán chừng Trần Nguyên đều không nhất định có thể đúng hạn ra tòa. Trước mắt Trần Nguyên đã chuẩn bị từ trợ thủ của hắn thay ra tòa đánh cái này kiện cáo. Trần Nguyên ở tại Trường Hưng Bệnh viện làn da khoa. Từ ngày đó bị trùng cắn về sau, hắn đã liên tục 3 ngày 3 đêm chưa có chợp mắt, căn bản ngủ không được, loại kia khó chịu cảm giác để hắn đứng ngồi không yên, trên thân nhiều chỗ đều bị hắn cào đến nát sữa, vì giảm bớt ngứa cảm giác, bệnh viện cái chiêu gì đều đã vận dụng, nhưng triệu chứng vẫn là không có một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Trần Nguyên giao thiệp vẫn là rất rộng, hắn sở dĩ lựa chọn đến Trường Hưng Bệnh viện, không phải là bởi vì Hứa Thuần Lương từng tại nơi này làm việc qua, mà là hắn có vị lão bằng hữu Triệu Vĩnh Thắng. Ở chỗ này công việc. Triệu Vĩnh Thắng chuyên qua tới thăm lão hữu, nhìn thấy Trần Nguyên dáng vẻ, kém chút không nhận ra được. Trần Nguyên dị ứng đến khuôn mặt hoàn toàn sưng lên đi, nếu như không phải nhìn đầu giường phân biệt kẹt, Triệu Vĩnh Thắng căn bản là nghĩ không ra trước mắt cái này đầu heo một dạng ra hỏa là phong độ nhẹ nhàng đại luật sư Trần Nguyên. Trần Nguyên không ngừng kêu khổ nói, Triệu chủ nhiệm, người cũng cùng ta giới thiệu chính là chuyên gia gì, ta cái này đều trị liệu 2 ngày, không thấy tốt hơn. Căn bản không thấy tốt hơn. Triệu Vĩnh Thắng nói, bệnh viện chúng ta làn da khoa Liễu chủ nhiệm là trọng kim mời tới tiến sĩ. Trần Nguyên cố nén ngứa lạ, tiến sĩ, cũng không nhất định sẽ xem bệnh. Y học tiến sĩ bên trong lừa đời lấy tiếng không ít, đàm binh trên giấy càng nhiều, tiến sĩ cũng không có nghĩa là bọn hắn y học trình độ cao bao nhiêu, chỉ là việc học trình độ chứng minh. Hiện tại các bệnh viện lớn cung cấp nuôi dưỡng lấy một nhóm luận văn tiến sĩ. Bởi vì bệnh viện tổng hợp trình độ cần SCI luận văn làm chèo chống.
Triệu Vĩnh Thắng nhìn thấy Trần Nguyên dáng vẻ, bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn nhớ tới lúc trước Bùi Lâm mở đẹp vô cùng ngực lớn thời điểm, một đám thích trưng diện lão nương môn cũng không biết nguyên nhân gì ngứa lạ vô cùng, bất quá các nàng về sau đạt được hồi xuân đường cứu chữa, cái kia dược cao gọi là cái gì nhỉ? Triệu Vĩnh Thắng cố gắng nghĩ lại, thật vất vả mới nhớ tới gọi thanh lương cao, hắn hướng Trần Nguyên nói, ta hiểu rõ trồng thuốc cao rừng ngứa đặc biệt linh nghiệm. Trần Nguyên nói, dược cao gì? Kích thích tố loại ta cũng không dùng a. Triệu Vĩnh Thắng trong lòng tự nhủ ngươi cũng cái này hùng dạng vẫn rất giảng cứu, không chứa kích thích tố thành phần, thuần bên trong cỏ thành phần, gọi thanh lương cao, là hồi xuân đường bí chế. Trần Nguyên lúc đầu trong lòng còn ôm một chút hy vọng, nhưng nghe được hồi xuân đường ba chữ lập tức tiết khí, ngươi nói hồi xuân đường là Hứa Trường Thiện mở. Triệu Vĩnh Thắng nói, Đông Châu đâu còn có cái khác hồi xuân đường, chuyện này nói rất dài dòng, là ta tự mình kinh lịch. Triệu Vĩnh Thắng đơn giản nói một lần trải qua, người nói vô tâm người nghe hữu ý, Trần Nguyên nghe xong không khỏi lẩm bẩm, mình phát sinh qua mẫn triệu chứng là tại cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt về sau, hẳn là người này trên người mình động tay chân. Không đúng, ta rõ ràng là bị tiểu côn trùng cắn, Hứa Thuần Lương lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng chỉ huy tiểu côn trùng cắn ta. Triệu Vĩnh Thắng nói, bất quá a, hiện tại hồi xuân đường đã đóng cửa, Hứa lão tiên sinh về hưu. Trần Nguyên nói, đây không phải là nói vô ích. Triệu Vĩnh Thắng nói, ta cùng Hứa Thuần Lương có chút giao tình, quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút có thanh lương cao không có. Trần Nguyên dặn dò, tuyệt đối đừng nhắc đến ta. Lại nghĩ tới Hứa Thuần Lương đã nói, để sau này mình tốt nhất đừng phạm tại trên tay hắn, dù sao cũng là đại luật sư, càng nghĩ càng là khả nghi, vì cái gì cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt về sau mình liền phát bệnh. Vì cái gì Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm muốn như vậy nói. Chẳng lẽ hắn khi đó liền tiên đoán được mình trọng phạm trong tay hắn? Triệu Vĩnh Thắng cảm thấy được có chút không đúng, vì cái gì không thể xách ngươi?